chương một lúc này cần quay lại rồi sân bay long thành huỳnh nhân một thân đồ đen bước xuống từ máy bay tư nhân dáng người anh cao to hai mắt sắc bén có hồn vẻ mặt tái nhợt cảm giác như anh vừa bị bệnh âm um, xe quân đội chuyên dụng dừng lại trước mặt huỳnh nhân thành một hàng vô cùng bề thế chào ngài một đoàn quân nhân nhanh chóng đã tập hợp trước mặt huỳnh nhân tốc độ vô cùng nhanh tất cả bọn họ hướng mặt về phía huỳnh nhân động tác chào theo nghi thức quân đội rồi hô to chào vương chủ âm thanh vang dội vọng lại trong sân bay to lớn cảm giác vô cùng uy nghiêm huỳnh nhân chỉ đơn giản gật đầu cũng dùng nghi thức quân đội mà chào một cái lúc này cửa xe của chiếc ô tô sang trọng mở ra một người phụ nữ quyến rũ bước xuống người phụ nữ tháo kính dâm ra sự nguy hiểm cũng từ đó tràn ra nhưng khi ở trước mặt huỳnh nhân cô ta lại ngoan ngoãn giống như một chú mèo ngoan thiếu chủ, đã tra được người kia. Nói đi, Huỳnh Nhân lên tiếng, chờ người phụ nữ báo cáo. Audio điện tử võ tấn bền. Người này chính là Lưu An, là thuộc hạ dưới chướng Huỳnh Nhân. Cô ấy tên là Liễu Phi Tuyết và đang làm việc ở khu toàn cầu, có người cố ý che giấu thân phận cô ấy, nên đến bây giờ chỉ biết được chừng ấy. Sắc mặt Lưu An lạnh lùng cực điểm, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân, thấy vương chủ không có biểu hiện gì mới báo cáo tiếp. Một tháng trước Thiên La từng dừng chân ở Thẩm Minh, sau đó lại ra khỏi lãnh thổ cảnh Bắc, không rõ tung tích. Một tuần trước Thiều Gia Nguyệt của Thiều Gia đã thu mua công ty cửu châu của Liễu Gia, trở thành chủ tịch mới. Đã hết. Đã biết. Huỳnh Nhân gật đầu, đột nhiên ho khan. Anh dùng tay lau đi lại thấy ho ra vệt máu. Thiếu chủ, có phải vết thương cũ? Lưu An vội vàng lấy chiếc khăn tay, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Trận chiến ở Thanh Nha, tuy thiếu chủ đã đánh lui kẻ địch nhưng để lại vết thương khó lành không sao đi thôi đi đến liễu gia huỳnh nhân vẫy tay chiếc xe kia đi đến lên xe huỳnh nhân không nói thêm gì nữa phong cảnh hai bên đường nhanh chóng tụt lại phía sau suy nghĩ của huỳnh nhân cũng bay xa dần nhiều năm trước vì trả ơn cho liễu gia vì lúc trước liễu thiên hà của liễu gia đã thu nhận anh cho nên anh đã ở rể thiều gia trở thành chồng của thiều gia nguyệt thiên kim của thiều gia Ai ngờ đây lại là âm mưu để thiều gia nguyệt đánh cắp bí mật thương nghiệp liễu gia. Ngày lễ kết hôn, anh bị người ngoài ngược đái, đánh đập, ép uống thuốc, bắt cóc, cuối cùng còn bị ném xuống biển. May mắn trời thương xót, anh còn chưa hết, không chỉ tìm được đường sống trong chỗ chết mà còn gia nhập tổ chức bộ đội đặc trùng thần bí nhất của cảnh Bắc, Kim Hoàng. Năm năm sống chết lăn lộn, anh thay ra đổi thịt. Anh là chiến thần trong quân đội, là vua của Kim Hoàng, bảo vệ cảnh Bắc, làm kẻ xấu bốn phương phải khiếp sợ năm năm sau anh vinh quang xuất ngũ ân oán năm đó cũng nên rõ ràng mặt khác anh cũng không quên được người phụ nữ từng bị anh làm tổn thương kia năm đó anh bị bắt cóc bên cạnh còn có một người phụ nữ cũng bị trói tới là cô cứu chính mình đáng tiếc lúc ấy anh không còn tỉnh táo ngay cả việc cô tên là gì trông như thế nào cũng không biết nhìn ánh mắt sâu thẳm sắc mặt buồn bã của cậu chủ lưu an thở dài trong lòng so với việc chấm dứt ân oán năm đó, có lẽ cậu chủ càng để ý người phụ nữ tên Liễu Phi Tuyết kia hơn. Đã tới thưa thiếu chủ. Lưu An dừng xe ở bên đường cạnh cửa một căn biệt thự ba tầng kiểu cổ. Ừm, Huỳnh Nhân gật đầu, không lập tức xuống xe mà lạnh nhạt nói với Lưu An, tiếp tục điều tra thêm tin tức của cô gái họ Liễu kia, tôi muốn nhìn thấy kết quả trước tối nay. Vâng thưa thiếu chủ. Sau khi xuống xe, Huỳnh Nhân đứng ngoài Liễu ra, nhìn đến ngẩn người tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy. Cảnh nhiên, em còn nhớ tôi không? Anh nhớ về một cô gái hoạt bát tràn đầy sức sống thanh xuân, trên mặt huỳnh nhân cũng hiện lên một nụ cười. Cô ta là con gái của Liễu Thiên Hà, từ nhỏ huỳnh nhân đã ở cùng cô ta, nếu không có thiểu gia nguyệt thì có lẽ bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi. Huỳnh nhân dừng suy nghĩ, ấn chuông cửa. Không có người nào ra mở cửa. Huỳnh nhân lại ấn một cái. Vẫn không có ai tới mở cửa chuyện này rất kỳ lạ, liễu ra không thể không có một ai chứ. Huỳnh nhân nhìn xung quanh, bên trong biệt thự không có một chút tiếng động gì, im lặng. Đến đây, cuối cùng cũng có người ra, mà người này là một ông lão còng lưng, không ngừng ho khan định ra mở cửa. Bác Phương, Huỳnh nhân cười hiền. Ông ấy là quản gia liễu gia, trung thành và tận tâm tuyệt đối với liễu thiên hà. Cậu là... Động tác mở cửa của bác Phương đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn khoảng 10 giây, lúc này mới kích động nói cậu là huỳnh nhân sắc mặt ông lại cứng đờ trở nên bi thương làm sao thế bác phương huỳnh nhân vội hỏi không kịp rồi bác phương thống khổ nói ông chủ sợ là giống như một tia sét đánh xuống giữa trời quang nụ cười trên mặt huỳnh nhân nháy mắt cứng đờ vẻ mặt của anh đột nhiên biến đổi giống như một con giã thú chọn người mà cắn lạnh lùng nói ông ấy đã xảy ra chuyện gì Lúc anh rời đi thì Liễu Thiên Hà vẫn còn rất tốt, lúc này mới có 5 năm ngắn ngủi, làm sao lại không được. Một người phụ nữ vừa đi ra, dáng người nổi bật, mái tóc dài đang kéo tay của một người đàn ông phong độ, cả người toàn hàng hiệu cùng nhau đi tới. "Bác Phương, đây là ai?" Khi thấy Huỳnh Nhân, sắc mặt cô ta thay đổi, giống như nhìn thấy quỷ lùi về phía sau một bước. "Huỳnh Nhân, cảnh nhiên, đã lâu không gặp." Huỳnh Nhân lập tức thu lại sát khí trên người. Cô ta chính là Thanh Mai Trúc Mã của Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên. Anh chưa chết, sắc mặt Liễu Cảnh Nhiên cổ quái hỏi. Chuyện đó nói sau. Huỳnh Nhân không nghĩ nhiều, dù sao mình đã mất tích 5 năm. Huỳnh Nhân, ánh mắt thanh niên bên cạnh Liễu Cảnh Nhiên lóe lên một cái, dường như là nhớ ra cái gì. Sau đó, ánh mắt anh ta mang theo ý châm chọc. Ồ, đây là tên chồng hụt vô dụng của thiếu tiểu thư năm đó đúng không nhỉ? Năm đó hôn sự của hai nhà Thiều gia cùng Liễu gia vô cùng ồn ào, tới giúp vẫn như thế. Anh đây là Lúc này Huỳnh Nhân mới chú ý người ở cạnh Liễu Cảnh Nhiên. Tôi là bạn trai của Cảnh Nhiên, Phúc Hoàng. Hắn ta ôm lấy Liễu Cảnh Nhiên, khiêu khích Huỳnh Nhân hiện rõ. Chính Cảnh Nhiên nói với tôi, do anh mà Liễu gia mới bị Thiều gia phóng sát. Hơn nữa Thiều gia còn chưa bỏ qua cho anh, vậy mà anh còn dám bỏ về Thẩm Minh. Huỳnh Nhân im lặng, đột nhìn về phía liễu cảnh nhiên như chờ đợi cô nói gì đó cảnh nhiên đó là thật liễu cảnh nhiên cắn chặt môi sắc mặt không ngừng thay đổi bình tĩnh nói với huỳnh nhân tôi cũng không có gì để nói anh về cũng vì tôi đúng không liễu cảnh nhiên hiện lên chán ghét mà nói tiếp nghĩ tới anh thì càng tức giận kinh tởm không vì anh thì liễu gia có trở nên như này không hả anh có gì cho tôi người như anh chỉ là loại vô dụng Liễu Cảnh Nhiên còn chủ động ôm lấy cánh tay Phúc Hoàng. Anh sẽ trợ giúp nhà sản nghiệp của chúng tôi, anh ấy mới là người tôi cần. Huỳnh Nhân thở dài tiếc nối trước chuyện này. 5 năm năm lăn lộn liều mạng, anh đã sớm coi nhẹ chuyện tình yêu nam nữ, càng quý trọng tình thân với Liễu Cảnh Nhiên. Mọi thứ đã không còn như trước. Huỳnh Nhân không nói chuyện với bọn họ nữa, lập tức bước vào phòng khách. Anh muốn nhanh chóng đến xem bệnh tình của Liễu Thiên Hà, dù sao chữa bệnh bằng trung y anh cũng biết nha đứng lại, ai cho anh đi vào. Phúc Hoàng chuẩn bị bước lên kéo lại bả vai Huỳnh Nhân. Tuy rằng Liễu Cảnh Nhiên không thích Huỳnh Nhân, nhưng nghĩ đến việc bọn họ lớn lên cùng nhau, Phúc Hoàng lại thấy không thoải mái. Đột nhiên Huỳnh Nhân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Phúc Hoàng lập tức cảm thấy ớn lạnh, sợ tới mức ngã xuống đất. chương 2, sao trổi của Liễu ra. Tránh ra, Huỳnh Nhân lạnh lùng quát. Đừng để tôi nói nhiều. Huỳnh Nhân, đứng lại. Huỳnh Nhân chọc giận Liễu Cảnh Nhiên. Anh muốn gì, muốn hại bố tôi sao? Huỳnh Nhân thản nhiên nhìn Liễu Cảnh Nhiên một cái, anh không thèm để ý tới cô ta. Phúc Hoàng chật vật đứng dậy, gương mặt vô cùng đáng sợ. Người đâu, đánh gãy chân tên này bắt nó quỳ xuống cho tôi. Năm sáu tên vệ sĩ của Phúc Hoàng chạy tới, lập tức vây quanh Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, chạy đi, bác Phương lo lắng. Nhưng Huỳnh Nhân vẫn như cũ đưa lưng về phía mấy tên vệ sĩ kia, thậm chí vẫn đứng thản nhiên ở giữa sân ngu xuẩn phúc hoàng cười lạnh liễu cảnh nhiên cũng không phản ứng gì trên mặt đầy vẻ thờ ơ lạnh nhạt ngay tại lúc tay của bọn chúng sắp động tới huỳnh nhân thì anh dùng đòn phản công bỗng chốc những tên này đều nằm la liệt cứ như vừa rồi chỉ là đùa vui sân trước của liễu ra chìm vào tĩnh lặng chẳng có một chút âm thanh nào liễu cảnh nhiên và phúc hoàng không thể tin nổi nhìn huỳnh nhân trong đáy mắt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi tựa như đang nhìn một tử thần bác phương không thể thốt nên lời những tên vệ sĩ còn lại vội vàng dừng lại cảnh giác nhìn huỳnh nhân bọn họ di chuyển về phía của phúc hoàng bọn họ cảm giác tiếp theo đối phương sẽ ra tay với phúc hoàng nhưng huỳnh nhân không hề làm vậy huỳnh nhân vẫn bình tĩnh như thường anh cảm thấy việc này không đáng để bận tâm anh quay đầu đi và tiếp tục đi về hướng phòng khách phúc hoàng cũng phục hồi lại tinh thần trong mắt hiện lên sự hoảng sợ Huỳnh Nhân, anh dám. Liễu cảnh nhiên quát lớn. Cô ta cũng hiểu vì sao Huỳnh Nhân dám trở lại nơi này. Tuy không biết trong nhiều năm qua, Huỳnh Nhân đã trải qua những gì, nhưng Liễu cảnh nhiên nhìn ra Huỳnh Nhân đã thay đổi. Có chuyện gì ngoài đó? Một phu nhân ăn diện đồ hiệu, gương mặt vài phần giống với Liễu cảnh nhiên, đi ra ngoài. Khi bà ta vừa thấy Huỳnh Nhân đang đi thì bà ta lại hoảng sợ hét lên một tiếng. Âm thanh đó đã trực tiếp kinh động tới mọi người trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Khi tất cả bọn họ nhìn thấy Huỳnh Nhân thì đều im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Nó không phải chết rồi sao? Là nó. Huỳnh Nhân cũng dừng chân lại, vẻ mặt anh dịu đi một chút, vô cùng chân thành nói. Tôi cần gặp bố tôi trước, sau đó tôi sẽ giải thích với các vị sau. Đứng lại, Huỳnh Nhân vừa muốn đi thì lại có người quát to một tiếng. Huỳnh Nhân quay đầu, thấy mẹ của Liễu Cảnh Nhiên là Liên Thúy Na chỉ vào anh đồ xui xẻo mày còn có mặt mũi mà về cảm thấy liễu gia tao còn chưa thảm sao mẹ không phải vậy câm miệng liên thúy na cắt ngang lời huỳnh nhân bà ta nhìn thấy hai vệ sĩ của thiểu gia đang hôn mê trước cửa thì lập tức hiểu ra mọi chuyện mày còn dám đánh người nó muốn chúng ta chết thì có liên hồng vân em gái của liên thúy na cũng chỉ vào huỳnh nhân giọng nói vô cùng đanh đá anh cả sắp chết thì mày về đồ suối quẩy hừ nó về đây cũng chỉ hại nhà ta đột nhiên cô cả liên cát tường nói hừ làm gì có trùng hợp nó có chuẩn bị mà về nhanh gọi cảnh sát đến bắt nó đi trong nháy mắt tất cả người liễu ra đều chỉ trích huỳnh nhân vì anh tới không đúng lúc liễu thiên hà vừa bệnh nặng hôn mê đe dọa tính mạng thì huỳnh nhân đã tới rồi trùng hợp tới nỗi khiến người khác nghi ngờ huỳnh nhân cũng không nói gì mà vẫn giữ im lặng nhìn thấy cảnh này vẻ mặt phúc hoàng dần khôi phục lại bình thường anh ta cười lạnh lập tức muốn báo mối thù vừa nãy. Xem ra chú Liễu đã nuôi một đứa suối quẩy. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên cũng trở nên khó coi, cô tạo oán hận liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái. Tôi không ngờ là anh. Mẹ, Cảnh Nhiên, mọi người. Huỳnh Nhân nãy giờ vẫn im lặng thì đột nhiên nói chuyện. Ánh mắt anh đầy thành khẩn nhìn mọi người, trầm giọng nói. Tôi biết tôi đã làm hại Liễu ra, tôi thực sự xin lỗi Liễu ra tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Giải thích, anh định ra tự thú ư. Mày chết đi một lần, cũng không xóa bỏ được hết tội nghiệp của mày đâu. Đúng vậy, cậu của Liễu Cảnh Nhiên cũng đồng ý nói. Hơn nữa, anh cả không sống qua ngày hôm nay, mày lấy gì ra để cứu anh ấy. Nhớ tới tình huống của bố mình sắp không qua khỏi, Liễu Cảnh Nhiên hơi cay sống mũi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Huỳnh Nhân càng thêm oán hận chính anh hại bố cô nếu anh không đào hôn thiều gia cũng không phá nát liễu gia bố cũng không tức giận tới mức phát bệnh tim tao giết mày đột nhiên một tiếng thét chói tai đầy thảm thiết vang lên liên thúy na đã mất đi lý trí vớ ngay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đâm mạnh về phía huỳnh nhân dừng tay hành động này khiến cho liễu cảnh nhiên và phúc hoàng sợ tới mức vội vàng lao lên ngăn cản liên thúy na liên thúy na vừa muốn đâm về phía huỳnh nhân vừa kịch liệt dẫy ruộng, thét chói tai như người bệnh tâm thần. Thứ như mày không được chết tử tế, ông ấy coi mày không khác gì con trai ruột thịt, bây giờ báo ứng đến rồi. Mẹ, đừng nói nữa. Có lẽ những lời bà ta nói đã gợi lên ký ức trong lòng liễu cảnh nhiên, khiến cho hai mắt cô ta đỏ bừng. Ký ức càng sâu thì nỗi hận càng đau. Trong giây phút đó, đại sảnh liễu ra tràn ngập bi thương nồng đậm. Mẹ, sắc mặt huỳnh nhân vẫn bình tĩnh, anh nhìn liên thúy na, nhẹ giọng nói. Bố đã cứu mạng con, cho nên, cứ để con gặp bố một lần. Mày! Liên Thúy Na còn muốn nói cái gì, lại bị Phúc Hoàng ngăn lại. Bác dâu, nếu anh ta đã trở lại, vậy để cho anh ta chịu trách nhiệm chuyện năm đó đi. Tiếp theo, Phúc Hoàng lại nhìn về phía Huỳnh Nhân, anh có thể qua gặp chú Liễu nhưng anh phải thừa nhận tất cả những hành vi phạm tội của mình. Hành vi phạm tội, trong mắt Huỳnh Nhân chợt lóe hàn quang. Không sai. Phúc Hoàng cũng không nói là hành vi phạm tội gì, anh ta chỉ khiêu khích anh có dám không. Huỳnh Nhân trầm mặc, anh rất rõ ràng mục đích của Phúc Hoàng, nếu bố khỏe lại thì cả nhà đương nhiên sẽ vui vẻ, nhưng nếu bố chết thì chắc chắn tai vạ này phải do anh gánh chịu. Nhưng anh phải điều tra rõ xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Được, Huỳnh Nhân dứt khoát nhận lời. Thấy Huỳnh Nhân không chút do dự đã nhận lời rồi, trong mắt Phúc Hoàng lập tức hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh, anh ta đã vỗ tay nói. Được, dám làm dám chịu, vào đi. Vì thế, Huỳnh Nhân tiếp tục đi vào. Lần này, không ai dám ngăn cản. Vẻ mặt Liên Thúy Na đầy lo lắng, cháu muốn. Phúc Hoàng cho Liên Thúy Na một ánh mắt trấn an, nói, bác dâu, cháu làm việc mà bác còn không yên tâm sao? Sao cho cháu là được rồi? Trấn an xong Liên Thúy Na, Phúc Hoàng bước tới một nơi không có người, bấm một dãy số. Ai vậy? trong điện thoại truyền tới một âm thanh thở gấp của đàn ông còn kèm theo tiếng hô đau của phụ nữ thiều thiếu gia tôi đã hoàn thành chuyện anh dặn dò thậm chí còn có một chuyện vui bất ngờ nữa chắc chắn anh sẽ muốn nghe vẻ mặt phúc hoàng đầy nịnh nọt lấy lòng nói tiếng kêu của phụ nữ bên kia càng lớn hơn âm thanh đàn ông cũng có vẻ càng ngày càng không kiên nhẫn có gì mau nói tôi còn đang bận huỳnh nhân đã trở lại có muốn gọi người qua đây hay không trong mắt Phúc Hoàng làm ra động tác cắt hiết hầu, hắn là muốn giết huỳnh nhân tại chỗ. Dù sao với người có tiền thì trong mắt họ tính mạng một người thấp kém không đáng giá gì. chương 3 có khách góp vui. Huỳnh nhân đi đến một phòng ngủ chính trên lầu 2, trên giường có một người đàn ông trung niên với thái dương xám xịt, hơi thở yếu ớt, chính là Liễu Thiên Hà. Anh nhắm mắt lại, chỉ thở vào, không thở ra. Bỗng chốc, trong mắt Huỳnh nhân đã đầy ý giết người. Năm năm trước, cơ thể của bố vẫn còn rất khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại thành ra như thế. Anh ngồi bên giường Liễu Thiên Hà, định kiểm tra mạch cho Liễu Thiên Hà. Nhưng lại bị Liễu Cảnh Nhiên theo sau kéo đi, anh làm gì vậy, anh biết chữa bệnh sao? Trong 5 năm học được một ít, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút. Đường Triều cười nói, anh muốn giết bố tôi sao? Không ngờ, nghe xong lời nói của Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên lại nâng giọng lên quãng tám, anh chỉ mới học sơ sơ, vậy mà lại dám chữa bệnh cho người ta. Anh có giấy phép hành nghề chữa bệnh không? Cảnh nhiên, anh ta chỉ đang ra vẻ mà thôi. Phúc Hoàng kéo Liễu Cảnh Nhiên lại và khuyên giải. Nhưng, Liễu Cảnh Nhiên vẫn lo lắng. Lợi dụng kẽ hở này, Huỳnh Nhân đã bắt được mạch của Liễu Thiên Hà. Khoảng 30 giây sau, Huỳnh Nhân đã buông Liễu Thiên Hà ra, lấy ra một hộp kim bạc từ ngực anh. Gì cơ, anh muốn chữa bệnh cho bố tôi bằng kim bạc, vậy sao được chứ? cảnh này lại được thấy liễu cảnh nhiên trong tâm trạng bực tức, cuộc phẫu thuật tiên tiến nhất trong bệnh viện cũng không thể cứu ông ta khỏi bệnh, vài cây kim bạc làm sao có thể khiến bố sống lại chứ? Cảnh nhiên, ông ấy là bố tôi, sao tôi có thể làm hại ông ấy chứ? Đối với việc này, Huỳnh Nhân chỉ biết cười khổ. Hừ, ai biết được anh có ý đồ gì không chứ? Huỳnh Nhân mặc kệ, trực tiếp đâm ba cây kim bạc vào quan nguyên, phong môn, thiên khu và các sao 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 khác kim nhanh chóng đi xuống, lúc chọn lúc đâm, không dừng lại nửa chừng. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách suôn sẻ và trôi chảy, trông rất đẹp mắt. Hưm, vẫn ở đấy giả tốt bụng, thực sự cho là bản thân là thần y sao. Thời đại này trung y còn tác dụng gì nữa chứ, đừng có chữa chết người. Thế mà Liên Hồng Vân, Liên Cát Tường và các cô gì khác đều đầy vẻ khinh thường, và Phúc Hoàng cũng đứng trong góc, hết lần này đến lần khác chế nhạo. Theo sự trôi đi của thời gian, Liễu Thiên Hà càng ngày càng có nhiều kim bạc, vẻ mặt Huỳnh Nhân cũng càng thêm tiêu điểm. Loảng xoảng Tuy nhiên, ngay lúc Huỳnh Nhân đang chăm chú đâm kim, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Một chiếc Range Rover hút qua cánh cổng sắt của Liễu ra rồi dừng lại trước sân. Một nhóm thanh niên mặc đồ đen nhanh chóng xuống xe, xông vào nhà, đập phá đồ đạc. Trong nháy mắt, đồ đạc đều bị đập vỡ tan tành, mặt đất bị mảnh thủy tinh bao phủ. Á! À tất cả phụ nữ trong liễu ra sợ hãi hét lên, huỳnh nhân cũng phải ngừng việc đâm kim châm, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lùng. Huỳnh nhân, mày thật to gan. Tiếng cười ngạo nghế của người đàn ông khác từ ngoài cửa truyền đến, biết rõ chị tao đang tìm mày, mà mày vẫn dám chui vào thẩm minh à. Tiếng cười giảm xuống, một người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng bước vào với điếu thuốc trên miệng. Thiều nghiêm, là anh. Nhìn người đàn ông tóc vàng này, liễu cảnh nhiên, liên thúy na và các thành viên khác trong liễu gia đều tái mặt kể từ tuần trước khi công ty năng lượng cửu châu được thiều gia mua lại công ty cuối cùng trực thuộc của liễu gia cũng đã tuyên bố đổi chủ giờ liễu gia chỉ có thể sống dựa vào một số công việc kinh doanh nhỏ lẻ để kiếm sống nên khi gặp thiều gia như chuột gặp mèo chỉ có huỳnh nhân bình tĩnh đứng lên nhìn thiều nghiêm lạnh giọng nói thiều gia tôi còn chưa tới tìm các người các người hay rồi dâng tận cửa trước luôn thiều nghiêm mặc kệ cười cười rồi đi tới chỗ Huỳnh Nhân, chọc vào vai anh ta, Huỳnh Nhân, nếu tao là mày, tao sẽ trốn ở một nơi không có ai, cô độc đến già, chứ không có mặt mũi gì để trở lại đây nhìn ánh mắt bọn họ nhìn mày đi, một mình mày trốn đi cũng không sao, cả liễu ra sẽ lau mông cho mày. Nghe vậy, ánh mắt Huỳnh Nhân đầy ý giết chóc hơn nhưng anh vẫn quay lại nhìn. Tất cả người liễu ra đều nhìn anh một cách hả hê, muốn nhanh chóng giết chết anh. Thiều thiếu ra, nếu cậu tìm nó, thì đưa nó đi đi, không liên quan gì đến liễu gia chúng tôi. Liên Thúy Na cầu xin thiều nghiêm bằng vẻ mặt bi thương. Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm tổn thương huỳnh nhân, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh. Bệnh tình của bố tôi không liên quan gì đến anh đúng không? Đột nhiên, huỳnh nhân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến mức mất nhân tính. Thiều nghiêm giang hai tay, không chút sợ hãi, mày đang nói gì vậy, đương nhiên không liên quan, tao đến đây chỉ để bắt mày, tao sẽ thay lời chị gái tao nói với liễu gia các người có một tuần để suy nghĩ chuyện chấp nhận công việc mà chị gái tao sắp xếp cho các người nếu không thì đợi bị sa thải đi ồn ào ngay khi những lời này phát ra không ít người tái mặt đặc biệt là một số người leo lên được cấp trung và cấp cao của công ty cả người đều run lên thiều ra muốn họ thất nghiệp thì cũng quá dễ dàng rồi chỉ cần vài cú điện thoại hy vọng những gì mày nói đều là sự thật và không nói dối tao huỳnh nhân chỉ nghe được nửa câu đầu tiên của thiều nghiêm liền cười nhẹ nói dối anh thì có ích lợi gì chứ dù sao anh cũng sẽ không sống được bao lâu với nụ cười nham hiểm thiều nghiêm ra ám hiệu các vệ sĩ nhanh chóng tập trung phía sau anh ta cái đó cậu chủ tống nhìn thấy thiều nghiêm sắp sửa ra tay phúc hoàng lập tức tiến lên xấu hổ nói vẫn nên cẩn thận thì hơn anh ta là người có võ đấy mày làm vệ sĩ của tao cũng vô dụng y vệ sĩ của mày sao thiều nghiêm vỗ vào đầu phúc hoàng khinh thường nói có võ lợi hại đến đâu thì nó cũng chỉ có một người bên tao đây có hơn chục người đây giọng nói trầm xuống hơn chục tên vệ sĩ phía sau vô cảm bước về phía huỳnh nhân nói cũng phải thấy vậy phúc hoàng cũng thương hại nhìn huỳnh nhân vừa rồi anh ta đã đánh ngất tên vệ sĩ của anh ta vừa hay có thể báo thù huỳnh nhân hay là mày quỳ xuống lại tao một cái tao sẽ không đánh mày toàn thân sẽ được nguyên vẹn mà đưa đến trước mặt chị gái tôi sao đột nhiên thiều nghiêm nghĩ ra một ý tưởng rồi cười lớn dáng vẻ như một con chó của mày nằm bò trước mặt chị gái tao năm năm trước tao vẫn còn nhớ rất rõ đấy mau quỳ xuống lại đi phúc hoàng vô cùng hả hê không khỏi nóng lòng nhìn huỳnh nhân quỳ xuống đáng tiếc huỳnh nhân vẫn sắc mặt như thường bình tĩnh anh chỉ nhìn phúc hoàng và thiều nghiêm một cách đáng thương như thể họ là những người sắp phải quỳ những con kiến thỏ răng và móng vuốt vào con rồng khổng lồ ở trên chín tầng mây, con rồng khổng lồ chỉ biết cười thản nhiên. Tao bắt mày quỳ xuống, tai mày bị điếc à. Thiều nghiêm bị ánh mắt của huỳnh nhân làm cho khó chịu, ra lệnh cho tất cả vệ sĩ lên đánh phế nó cho tao. Vâng. Tất cả vệ sĩ đều chặn mọi đường thoát thân lao thẳng về phía huỳnh nhân. Tuy nhiên, còn chưa đụng được huỳnh nhân, một đạo dư ảnh màu đen mảnh mai xuất hiện phía trên nhanh như tia chớp. Sau đó, trong khi mọi người vẫn chưa kịp thấy gì, tất cả vệ sĩ đã nằm cả trên mặt đất không vùng vẫy quá nhiều và trực tiếp bất tỉnh. Điều đáng sợ hơn nữa là các khớp xương của từng vệ sĩ ngất xỉu này đều bị vặn vẹo ở nhiều mức độ khác nhau, tức là dù có cứu chữa cũng bị tàn tật suốt đời. Phía sau huỳnh nhân, không biết từ bao giờ đã có một người phụ nữ. Áo khoác da màu đen, quần da đen, ủng da đen. Phù! Lúc này, một cơn gió thổi qua, hất lên mái tóc đen xóa ngang lưng của cô. Những gì được lộ ra là một đôi mắt đỏ tưới máu. chương 4, dậy dỗ một chút. Sự im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người có mặt tại đây, ngoại trừ huỳnh nhân, đều nhìn người phụ nữ đứng sau huỳnh nhân một cách khó tin, trong đầu họ hiện lên nhiều thắc mắc. Cô ta là ai? Cô ta vào đây bằng cách nào? Sao cô ta lại lợi hại như vậy? Cô ta với huỳnh nhân là gì? khuôn mặt của mọi người được thay thế bằng một nỗi sợ hãi sâu sắc. Vừa rồi, bọn họ hoàn toàn không thấy được cô ta làm như thế nào. Tất cả vệ sĩ của Thiều nghiêm đều bị xử lý. Hơn nữa, nhìn vào vết thương của họ cũng thấy người phụ nữ kia đã thủ hạ lưu tình. Nếu thực sự phải ra tay giết họ, họ đã chết từ sớm rồi. Nghĩ đến điều này, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na và những người khác của nhà họ Liễu đều kinh ngạc nhìn về phía Huỳnh Nhân, bởi vì hành vi của người phụ nữ vừa rồi rõ ràng là muốn bảo vệ huỳnh nhân nói hai người bọn họ không quen biết ai mà tin chứ dám đánh anh ta tôi thấy các người chán sống rồi ngữ điệu lưu an lạnh lùng như băng đá đôi mắt đỏ như máu nhìn thiều nghiêm như thể đang nhìn người chết cô cô là ai thiều nghiêm sợ tới mức hai chân run rẩy thậm chí không nói nên lời bởi vì chỉ mới một lúc trước anh ta thực sự đã cảm nhận được cái chết làm cách nào cô tới đây được? Huỳnh nhân cao mày, nhẹ giọng khiển trách, lo chuyện bao đồng, ra ngoài. Lời khiển trách này khiến mọi người càng thêm căng thẳng, liễu cảnh nhiên càng trừng mắt nhìn huỳnh nhân, sau đó cũng chỉ im lặng. Người nguy hiểm thế kia lại có thể ở đây, chẳng may huỳnh ra chọc giận cô ta thì có phải cô ta giết hết người huỳnh ra không? Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lưu An không những không tức giận mà còn cúi đầu căng thẳng. Vâng, sau khi đáp lại, Liêu An nhanh chóng biến mất, như thể cô ta chưa từng ở đây bao giờ. Liêu An đã rời đi rồi, nhưng bầu không khí căng thẳng và rắn giỏi trong nhà họ Liễu không hề biến mất, mọi người càng trở nên gay gắt hơn. Liễu cảnh nhiên, Liên Túy Na và tất cả các thành viên nhà họ Liễu nhìn về phía Huỳnh Nhân, không còn chán ghét, không còn chê bai, mà là một loại kinh ngạc và kính sợ. Cả người thiều nghiêm run lên, trên trán chảy ra một lượng lớn mồ hôi. Một câu thôi, đã làm cho sát thần ấy rời đi rồi, chẳng lẽ là thuộc hạ của Huỳnh Nhân sao? Tiểu, Huỳnh Nhân, mẹ hỏi con, người phụ nữ vừa rồi có phải là người của con không? Liên Thúy Na nở một nụ cười, có chút cắn rứt lương tâm hỏi. Liên Họa Y, Liên Kha Nguyệt cũng căng thẳng không kém, họ Huỳnh Nhân nói phải, rồi ghi thù những chuyện mà họ đã nói. Vừa rồi dọa sợ mọi người rồi sao? Huỳnh Nhân nhanh chóng đỡ Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên, cười nói cô ấy là vệ sĩ của con, con là nhân chứng trong một vụ án quan trọng thì ra là vậy mẹ nói mà sao huỳnh nhân có thể có một người phụ nữ quyền lực như thế này làm thuộc hạ ha 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 nhìn thấy huỳnh nhân phủ nhận liên thúy na và những người khác đều nhìn nhau cười khổ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm người phụ nữ trông có vẻ rất quyền lực này chỉ là người bảo vệ của huỳnh nhân về phần huỳnh nhân chắc là đã vướng vào một số vụ án nào đó rồi không phải thường thấy trong phim sao để bảo vệ một nhân chứng quan trọng khỏi bị ám sát, phải cử một cao thủ bí mật bảo vệ. Vụ án quan trọng. Liễu cảnh nhiên nghi ngờ, đừng nói năm năm nay anh đều vướng vào vụ án này đấy. Cũng được xem là vậy. Ồ, liễu cảnh nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, điều này cũng có thể giải thích tại sao Huỳnh Nhân đột nhiên biết phó. Trên thực tế, Huỳnh Nhân không nói dối. Lưu An là cái bóng của anh, cái bóng và chủ nhân không thể tách rời, không ai có thể thiếu ai, riêng điều này đã vượt khỏi mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới còn anh cũng là nhân chứng của một vụ án quốc tế lớn chưa được giải quyết anh đã xuất ngũ để tìm ra tung tích của chuyện kia chỉ là anh không muốn liên lụy đến những người vô tội chỉ vậy thôi nhìn thấy nhà họ liễu đang trò chuyện sôi nổi thiều nghiêm dự định bí mật rời khỏi nhà họ liễu anh ta muốn báo tin này cho chị gái mình tuy nhiên vừa bước được một bước nhỏ anh ta bất ngờ bị vỗ nhẹ vào vai cậu thiều anh muốn đi đâu giọng nói của huỳnh nhân truyền đến trong phút chốc thiều nghiêm sợ tới mức ba hồn bảy vía hiểu lầm đều là hiểu lầm thiều nghiêm nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc ngẩng đầu nhìn huỳnh nhân nói ồ hiểu lầm tôi không nghĩ đó là hiểu lầm huỳnh nhân cũng ngồi xổm xuống trước mặt thiều nghiêm nở nụ cười dịu dàng nhưng không có chút ấm áp thiều gia nguyệt không phải chị gái anh sao tôi với cô ta không thân tôi với cô ta chị là họ hàng không phải ruột thịt. Có phải anh đến để bắt tôi đúng không? Sao có thể chứ? Tôi đến đây để mời cậu đi uống rượu, ở bên khu đông mới mở mở một quán mới. Anh còn nói muốn tôi quỳ lại anh mà. Bùm, bùm, bùm. Ngay khi Huỳnh Nhân nói xong, Thiều Nghiêm lập tức quỳ xuống trước mặt anh không chút do dự, sau đó quỳ lại ba lần. Lần sau mạnh hơn lần trước, chán của Thiều Nghiêm loang lổ vết máu sau ba lần lại. Đại ca, tha cho tôi đi, Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Một mùi hôi thối bốc ra từ đáy quần của Thiều Nghiêm, mọi người trong nhà họ Liễu đều đã bịt mũi. Thiều Nghiêm bị Huỳnh Nhân làm cho sợ đến mức mất tự chủ. Anh ta là một trong số ít người nhà họ Thiều biết được nội tình, với quan hệ giữa Huỳnh Nhân và nhà họ Thiều, một khi rơi vào tay Huỳnh Nhân thì sống không bằng chết. Huỳnh Nhân cũng kinh ngạc liếc nhìn Thiều Nghiêm, không khỏi xoa xoa cằm. Bản thân anh không đáng sợ như vậy vậy mà lại khiến người ta sợ hãi đến tè ra quần thế kia ngay lập tức anh hết uy hiếp mà đi thẳng vào chủ đề tôi hỏi anh lần nữa bệnh tình của bố tôi có liên quan gì đến anh không khi dò hỏi trong mắt huỳnh nhân lóe lên một tia sát ý liễu cảnh nhiên liên thúy na và tất cả người nhà họ liễu cũng sướng sờ một lúc quái lạ nhìn thiều nghiêm phúc hoàng đứng bên cạnh liễu cảnh nhiên với vẻ mặt không được tự nhiên trên trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh không có Thiều nghiêm nói không chút do dự. Phúc Hoàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Phải không? Huỳnh nhân nở nụ cười ấm áp, trong khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Anh đột nhiên ra tay, bóp chặt mặt của thiều nghiêm đè ép toàn bộ cơ thể của anh ta từ trên mặt đất. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả người nhà họ liễu, nắm đầu anh ta đập mạnh vào tường. Rầm! Nghe thấy một tiếng động lớn bị bóp nghẹt, toàn bộ khuôn mặt của thiều nghiêm trở nên dướm máu có liên quan đến anh không giọng nói lạnh lùng của huỳnh nhân dường như đã hủy diệt nhân loại thiều nghiêm sững sờ cũng không trả lời ngay dầm huỳnh nhân lại đập lần nữa gãy cả sống mũi lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như thế này đâu huỳnh nhân nhẹ nhàng nói như không có gì thiều nghiêm run lên theo phản xạ có điều kiện liễu cảnh nhiên và liên thúy na cũng sợ chết khiếp nhưng ánh mắt của họ vẫn nhìn chằm chằm thiều nghiêm anh ta liếc nhìn huỳnh nhân bằng ánh mắt sợ hãi run rẩy giơ tay lên chỉ vào phúc hoàng ánh mắt của mọi người cũng hướng về phúc hoàng ngay lúc đó vẻ mặt phúc hoàng cũng trở nên tái nhợt chương năm bất ngờ tất cả mọi người của nhà họ liễu đều cực kỳ sợ hãi đồng loạt nhìn về phía phúc hoàng liễu cảnh nhiên che miệng sắc mặt còn tái nhợt hơn phúc hoàng là anh sao đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người sắc mặt phúc hoàng lúc đỏ lúc trắng nhưng rất nhanh đã phản ứng lại miến cưỡng gượng cười nói sao có thể là tôi được tôi là bạn trai của cảnh nhiên chú liễu là bố vợ tương lai của tôi tôi có lý do gì để làm hại chú ấy mọi người đều thấy có lý sau đó lại quay đầu sang nhìn thiều nghiêm thiều nghiêm mặt đầy máu từ dưới mặt đất đứng lên vì mạng sống anh ta phải vứt bỏ phúc hoàng là tôi tôi bảo anh ta làm như vậy cho liễu nham uống thuốc kích thích nhịp tim sau đó lấy trộm thuốc trợ tim như vậy, Liễu Nham chắc chắn sẽ phải chết. Oanh! Những lời này vừa nói ra, mọi người náo động cả lên. Tất cả mọi người nhà họ Liễu như bị dáng đòn mạnh, Liễu Cảnh Nhiên lại càng ngây người, ánh mắt ngây dại. Không, đây không phải sự thật. Cảm giác kinh ngạc ngắn ngủi qua đi là sự oán hận, sắc mặt u ám của tất cả mọi người nhà họ Liễu đều nhìn về Phúc Hoàng. Phúc Hoàng, ông ấy tin tưởng anh như vậy mà hóa ra là anh làm. Tại sao anh phải làm như vậy? nhà họ liếu chúng ta rốt cuộc đã làm gì anh mà lại có thể hại chúng ta như vậy sắc mặt huỳnh nhân cũng tái nhợt nhìn vào phúc hoàng ánh mắt anh chỉ có ý lạnh lùng giết chóc chết tiệt thấy thiều nghiêm không chút do dự mà bán đứng mình phúc hoàng tức giận gào lên có điều rất nhanh sau đó anh ta đã sợ hãi không phải mọi người nghe tôi giải thích không phải tôi thật sự không phải là tôi cứu mạng dưới tình thế cấp bách Phúc Hoàng lại chạy trốn. Đứng lại, không được chạy. Thấy bóng dáng trốn chạy của Phúc Hoàng, người làm nhà họ liễu đuổi theo. Huỳnh Nhân lại nhẹ nhàng ném ra một cây kim châm, cắm toàn bộ vào đầu Phúc Hoàng. Vừa mới chạy đến cửa lớn của nhà họ liễu, Phúc Hoàng đã ngã xuống. Đây, tất cả mọi người thấy hết việc này, chợt ngây ngốc hết cả ra. Nó, nó sao thế? Liên Hỏa Y nói lắp ba lắp bắp, sau đó lại nhìn sang chồng của cô ta, Tử Văn, anh mau đến xem xem. Liễu tử văn đến bên cạnh Phúc Hoàng thăm dò hơi thở, phù một tiếng, bị dọa cho sợ ngồi trên đất. Nó, nó chết rồi. Cái gì? Biết được kết quả này, tất cả mọi người nhà họ Liễu không nói một câu nào, không biết làm thế nào cho phải. Huỳnh Nhân quay lại bên cạnh Liễu Nham tiếp tục trị liệu. Anh đã giúp nhà họ Liễu giải quyết hung thủ, còn lại công việc kết thúc không phải vấn đề anh phải lo lắng tao đã nói ra sự thật rồi, có thể đi được chưa? Thiều nghiêm nhìn bóng dáng huỳnh nhân run rẩy hỏi. Sớm biết huỳnh nhân kinh khủng như vậy, anh ta đã không nên tự tiện hành động. Huỳnh nhân không lên tiếng. Thiều nghiêm còn tưởng rằng huỳnh nhân đã đồng ý, thế là gión ra gión rén dự định rời khỏi nhà họ liễu. Nhưng mà vừa đi đến cổng lớn nhà họ liễu, giọng nói của huỳnh nhân mới vang lên sau lưng anh ta. Tôi có nói cho anh đi sao? cả người thiều nghiêm cứng đờ không dám bước thêm một bước vẻ mặt cầu xin hỏi mày còn muốn thế nào cho dù mày giết tao thì chị tao cũng sẽ không đến cứu tao đâu tôi biết huỳnh nhân không hề quay đầu chỉ bình tĩnh nói anh đi ra ngoài đợi đi sau khi biết được bản lĩnh của huỳnh nhân thiều nghiêm không dám cãi lời đành phải ảo não chờ ở cửa nhà họ liễu bịch nhưng mà vừa ra khỏi nhà họ liễu thì có người đến phía sau anh ta trực tiếp ngất đi Huỳnh Nhân vô cùng chăm chú châm cứu cho Liễu Nham, nhà họ Liễu lại quay về không khí nặng nề. Bác hai Liễu Tử văn mặt ủ mày ê ngồi trên sofa, lắc đầu, giờ thì hay rồi, anh cả không tỉnh, con rể giỏi giang cũng mất rồi. Buổi đấu thầu chiều nay phải làm sao đây? Đúng rồi, đối tác đấu thầu của tập quốc tế Phong Vân, tập đoàn hàng đầu về khu toàn cầu. Tất cả các xí nghiệp lớn bé của thẩm minh đều sẽ tham gia. Nhắc đến việc này, Bác cả Liễu trọng thở dài trong mắt lộ ra tuyệt vọng, vốn dĩ còn trông chờ Phúc Hoàng có thể giúp đỡ chúng ta, bây giờ thì hết hy vọng gì rồi. Tất cả mọi người không hề chú ý đến, Huỳnh Nhân nghe đến bốn chữ khu toàn cầu, cơ thể có hơi run rẩy. Không thành công thì hy sinh vì lý tưởng. Liên Hỏa Y cũng không ngồi yên, đấu thầu là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu đấu thầu thất bại, ngay cả công ty con của chúng ta cũng sẽ phá sản bởi Thiều Gia Nguyệt. Nhưng chúng ta thật sự không còn cách nào cạnh tranh với người khác. Liên Thúy Na vừa an ủi Liễu Cảnh Nhiên đang đau lòng, vừa bất đắc dĩ nói, với lại phía bên nhà họ Thiều cũng rất gấp rút, nghe đâu công ty Lục Thưởng sẽ đại diện nhà họ Thiều ra mặt đấu thầu. Nghe xong câu kia, không ai nói gì thêm làm bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người cắn chặt hàm răng, công ty Lục Thưởng vốn dĩ là thuộc về nhà họ Liễu của bọn họ. Xem ra, nhà họ Liễu chúng ta xong rồi việc này không vấn đề gì, cùng lắm thì phá sản. Chúng ta sẽ tìm một công việc mưu sinh, chỉ là trong nhà có một sâu mọt, cần nhờ chúng ta nuôi dưỡng. Bác cả Liễu Trọng đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, chế mũi nhọn thẳng đến Huỳnh Nhân. Nghe thấy lời của bác cả, Liễu Nhất Trọng cũng trở nên tức giận, liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân vẫn đang châm cứu mắng, đừng cố nưa, vẫn nghĩ bản thân là thần y sao. Vốn dĩ cũng không trông cậy vào nó có thể chữa trị cho anh cả. Liên hỏa y cũng xem thường, nếu y thuật thật sự tốt như vậy, cũng không đến nỗi ngay cả công việc tử tế cũng không có. Sắp ổn rồi, huỳnh nhân không quay đầu lại nói. Thế là, sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ liễu lại càng tái nhợt. Đừng để ý đến nữa, dù sao chúng ta cũng sẽ không nuôi dưỡng anh ta. Liên hỏa y tỏ thái độ đầu tiên, còn giật dây liên thúy na chị, chị cũng đừng để ý nữa để hắn tự sinh tự diệt đi nhà chúng ta vốn dĩ cũng không định sẽ quan tâm đến hắn đâu. Hai, Liên Thúy Na vừa nói xong, Huỳnh Nhân đứng lên ngay lập tức, dọa cho mọi người nhảy dựng. Muốn làm gì, tổn thương lòng tự trọng. Liên Hỏa Y ban đầu kinh ngạc, sau đó mỉa mai cười nói, tôi nói không đúng à, cậu có tay có chân thì ra đi xin cơm, còn hơn là ăn bám. Tôi có nói là cần các người nuôi dưỡng sao, hình như từ đầu đến cuối đều là do các người tự suy diễn nhỉ huỳnh nhân chỉ cười lạnh nói, tôi đứng lên là vì bố đã được chữa trị xong rồi. Diễn, diễn tiếp đi. Nghe vậy, liên hỏa y càng cười mỉa mai, cảnh nhiên, cháu đến xem thử bố đã tỉnh chưa. Liễu cảnh nhiên không nói gì chỉ lạnh lùng nước nhìn huỳnh nhân, đi đến bên cạnh liễu nham đang hôn mê để kiểm tra. Thế nào? Liễu cảnh nhiên lắc đầu nói, vẫn như vậy. Thế là liên họa y càng cười vui sướng, tôi đã nói mà, thằng nhãi này làm gì hiểu biết về y thuật, chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Anh qua đây. Liễu cảnh nhiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm chặt huỳnh nhân kéo ra ngoài. Đi đến đại viện nhà họ Liễu, Liễu cảnh nhiên lạnh lùng nói, anh còn muốn lấy lòng mọi người đến khi nào. Anh có biết dáng vẻ của anh giống như tên hề hay không? Trên mặt cô ta còn hiện ra ngấn lệ, ánh mặt vô cùng lạnh lùng, hiện giờ nhà họ Liễu chúng tôi đã thành thế này rồi, quả thật không có thời gian rảnh để chăm sóc cho anh nữa. Anh đi đi, Đừng bao giờ quay lại nữa. Những lời nói cay nghiệt, Liễu Cảnh Nhiên nghĩ Huỳnh Nhân sẽ tức giận, nhưng mà vẻ mặt Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí khóe miệng còn có nhếch cười. Cảnh Nhiên, tất cả mọi việc anh làm đều không thẹn với lương tâm. Đó là do anh tự cảm thấy vậy. Anh có thể không quay lại nhà họ Liễu, dù sao anh đã không còn nợ gì nhà họ Liễu. Huỳnh Nhân giơ tay lên muốn lau đi nước mắt trên mặt Liễu Cảnh Nhiên, nhưng tay vừa giơ lên một nửa thì lại buông xuống nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng, sau này tìm bạn trai, ánh mắt tốt một chút. Cơ thể Liễu Cảnh Nhiên run rẩy, sau đó giọng điệu càng lạnh lẽo hơn, không liên quan đến anh. Huỳnh Nhân gật đầu, sau đó đi ra cửa lớn nhà họ Liễu. Ngoài cửa, một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang dừng lại, Huỳnh Nhân mở cửa ngồi lên xe. Ngồi ở vị trí người lái rõ ràng là Lưu An cả người mặc áo da màu đen. Chỉ có điều cô của giây phút này ánh mắt khó chịu, thiếu chủ, bọn họ không có tư cách đối xử với anh như vậy, có cần tôi đi? Đủ rồi. Huỳnh Nhân ngắt lời Lưu An, liếc nhìn Thiều Nghiêm bị đánh bất tỉnh, ánh mắt không dao động, công việc đã giải quyết chưa? Thưa thiếu chủ, đã xong hết rồi. Vẻ mặt Lưu An trở nên nghiêm túc, vừa lái xe vừa báo cáo. Cô Liễu làm việc ở khu toàn cầu, là người sáng lập cũng là người điều hành của nhãn hiệu trang quốc tế Phong Vân, trụ sở ở Thuần Châu. Còn có một cô con gái 5 tuổi. Âm um. phút chốc, Huỳnh Nhân như bị giáng một đòn nghiêm trọng, cả người run rẩy kịch liệt. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 6: Vô cảm. Con gái của tôi. Tôi có con gái. Vẻ mặt của Huỳnh Nhân lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, môi hơi mấp máy. Lúc này mới thì Thảo nói ra hai câu này. Ánh mắt của anh lộ vẻ xúc động, có vui sướng, chờ mong và cũng có mở mịt những cảm xúc này rất nhanh lại chuyển thành vô cùng áy náy. Năm năm này trở lại, anh vì nước mà vào sinh ra tử, không làm mọi người thất vọng. Chỉ riêng có lỗi với Liễu Phi Tuyết. Hai người vốn dĩ không nên có liên quan đến nhau, nhưng lại vì sự ràng buộc của số phận mà quấn lấy nhau. Một đêm đó, tinh thần của Huỳnh Nhân đã nhanh chóng không tỉnh táo, Liễu Phi Tuyết là cọng rơm cuối cùng cứu mạng anh. Một đêm đó, tình nồng ý đậm, tình cảm bùng cháy. Đối với hai người mà nói, đều là lần đầu, đau mà cũng hạnh phúc. Năm năm sau, Huỳnh Nhân mới biết được vì hành động của bản thân vào đêm đó, Liễu Phi Tuyết đã mang thai cốt nhục của anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Huỳnh Nhân nhanh chóng trở nên kiên nghị, không tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm. "Mà thôi, nếu đời này anh không thể trả hết nợ, vậy thì mong anh một đời bình an vui vẻ, bình yên vô lo." Huỳnh Nhân nhàn nhạt mỉm cười hỏi: cô ấy làm việc ở khu toàn cầu phải không? Vâng, thiếu chủ. Lưu An nhìn Huỳnh Nhân qua gương phát hiện thiếu chủ không giống như lúc trước. Mua cả tòa nhà khu toàn cầu. Vâng. Sứt lời, Lưu An lấy điện thoại ra, bấm một dãy số phân phó cho cấp dưới nói rõ ý định của thiếu chủ. Lúc này, nếu có người nghe thấy cuộc đối thoại của Huỳnh Nhân với Lưu An, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi cả mắt. Khu toàn cầu là tên gọi khác của cao ốc thẩm minh, cao tới 100 tầng, có thể nói thành phố thẩm minh là nơi tập trung nhiều tinh anh làm giàu nhất người dân vì sự phồn thịnh mà đi vào khu toàn cầu làm việc không chỉ vì nơi này đãi ngộ phúc lợi tốt mà vì ở đây là nơi tụ họp của tinh anh cao cấp chỉ cần có thể trà trộn vào vào giới thương nhân này chẳng khác nào đã bước chân vào giới thương mại quyền lực thẩm minh không thể đánh giá giá trị thương nghiệp đã sẵn có dự đoán và hai người này hời hợt qua loa mà tuyên bố muốn mua toàn bộ khu toàn cầu việc này có khả năng nhưng người hiểu rõ thiếu chủ biết thiếu chủ không hề thiếu tiền trái lại tiền vốn dưới trướng thiếu chủ nhiều như nước chảy đã muốn đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố tiền đối với thiếu chủ mà nói chỉ là một con số có điều nửa phút sau điện thoại vang lên lưu an lạnh nhạt lên tiếng treo máy quay đầu cung kính nói thiếu chủ đã mua xong rồi ạ à? hiện giờ danh nghĩa của khu toàn cầu thuộc về anh ngoài ra chủ cố thiên việt bân hỏi anh có thời gian không dự định sẽ tổ chức một buổi lễ kết giao. Không rảnh, Lưu An còn chưa nói xong đã bị Huỳnh Nhân ngắt ngang, bảo anh ta quản lý thêm một tháng, một tháng sau sẽ nói tiếp. Vâng, Lưu An gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi tiến Huỳnh Nhân đi, Liễu Cảnh Nhiên liền quay về phòng thất thần ngồi trên sofa. Đám người Liên Thúy Na, Liên Hồng Vân, Liễu Đông Quân vẫn ngồi bên cạnh Liễu Nham như cũ, mặt mày ủ ê. Nhà họ Liễu mất đi một trụ cột như vậy, giống như gặp phải tai ương ngập đầu. Vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị hậu sự thôi. Vẻ mặt liếu đông quân bi thương, đứng lên nói. Tất cả mọi người nghe vậy nét mặt đều run sợ, nhưng nhìn khuôn mặt liễu nham bình tĩnh, cuối cùng cũng không nói gì cả. Khủ khủ. Đột nhiên, liễu nham đang mê man ho lên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Tất cả mọi người nhà họ liễu đều ngây ra như phóng nhìn cảnh tượng này, sững sốt 3 giây, đột nhiên đứng lên vây quanh liễu nham. Anh cả, anh tỉnh rồi. Làm người ta lo lắng muốn chết, hiện tại không vấn đề gì nữa rồi. Bố. Trong lòng tất cả mọi người nhà họ Liễu giống như bỏ xuống được tảng đá, sắc mặt thoải mái hơn hẳn. Liễu Cảnh Nhiên ôm chặt lấy Liễu Nham. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng mà khóc, thấy Liễu Trấn Hồng cũng ngẩn người. Sau đó, ông ta nhớ đến việc trước khi mình hôn mê, một mình trong thư phòng chuẩn bị kế hoạch đấu thầu vô cùng khát nước nên đã uống một cốc trà, uống xong thì bệnh tim phát tác. Thuốc trợ tim lại không biết ở đâu rồi, ông ta không kiên trì được nữa mà hôn mê. Cho đến bây giờ mới yếu ớt tỉnh lại. Thời gian bản thân hôn mê, có người tận tâm tận sức ở bên chăm lo, Liễu Nham cười nói, không phải ta đây vẫn chưa đi sao, cả đám khóc lóc cái gì. Nói đến đây, Liễu Nham có hơi sừng sốt, cảm nhận tình trạng sức khỏe bản thân nói, ta hiện tại cảm thấy rất khỏe, một chút cũng không khó chịu có phải mọi người mời thần y đến không cái này lời này không nói thì tốt hơn vừa nói xong tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ từ đầu đến cuối đều do một mình huỳnh nhân châm cứu chữa trị cho liễu nham lẽ nào huỳnh nhân đám người liên thúy na liên hồng vân và còn liễu cảnh nhiên có cùng ý nghĩ này với nhau lại càng giống như ăn phải ruồi sắc mặt đờ đẫn không thể nào không thể nào nhất định là chó ngáp phải ruồi đúng Nhất định là chỉ là trùng hợp. Có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người thất thần nhìn nhau, vẻ mặt Liễu Nham cũng trở nên nghiêm nghị. Ông ta đã khỏi bệnh, và vì ông ta là gia chủ, nên ông ta dường như có một khí chất đáng sợ. Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên ngập ngừng, không dám nói. Nói không, ngay cả lời của tôi cũng không nghe rồi à? Nhìn thấy vợ và con gái cũng đang trốn tránh mình, giọng điệu của Liễu Nham càng trở nên nghiêm túc hơn liên thúy na giật mình nên đành cắn răng kể lại chuyện huỳnh nhân đã trở về cho dù bà ta nói về chuyện mèo mù gặp chuột chết thì chính huỳnh nhân đã chữa khỏi cho liễu nham thì kết quả cũng không có gì thay đổi gì cơ huỳnh nhân đến à còn trị bệnh cho tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường cơ thể liễu nham khẽ run lên và tự véo mình một cách dữ dội đau quá đây không phải là mơ vì vậy liễu nham hưng phấn hỏi vậy nó đâu rồi ngay khi những lời này được nói ra khuôn mặt của liễu cảnh nhiên đã đông cứng lại cô ta nói với vẻ xấu hổ bị con đuổi đi rồi ạ à? cái gì nghe vậy liễu nham lập tức trợn to hai mắt tức giận chỉ vào liễu cảnh nhiên mắng hai con cùng nhau lớn lên đó lương tâm con bị chó ăn mất à còn nữa huỳnh nhân cũng chữa khỏi bệnh cho bố con có tư cách gì mà đuổi nó đi nhìn xem các người đã làm những việc tốt gì lệ oán báo ơn vô ơn bội nghĩa đây không phải là việc nhà họ Liễu nên làm. Khủ khủ, Liễu nham đầy phẫn nộ và ho liên tục. Liên Thúy Na vội vàng đi tới, vỗ vỗ vào lưng Liễu nham, ông cẩn thận tí, ông vừa khỏi thôi, không được tức giận đâu. Liên Thúy Na biết tính khí của Liễu nham, như tầm nghiêu mã tầm mã không thể rút lui nên đã dùng kế hoãn binh trước. Liễu nham, huỳnh nhân nhất định sẽ quay lại, nhưng nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là buổi đấu thầu vào chiều nay. Ông đã nghĩ xem nên làm gì chưa? Những lời này nói đến trọng điểm những người còn lại nhà họ Liễu bỗng dưng nhìn đồng loạt về phía Liễu Nham. Biết rõ là đánh chống lảng, nhưng đấu thầu quả thực là ưu tiên hàng đầu của nhà họ Liễu. Vì vậy, Liễu Nham chỉ có thể khịt mũi một cái thẳng mặt, tôi như thế này thì đi không được rồi, vậy đi, Thúy Na, dẫn theo cảnh nhiên đi đi. Một mặt, con là giám đốc thiết kế của công ty chúng ta, nên vốn dĩ phải đi. Mặt khác, cảnh nhiên cũng đang tìm việc, vừa hay cho nó đi mở mang tầm mắt chương 7, tự đào mồ chôn mình. Sau khi mua xong khu toàn cầu, Huỳnh Nhân không nói nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lưu An cũng tập trung lái xe. Chiếc xe sang trọng màu đen đang đi trên con đường đông đúc, các phương tiện xung quanh không biết vô tình hay cố ý mà đều nhường đường cho nó. Vào lúc này, sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ bởi một tiếng rên rỉ. Tôi đang ở đâu đây? Thiều nghiêm từ từ tỉnh dậy, ngơ ngác quay đầu. Huỳnh, Huỳnh Nhân, là anh rất nhanh anh ta đã phát hiện ra huỳnh nhân đang ngồi bên cạnh sợ đến mức hồn bay phách lạc huỳnh nhân mở mắt hờ hững liếc anh ta một cái tỉnh rồi huỳnh nhân anh muốn thế nào nếu như anh đụng vào tôi nhà họ thiều sẽ không buông tha cho anh thiều nghiêm nhìn huỳnh nhân như thể đang đối mặt với kẻ địch trên trán dịn ra những hạt mồ hôi nhỏ đụng vào anh anh cảm thấy bản thân có tư cách nghe vậy huỳnh nhân nở nụ cười tôi đã nói mục tiêu của tôi chỉ có thiều gia nguyệt còn anh chỉ là một quân tốt bình thường mà thôi tôi không có thời gian để đối phó với anh những lời này nói ra nghe khá đau lòng nhưng thiều nghiêm vẫn thở phào nhẹ nhõm cho dù thế nào thì mạng của bản thân cũng giữ được rồi tuy nhiên anh vẫn lắp bắp hỏi huỳnh huỳnh ra ra nếu như anh đã khinh thường đụng vào tôi vậy thì tại sao lại không thả tôi ra đôi mắt sâu thẳm của huỳnh nhân nhìn sang khiến cho thiều nghiêm căng thẳng giống như khi tất cả mọi thứ đối diện với tôi mắt này thì đều không thể che giấu được sự thật. Tuy rằng anh chỉ là một quân tốt bình thường, nhưng trong một bàn cờ, thì kết quả lại thường được quyết định bởi những con tốt. Huỳnh Nhân nhẹ giọng nói, tôi sẽ không làm gì thiểu ra nguyệt. Như vậy thì quá dễ dàng cho cô ta, tôi sẽ để cho cô ta biết tuyệt vọng là như thế nào. Nói xong từ trong tay lấy ra một viên màu trắng, nuốt xuống. Đây là cái gì? Trái tim thiều nghiêm đập thình thịch. Thuốc độc giọng nói của huỳnh nhân hờ hứng làm mật thám cho tôi loại thuốc này trên thế giới chỉ có mình tôi là có thuốc giải đừng lãng phí công sức nữa cứ mỗi khoảng thời gian lại mang tình báo của nhà họ thiều đến chỗ tôi lấy thuốc giải đương nhiên anh cũng có thể không nuốt lưu ăn vâng thiếu chủ ngay sau đó một lưỡi dao lướt qua má thiều nghiêm khiến con ngươi của anh ta lập tức mở to chọn đi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép mặt thiều nghiêm méo sạch sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nghe theo mà nuốt viên thuốc độc xuống. Quả nhiên, sắc mặt huỳnh nhân vẫn không chút thay đổi, nói, Lưu An, thả anh ta xuống xe. Với một tiếng cạch, chiếc xe dừng lại, sau khi thiếu nghiêm ra khỏi xe, chiếc xe tiếp tục đi. Mười phút sau, chiếc xe dừng lại ở một khu thương mại sầm uất. Được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng, tòa nhà cao nhất và tráng lệ nhất ở trung tâm chính là tòa khu toàn cầu. Sau khi xuống xe, huỳnh nhân phất tay để lưu an rời đi ngẩng đầu nhìn lên tòa khu toàn cầu ánh mắt trở nên kiên định tôi đã ở đây rồi ngay khi anh chuẩn bị bước vào một chiếc xe công vụ chạy đến nơi để xe dưới tầng hầm và hai người phụ nữ mặc vest chỉnh tề bước ra từ bãi đậu xe chính là hai mẹ con liễu cảnh nhiên tuy nhiên liễu cảnh nhiên lại có vẻ mặt lạnh lùng liên thúy na chỉ có thể khuyên nhủ cảnh nhiên con đừng lo lắng lần này ta đứng về phía con lần này nếu như con không đuổi thứ sao trổi kia gì, thì lần sau ta cũng sẽ chính tay đuổi nó ra ngoài. Về phần ba con, chỉ cần chúng ta nói ra chuyện biểu chiều thắng thầu, thì ông ấy sẽ không dám nói gì. Ừm, sắc mặt liễu cảnh nhiên trông tốt hơn một chút, nếu bọn họ trúng thầu, bọn họ sẽ có đủ tự tin để nói chuyện. Hai người đi về phía cửa. Huỳnh Nhân, sao anh lại ở chỗ này? Tuy nhiên, còn chưa kịp bước vào đã nhìn thấy Huỳnh Nhân đang đứng ở cửa ngay lập tức liễu cảnh nhiên tức giận đến bên huỳnh nhân nói tôi còn tưởng rằng anh vẫn còn lương tâm nhưng không ngờ anh lại xấu xa như vậy lại còn đi theo dõi tôi theo dõi cô huỳnh nhân bị câu này làm cho buồn cười lắc đầu nói tôi có việc cần phải làm ở khu toàn cầu anh anh có biết khu toàn cầu là nơi như thế nào không ánh mắt và giọng điệu của liên thúy na mang theo sự khinh thường không hề che giấu tôi biết liễu cảnh nhiên dường như đã nhớ ra điều gì đó Ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân cũng trở nên kỳ quái, anh tới đây phỏng vấn. Anh có thể nghĩ đến việc đến đây để phỏng vấn, xem như có tiến bộ, nhưng ở đây toàn là những nhân vật cao cấp, không giống người như anh, vừa không có học thức vừa không có bằng cấp. Huỳnh Nhân bất lực lắc đầu mặc kệ, định trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Anh đang làm gì thế? Thấy Huỳnh Nhân nhất định muốn đi vào, Liễu Cảnh Nhiên lập tức dùng cơ thể của mình chặn anh lại, đã nói là anh không vào được, sao lại còn muốn tìm phiền phức? nếu anh nhất định muốn tìm việc, tôi có thể nể tình cảm từ thời thơ ấu của chúng ta, giúp anh tìm một công việc tại công trường. Cút! Đột nhiên, Huỳnh Nhân quát lên một tiếng, toàn thân toát ra một cỗ lạnh lẽo. Tiếng quát của Huỳnh Nhân đã khiến cho Liễu Cảnh Nhiên sợ hãi, không kịp phòng bị mà lùi ra ba bước. Chân đi đôi giày bảy phân cũng bị chạch một cái, khiến cô không chịu nổi cơn đau mà thở dốc. Tôi cũng nể tình quan hệ hồi nhỏ của chúng ta mà khuyên cô một câu, đừng cản tôi giọng điệu huỳnh nhân lạnh lùng. Anh không làm điều gì sai trái với nhà họ Liễu, cũng không còn nợ nần gì nhà họ. So với mẹ con Liễu Phi Tuyết, Liễu Cảnh Nhiên hầu như không được nhắc đến nhiều. Anh dám uy hiếp tôi. Liễu Cảnh Nhiên lập tức lấy lại tinh thần lao về phía huỳnh nhân. Nhưng lại bị một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ đứng ra ngăn cản, các người tranh cãi cái gì, các người là ai? Chúng tôi là đại diện của công ty áo tân đến tham gia đấu thầu người không liên quan kia lại muốn đến nơi tổ chức. Liễu cảnh nhiên lấy thư mời ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn gã bảo vệ Trương Hải, nói, hôm nay là buổi đấu thầu quan trọng, nếu có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm sao? Trương Hải nghe vậy thì sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Huỳnh Nhân, lấy máy bộ đàm ra, gọi hơn chục vệ sĩ. Tự làm tự chịu. Mẹ, đi thôi. Cuối cùng, hờ hững nhìn Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na bước vào khu toàn cầu anh nghe kỹ cho tôi hôm nay là một ngày quan trọng những người không liên quan không thể tiến vào trương hải lạnh lùng nhìn huỳnh nhân vỗ chiếc dùi cui trong tay uy hiếp biết điều thì tránh ra chỗ khác còn không dùi cui không có mắt đâu sao anh biết được tôi là người không liên quan giọng nói của huỳnh nhân cũng trở nên lạnh lùng bảo người phụ trách của các anh xuống đây ha ha còn muốn gọi thiên tổng của chúng tôi xuống đây anh nghĩ anh là ai có tư cách gì mà đòi gặp Nghe được lời nói của Huỳnh Nhân, Trương Hải càng cười, hung ác nói các người không định tránh ra đúng không? Các anh em, cho bọn chúng một trận. Ngay khi những lời này nói ra, các nhân viên bảo vệ phía sau Trương Hải cầm rùi cui đi về phía Huỳnh Nhân, rõ ràng là có ý đồ xấu. Trương Hải, dừng lại cho tôi. Đột nhiên, có một tiếng gào khàn khàn từ bên trong khu toàn cầu. Sau đó, một tên mập như quả bóng chạy nhanh tới bằng hai chân ngắn ngủn, bởi vì trọng lượng của mình, nên sự xuất hiện của anh ta cũng khiến cho người ta vui mắt. Xếp thiên, sao anh lại xuống đây rồi? Nhìn thấy cảnh này, Trương Hải không khỏi sướng sờ tại chỗ. Anh còn dám hỏi tôi tại sao lại xuống, còn... Thiên Việt Bân cuối cùng cũng chạy đến cửa, còn chưa kịp thở thì đã tát mạnh vào mặt Trương Hải. Tự đào mồ thì cũng đừng lôi tôi vào. Trương Tám, mua cho vui. Một cái tát vang dội, Trương Hải sửng sốt, xếp thiên, tại sao anh lại đánh tôi anh tự hỏi xem tại sao cơn tức giận của thiên việt bân không hề giảm bớt anh ta vẫn tiếp tục đỏ mặt quát trương hải có biết rằng anh suýt nữa đánh người không nên đánh nếu anh muốn tìm chết thì cũng đừng liên lụy đến tôi nghe đến đây trương hải rùng mình anh ta thấy rõ ràng khi thiên việt bân nói câu này cả người run lên trông giống như là đang sợ hãi hơn là tức giận xếp thiên là chủ của khu toàn cầu người anh ta kính nể thì phải là đại nhân vật như thế nào chứ vừa nghĩ tới đây trương hải đã hoàn toàn tuyệt vọng mặc kệ đau đớn trên mặt mà quỳ xuống xếp thiên tôi thật sự không biết vị này là khách quý tôi chỉ nghĩ rằng đây là một người không liên quan nào đó tôi thật sự biết sai rồi hừ hừ thiên việt bân hừ lạnh một tiếng mặt không chút thay đổi lời của tôi cũng không được tính chỉ cần vị này đồng ý thì sẽ tha cho anh vừa nói Thiên Việt Bân nhìn Huỳnh Nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ bình tĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi lấy lòng hắn. Anh là Huỳnh Nhân, Huỳnh tiên sinh có phải không? 20 phút trước, nhân vật có tiếng tăm đã thu mua khu toàn cầu của anh ta với giá cao. Kết quả là anh ta được thông báo rằng vị đó không phải người mua thực sự. Người mua thực sự là một người đàn ông họ Huỳnh, anh ta sẽ đến khu toàn cầu trong ít phút nữa. Vì vậy, Thiên Việt Bân sau khi nghe điện thoại đã chạy xuống ở dưới lầu đợi nhằm muốn để lại ấn tượng tốt cho người đứng đằng sau thua mua. Nếu may mắn có thể liên lạc với anh ta, thậm chí hợp tác với, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho anh ta trong tương lai. Không ngờ rằng ông lớn còn chưa đợi được mà đã gặp phải một trò hề như vậy. Huỳnh Nhân hờ hững gật đầu, "Là tôi." Vì vậy Thiên Việt Bân càng tôn trọng hơn, lấy một tấm danh thiếp và đưa ra. "Hoan nghênh chuyến ghé thăm của Huỳnh tiên sinh, tôi là chủ của khu toàn cầu, anh có thể gọi tôi Tiểu Thiên, Tiểu Bân." hoặc cũng có thể gọi biệt danh của tôi là thịt viên ngay khi những lời này nói ra trương hải và những nhân viên bảo vệ khác đều xứng sở tại chỗ thịt viên thực ra không phải là biệt danh của thiên việt bân mà là biệt danh do các nhân viên của khu toàn cầu đặt cho anh ta tuy nhiên ở nơi công cộng không ai dám gọi anh ta là thịt viên nếu có thì chỉ có thể là do người kia không muốn làm việc ở đây nữa giơ tay không đánh người mặt cười thiên việt bân làm như vậy Quỳnh nhân cũng không nói được gì liền cầm lấy danh thiếp gật đầu nói rất hân hạnh được gặp thiên việt bân cảm thấy ngọt ngào như uống mật liền nhìn về phía trương hải còn đang hóa đá ở đó cao mày nói huỳnh tiên sinh người có mắt như mù này không nhìn ra được ngài là một đại nhân vật đúng là một chút kiến thức cũng không có có mắt như mù không có kiến thức huỳnh nhân hừ lạnh một tiếng mặt không chút cảm xúc nếu như tôi không phải là đại nhân vật như vậy có phải là sẽ không có tư cách đứng đây anh không cảm thấy làm con chó của một người có quyền thế, là một việc rất vinh dự sao. CTTT, ngay khi những lời này nói ra, cả Thiên Việt Bân và Trương Hải đều thay đổi sắc mặt. Anh ta liếc mắt nhìn Trương Hải lắc đầu, anh ta vốn đã cố hết sức bảo vệ, nhưng đáng tiếc, thái độ huỳnh nhân vô cùng kiên quyết. Quay lại viết đơn từ trước đi, anh không thích hợp với công việc này. Thiên Việt Bân xua tay với Trương Hải và nói. Anh Thiên, Trương Hải còn muốn nói điều gì đó, nhưng thiên việt bân đã bước vào khu toàn cầu với huỳnh nhân anh huỳnh hôm nay anh đến đây là để xem hội nghị đấu thầu đúng không thiên việt bân lon ton chạy đuổi kịp huỳnh nhân nịnh nọt không có hứng thú huỳnh nhân sắc mặt bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng về phía trước tôi chỉ là đến xem qua tòa khu toàn cầu này nói thì cũng là thiên việt bân ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó nói anh huỳnh hay là tôi tổ chức một lễ bàn giao cho anh chúc mừng anh đã mua tòa nhà này. Không, Huỳnh Nhân không chút suy nghĩ từ chối, tôi không thích những thứ hời hợt này. Còn về khu toàn cầu, chỉ cần cậu thích, thì cậu vẫn là quản lý trên danh nghĩa ở đây, tôi chỉ mua cho vui thôi. Mua cho vui, ánh sáng tôn thờ trong mắt thiên Việt bân thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đây mới đúng là nhà tư bản thật sự. Hai người đến thăm bên trong khu toàn cầu, rất nhiều nữ nhân viên của công ty đi ngang qua, áo sơ mi trắng, phái đen công sở và lụa đen đi lại tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp. vào lúc này họ đang chỉ vào thiên việt bân và huỳnh nhân đang đi cạnh nhau. đây không phải là xếp thiên sao? bên cạnh anh ta là ai? người đó còn trẻ như vậy, có lẽ là tổng giám đốc của một công ty lớn đến đấu thầu. cũng có thể đáng tiếc tôi không phải là nhân viên xếp liếu của tập đoàn lệ tinh, không thì có lẽ tôi cũng có thể nhận được thư mời. thôi nào xếp liếu luôn nổi tiếng là ghét đàn ông khác nhiệt với phụ nữ đối với cả hai giới đều không có hứng thú trong một khoảng thời gian trong tòa có một trận huyên náo lúc này liễu cảnh nhiên và liên thúy na vừa đi ra từ nhà vệ sinh đã cảm thấy vô cùng bất ngờ cảnh nhiên con có thấy người đi cùng thiên việt bân giống huỳnh nhân không liên thúy na cao mày hỏi chỉ tay về phía sau huỳnh nhân ở đâu liễu cảnh nhiên lập tức quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì đã đi mất rồi mẹ mẹ bị cái thứ sao trổi kia làm cho mù mắt sao? Làm sao có thể đến một nơi như này được? Liễu cảnh nhiên vừa tức giận vừa buồn cười. Đúng vậy, Liên Thúy Na cũng nhướng mày. Thiên Việt Bân cũng siêng năng giới thiệu các công ty ở mỗi tầng cho Huỳnh Nhân, nhưng Huỳnh Nhân đột nhiên dừng lại, nói tôi sẽ tự mình xem, anh có thể đi được rồi. Thiên Việt Bân thấy cũng có lý, vậy thì anh cứ đi dạo một vòng, có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Nói xong anh ta bỏ đi. Huỳnh Nhân bước vào thang máy nhấn tầng 88, là tầng của tập đoàn Lệ Tinh. Tập đoàn Lệ Tinh đã nhận thầu các tầng từ tầng 78 đến tầng 88 của khu toàn cầu, là công ty thuộc tập đoàn lớn nhất trong toàn bộ tòa nhà thương mại. Trên tầng 88, đó là văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh. Thang máy đi lên một chút, Huỳnh Nhân nhìn những tòa nhà dưới chân càng ngày càng thu nhỏ, trong lòng đột nhiên có chút dao động. Anh phát hiện trái tim mình không còn giữ được nhịp đập bình thường như trước. Môi mím chặt lại. Vì anh không biết mình sẽ phải đối mặt với người phụ nữ đã nợ anh 5 năm như thế nào. Đinh Rong, lúc này, cửa thang máy mở ra, Huỳnh Nhân bước ra ngoài, không bao lâu liền thấy cửa phòng chủ tịch. Tuy nhiên, anh ta không gõ cửa ngay. Anh ta giơ tay lên giữa không trung, nhưng không thể hạ xuống được. Đối mặt với bom đạn, anh không hề sợ hãi, đối mặt với nguy cơ tử vong, anh càng không hề cau mày nhưng lúc này, anh vừa lo lắng vừa sợ. Phù! Sau khi cứng đờ ra một lúc lâu, Huỳnh Nhân mới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Trước khi cửa được mở, đã có âm thanh vọng ra trước. Nó thánh thoát như tiếng chuông va chạm nhẹ nhàng, khiến người ta bỗng nhiên bình tĩnh lại. Huỳnh Nhân sửng sốt một chút, không, đây không phải là giọng nói của Liễu Phi Tuyết. Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ vô cùng xinh xắn đang đứng chắn ở đằng trước, dùng đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm Huỳnh Nhân. Hai mặt nhìn nhau, Huỳnh Nhân như hiểu ra điều gì, con người đột nhiên co rút lại, ánh mắt vô thức tránh đi. Cô gái không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục nhìn Huỳnh Nhân như vậy, đột nhiên nói ba, là ba sao. Ngay khi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, thân thể Huỳnh Nhân ngay lập tức run rẩy. Ba, thấy Huỳnh Nhân không trả lời, cô gái nhỏ lại hét lên. Lần này, nói to hơn một chút. Đôi mắt long lanh sáng ngời, có chút chờ mong. Lần gọi ba thứ hai đã hoàn toàn đánh bại hàng phòng ngự trong trái tim mong manh của Huỳnh Nhân, sự phấn khích, lòng biết ơn, cảm giác tội lỗi và mọi cung bậc cảm xúc ùa về như một cơn lũ lớn. Đây là con gái của anh. Con gái của anh và Liễu Phi Tuyết. Xin lỗi, xin lỗi. Huỳnh Nhân không kìm chế nữa, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cô gái nhỏ, không ngừng nói xin lỗi ở bên tai cô. Chiến thần trong quân, Vương chủ uy nghiêm, giờ phút này thật sự rơi lệ. Con trai không dễ khóc, đó chỉ là do chưa gặp phải điều gì thật sự đau lòng. Chương 9, đừng đi. Tại thời điểm này, Liễu Phi Tuyết không ở văn phòng, con gái cô rất ngoan, không khóc. Hai bố con tròn xoe mắt nhìn nhau, nhưng họ không nói lời nào, bầu không khí thật khó xử. Cô bé cảm thấy nhàm chán nên đã nhặt con búp bê lên và bắt đầu chơi một mình. Huỳnh Nhân sững sờ nhìn con gái chơi đùa, cho dù là cách nuôi dạy con hay cách làm cho trẻ vui vẻ, anh đều không có kinh nghiệm vì vậy anh đã chủ động phá vỡ tình huống khó xử đó cố nặn ra một nụ cười và hỏi nào nói cho bố biết con tên gì cô bé ngẩng đầu lên đôi mắt lung linh to tròn viết đầy vẻ khó hiểu bố không biết tên của tiểu như sao con bé nghiêng đầu và hỏi bằng một giọng điệu ngây thơ ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép huỳnh nhân đột nhiên hoảng sợ chẳng lẽ không biết tên con gái làm con gái buồn rồi sao tuy nhiên người lớn lại nghĩ khác với trẻ nhỏ cô bé dùng cả tay lẫn chân leo lên đùi anh chủ động mở hai tay ra cười nói bố ôm huỳnh nhân uể oải nhìn con bé trong lòng run lên đúng lúc này huỳnh nhân thất thủ anh cũng muốn ôm con gái vào lòng nhưng sợ nếu bất cẩn sẽ làm tổn thương đứa trẻ nên phải dùng đôi tay cứng ngắc bế con bé lên cô bé ôm lấy cổ huỳnh nhân hôn lên mặt cậu rồi cười khúc khích con tên là tiểu như bố có nhớ chưa tiểu như, tiểu như. Huỳnh nhân không ngừng thầm thì cái tên đó, như để in sâu vào trong lòng, lúc sau vội vàng nói, nhớ rồi. Vậy, họ của con thì sao? Huỳnh nhân hỏi. Anh hơi lạc lóng, đã 5 năm rồi không về, họ của con gái chắc nên theo họ mẹ nhỉ. Tuy nhiên, tiểu như lắc đầu và nói, không có, tiểu như không có họ, chỉ gọi là tiểu như thôi. Wow. Ngay khi những lời này được thốt ra, Huỳnh Nhân run lên như bị sét đánh, không có họ. Nhìn tiểu như ngây người, trên mặt huỳnh nhân tràn đầy tự trách. Có phải vì con bé không biết bố ruột của mình là ai không? Sở dĩ đứa trẻ không được đặt họ là vì vẫn còn một tia hy vọng rằng một ngày nào đó, trong một năm nào đó, bố con bé sẽ trở lại. Phi tuyết, tinh thần của huỳnh nhân bỗng suy sụp, cô hẳn đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong năm năm qua. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như một tên khốn nạn. Lúc này, tiểu như dùng hai tay bóp chặt hai má huỳnh nhân, bĩu môi nói, những đứa trẻ khác trong cộng đồng đều có cha, nhưng tiểu như thì không. Bây giờ bố con đã về, bố sẽ không bao giờ rời xa tiểu như nữa, được không? Ngay lập tức, huỳnh nhân khẽ run lên, vội vàng ôm lấy tiểu như, như thể thốt bình thường, lẩm bẩm nói, không đi nữa, sau này bố sẽ không bao giờ đi nữa, chỉ ở lại bên cạnh tiểu như. Thật sao? Tiểu như nhìn thẳng vào huỳnh nhân. Thật huỳnh nhân trịnh trọng gật đầu còn nữa tiểu như có họ là họ huỳnh tên là huỳnh như huỳnh như con bé đọc vài lần cảm thấy khá hay lập tức trợn tròn mắt cười y e tiểu như có họ rồi tên là huỳnh như nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của huỳnh như từ đáy lòng huỳnh nhân cũng lộ ra một nụ cười trước khi biết điều đó anh còn gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề trước đây anh vì đất nước giờ đây anh là vì nhà là vì vợ và các con của anh bùm đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị dùng sức đẩy ra một mỹ nhân cao như núi băng bước vào cô đi đôi giày cao gót nhọn hoắt lao nhanh về phía huỳnh nhân giật lấy huỳnh như khỏi vòng tay của huỳnh nhân trong một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận anh là ai anh muốn làm gì con gái tôi trong phút chốc một vẻ lạnh lùng từ chối người cách xa vạn dặm xông thẳng vào mặt anh Huỳnh Nhân kinh ngạc nhìn người phụ nữ giống như một con gà mái đang bảo vệ con của mình, và từ từ, vẻ mặt của cô càng trở nên kinh ngạc. Năm năm sau, cô vẫn vậy. Đẹp, băng giá và quyến rũ, đôi môi đỏ mọng căng mọng, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp, tất cả đều giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trời cao, đẹp đến kinh ngạc. Nam nữ bình thường, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Mẹ, Huỳnh Nhân còn chưa kịp nói chuyện, Huỳnh Như đã ôm lấy Liễu Phi Tuyết trước, vui vẻ vỗ tay, tiểu Như đã tìm được bố của mình rồi. Ôn ào! Sắc mặt của Liễu Phi Tuyết đột nhiên thay đổi, cô nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân bằng ánh mắt đờ đẫn. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, cố nặn ra một nụ cười, hỏi tiểu Như, người bố mà con nói. Là anh ta sao? Dạ, bố nói sẽ không bao giờ rời xa con nữa, và bố cũng nói rằng tiểu Như có họ là Huỳnh, và tên của con là huỳnh như huỳnh như vui vẻ nói huỳnh như càng nói liễu phi tuyết càng run lên lồng ngực phập phồng lên xuống cô ép mình bình tĩnh lại ngồi xổm xuống vuốt ve tóc huỳnh như nặn ra một nụ cười nói tiểu như con có đến phòng đồ chơi chơi được không mẹ và bố nói chút chuyện dạ cô bé ngoan ngoãn đáp rồi nhảy vào phòng đồ chơi ngay khi huỳnh như rời đi còn lại huỳnh nhân và liễu phi tuyết trong văn phòng bầu không khí ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng và thanh kiếm được rút ra. Chuyện Điền Văn Nói đi, anh là ai, tiếp cận con gái tôi là có mục đích gì? Liễu Phi tuyết giọng điệu bằng phẳng hỏi, nhưng khí chất tỏa ra từ cơ thể cô đã làm cho Huỳnh Nhân bị đông cứng. Nghe vậy, Huỳnh Nhân cũng sững sờ. Mặt anh thay đổi một lúc, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đã mất tích 5 năm, bây giờ đột nhiên quay lại, việc Liễu Phi Tuyết hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu thời gian sẽ chứng minh tất cả. Anh nhẹ nhàng nhìn Liễu Phi Tuyết, và nói một cách bình tĩnh, anh là Huỳnh Nhân và là bố của Tiểu Như. Không ngờ, ngay khi Huỳnh Nhân nói xong, một nụ cười châm chọc thoáng qua trong mắt Liễu Phi Tuyết. Cô bưng trà lên, yêu nhã nhấp một ngụm, từ phía sau vô cảm nhìn Huỳnh Nhân, nói anh biết không, anh không phải là người đầu tiên nói như vậy, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Là sao? Một sát ý mạnh mẽ lóe lên trong mắt Huỳnh Nhân. Chẳng lẽ ngoài bản thân ra, còn có ai tiếp cận với mẹ con Liễu Phi Tuyết sao? Anh giả làm bố của con gái tôi chỉ vì tiền, tôi nói cho anh biết, điều đó là không thể. Trong đáy mắt Liễu Phi Tuyết thoáng hiện lên một cỗ tim đập điên cuồng, trên đời này không ai có thể làm tổn thương tiểu Như. Huỳnh nhân vẫn im lặng, nhưng ánh mắt càng thêm u ám. Suy cho cùng, đó là lỗi của anh. Nếu không phải do mất tích 5 năm, thì làm sao đến bố mình là ai cũng không biết chứ? điều này tạo cơ hội cho một số người có động cơ thầm kín lợi dụng. Anh không phải là bố của Tiểu Như, tránh xa con bé ra. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết cực kỳ lạnh lùng. Huỳnh Nhân lắc đầu nói, Phi Tuyết, nếu em không tin anh, em có thể làm xét nghiệm quan hệ bố con. Anh, thực sự là bố của Tiểu Như và cũng là chồng em đã mất tích 5 năm, năm nay. Anh im đi. Nghe thấy bốn chữ kiểm tra quan hệ bố con, cơ thể Liễu Phi Tuyết run lên. Sau đó, cô như bị kích động cực đại, liền đập mạnh xuống bàn, ánh mắt đầy cam hận và tủi nhục. Tôi không có chồng, anh ta đã chết 5 năm trước rồi. Cút, anh cút đi cho tôi. Nhìn thấy Liễu Phi tuyết cuồng loạn, hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn kiên quyết nghiến răng nghiến lợi, lòng huỳnh nhân như bị dao đâm. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. 5 năm yêu ghét đan sen, không thể hóa giải trong một sớm một chiều. Anh sẽ quay lại tìm em, cho đến khi em chịu thừa nhận anh mới thôi huỳnh nhân nói với liễu phi tuyết một cách chân thành liễu phi tuyết cả người run lên quay lưng lại tránh ánh mắt có lẽ trong sâu thẳm cô đã thừa nhận điều đó nhưng cô không thể chịu được sự kích động cô không phải kẻ ngốc con gái cô sợ sống nhưng lại rất thân thiết với huỳnh nhân người lần đầu tiên gặp mặt nếu nói không có huyết thống liễu phi tuyết không tin tuy nhiên ngay khi huỳnh nhân chuẩn bị rời đi Cánh cửa phòng đồ chơi mở ra cùng với một tiếng bùm. Huỳnh Như liều mạng lao ra, ôm chặt ống quần của Huỳnh Nhân, khóc cho đến khi hoa lê rơi mưa. Bố đừng đi, bố đừng đi. Mẹ đừng đuổi bố đi. Âm thanh như chim sao sao gáy khóc ra máu, người nghe buồn, người nghe khóc. Chương 10, vườn bách thú. Tiếng khóc của Huỳnh Như như những cây châm nhọn hung hăng đâm vào trong lòng Liễu Phi Tuyết, thân hình cô cũng tùy theo run rẩy mà huỳnh nhân giống như người gỗ không hề nhúc nhích tùy ý huỳnh như ôm chặt lấy ống quần của anh anh có thể rõ ràng cảm nhận được bờ vai con bé rung rung mỗi một lần run rẩy đều tác động sâu vào lòng anh hít một hơi thật sâu huỳnh nhân xoay người lại thật cẩn thận bế huỳnh như lên nghiêm túc nói tiểu như ngoan bố không đi con nghe thấy mẹ muốn đuổi bố đi huỳnh như vẫn như cố khóc thảm thiết mẹ xấu lắm mẹ là người xấu lời này vừa nói ra con người của hai người đồng thời co rụt lại. Huỳnh nhân vội vàng ôm chặt Huỳnh như, liên tục nói, không trách mẹ con, mẹ không phải người xấu, bố mới là kẻ xấu chân chính, để cho mẹ con hai người phải chịu khổ như thế. Sự tức giận trên gương mặt liễu phi tuyết cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc, thay thế vào đó là vẻ nôn nóng phức tạp. Bất kể là Huỳnh nhân hay là liễu phi tuyết, đều không thể chịu được con gái mình khóc. Liễu phi tuyết cũng vội vàng đi tới, nhỏ giọng dỗ dành, mẹ không đuổi bố đi mẹ chỉ là tức giận tức giận bố rời đi mà không từ biệt nhẫn tâm bỏ rơi hai chúng ta nhớ tới đoạn thời gian đau khổ khi mang thai huỳnh như cùng với nước mắt chảy dài mỗi đêm vành mắt liếu phi tuyết lại đỏ lên có nước mắt trực trào nếu cảnh này bị các công nhân khác của khu toàn cầu nhìn thấy chắc chắn bọn họ sẽ rất kinh ngạc giám đốc nữ lạnh lùng quyết đoán cũng toát ra tình cảm thật lòng của chính mình huỳnh nhân trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nghẹn ra một câu thực xin lỗi. Ngoại trừ lời này, anh thật sự không biết nói cái gì. Liễu Phi Tuyết không đáp lại, chỉ là tiếp nhận Huỳnh như từ trong lòng Huỳnh Nhân, kiên nhẫn dỗ dành. Trẻ em rất dễ dàng bật khóc, cũng rất dễ dàng được dỗ nín khóc, chỉ chốc lát sau, Huỳnh như đã nằm ngủ ngon ở trong lòng Liễu Phi Tuyết ngủ rồi. Lúc này Liễu Phi Tuyết mới ôm Huỳnh như lên trên giường, đắp chăn cho con bé. Sau đó cô cũng không lập tức ra ngoài, mà ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của huỳnh như không biết suy nghĩ cái gì cái kia lúc này phía sau truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ huỳnh nhân đứng ở cửa vẻ mặt mang theo khẩn trương dò hỏi anh có thể ở lại nơi này được không cũng chỉ có người thân nhất mới có thể khiến cho huỳnh nhân cẩn thận như đi trên miếng băng mỏng như thế liễu phi tuyết đứng dậy đóng lại cửa phòng sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh băng nói với huỳnh nhân được rồi anh có thể ở lại cũng có thể sống ở nhà tôi. Không chờ Huỳnh Nhân vui sướng, Liễu Phi Tuyết lại đổi giọng, căm hận nói, nhưng tôi còn không thể tin anh. Anh có thời gian thử việc là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng này, nếu tôi phát hiện anh tiếp cận mẹ con chúng tôi có mục đích khác, hoặc là không đủ tiêu chuẩn, tôi không chỉ sẽ cho anh cút, hơn nữa sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn pháp luật. Tuy rằng giọng điệu của Liễu Phi Tuyết không tốt, nhưng Huỳnh Nhân vẫn rất cao hứng, ít nhất, Liễu Phi Tuyết đồng ý anh ở lại bên cạnh anh nhất định sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em, đền bù 5 năm mất đi. Liễu Phi Tuyết như cú mặt vô biểu tình, lấy ra một chồng hợp đồng, đưa cho Huỳnh Nhân, đây là điều khoản, anh xem đi. Huỳnh Nhân lại là nhẹ nhàng đẩy ra, không cần. Sắc mặt Liễu Phi Tuyết khẽ biến đổi, hỏi, anh không sợ bên trong có điều khoản che giấu, tôi cố ý hại anh hay sao? Không sợ. Huỳnh Nhân lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói, anh đã nói 5 năm này là anh nợ hai mẹ con em, cho dù hai người có muốn sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống nếu ai muốn tổn thương hai người phải bước qua thi thể của anh ai mà không biết nói mạnh miệng liễu phi tuyết hừ lạnh một tiếng trên mặt lại là có chút mất tự nhiên xoay đầu đi không đối diện với ánh mắt của huỳnh nhân đây không phải mạnh miệng là hứa hẹn đôi mắt huỳnh nhân từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người liễu phi tuyết chưa từng rời đi một chút anh không cho phép em không có nổi một buổi hôn lễ bình thường Người khác có, em cũng phải có, hơn nữa phải có lớn hơn, tốt hơn. Anh cho em một buổi hôn lễ đến muộn 5 năm, năm. Xoạch. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Phi Tuyết cuối cùng cũng thay đổi, có dại ra trong nháy mắt. Người con gái nào không từng có ảo tưởng về một buổi hôn lễ long trọng? Mặc váy cưới trắng tinh, tay cầm hoa tươi, mặc trang phục lộng lẫy ở trong đầy trời pháo hoa gả cho người muốn gả. Liễu Phi Tuyết cũng từng chờ đợi, đáng tiếc đây là niềm tiếc nuối cả đời của cô vẻ mặt cô quay về bình tĩnh không cần làm hôn lễ phải tốn rất nhiều tiền tôi không muốn anh phải tiêu pha đây không phải việc em cần suy nghĩ huỳnh nhân cười nói liễu phi tuyết không tiếp tục dối dắm ở vấn đề này nhìn huỳnh nhân hỏi anh có công tác không không có huỳnh nhân nói đúng sự thật vẻ mặt liễu phi tuyết lạnh lùng nếu phải làm bố của tiểu như anh không thể không có công tác nói xong cô tra xét tình huống của các bộ môn một chút, khẽ cao mày, nhưng vẫn là nói với Huỳnh Nhân, công ty của tôi sản xuất đồ trang điểm cho nữ tính, trước mắt các bộ môn đều không có nhân viên từ chức, chỉ có bộ bảo an. Vậy thì bộ bảo an, Huỳnh Nhân sang sảng đáp ứng, nhưng là anh chưa thể lập tức đi làm, bởi vì còn có chút việc bận. Tùy anh, bắt đầu làm từ cơ sở, nếu anh có năng lực thì chắc chắn sẽ được đề bạt. Liễu Phi Tuyết đứng dậy, lãnh đạm nói tôi còn có việc bận, đi trước nói xong cô dẫm lên giày cao gót rời đi huỳnh nhân một mình ngồi ở trên sofa nghĩ một hồi gọi một cuộc điện thoại thiếu chủ anh có việc gì rất mau bên kia truyền đến giọng nói của lưu an tôi cần cô đi làm một chuyện trên mặt huỳnh nhân tràn đầy nụ cười thỏa mãn giúp tôi chuẩn bị một buổi hôn lễ long trọng chưa từng có kết thúc cuộc gọi huỳnh nhân nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngắm nhìn huỳnh như đang ngủ xác định huỳnh như còn chưa tỉnh dậy lúc này mới yên tâm đóng cửa lại, rời đi phòng giám đốc. Anh đi dọc theo cầu thang xuống lầu, bởi vì đã tìm được vợ con, tâm trạng của Huỳnh Nhân rất tốt. Phía trước có mấy cô gái mặc trang phục công sở trang điểm xinh đẹp đi tới, hưng phấn trải qua bên người Huỳnh Nhân. Tuy rằng Huỳnh Nhân không cố ý, nhưng anh vẫn nghe thấy các cô gái nói chuyện với nhau. Mau lên, buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi, mình khó khăn lắm mới lấy được vé vào cửa đó. Si, mình thấy cậu căn bản là không hiểu đấu thầu đơn thuần là tới tìm người yêu giàu có đấy chứ hi hi bị cậu phát hiện rồi nghe nói có rất nhiều soái ca trẻ tuổi nhiều tiền tham gia buổi đấu thầu lần này đó huỳnh nhân dừng lại bước chân theo tiếng nhìn lại hơi nheo mắt buổi đấu thầu sao anh nhớ rõ liên thúy na cùng liễu cảnh nhiên tới nơi này chính là đại biểu cho nhà họ liễu tham gia đấu thầu huỳnh nhân suy nghĩ trong chốc lát rồi cuối cùng là thở dài đi về phía hội trường nếu đã tới rồi, thuận tay đẩy thuyền, giúp bọn họ một phen đi. Nhưng mà, vừa mới tiến vào hội trường đấu thầu, Huỳnh Nhân đã nhìn thấy Liễu Cảnh Nhiên cùng Liên Thúy Na. Chẳng qua, hai người giống như con khỉ trong vườn bách thú, bị rất nhiều người vây xem. Tôi nói bà Liên, nhà họ Liễu sắp suy sụp rồi, các người còn có thời gian dỗi tới đấu thầu ư. Một người đàn ông mặc vest đi giày ra đeo cà vạt dẫn đầu, đang không nể nang gì cười nhạo hai người chẳng lẽ bà còn trông cậy lần đấu thầu này có thể cứu được nhà họ liễu các người ư? Audio điện tử võ tấn bền chương 11, gây trở ngại Buổi đấu thầu còn chưa bắt đầu, nhưng hội trường đã được bố trí xong. Giữa trung tâm hội trường là bục diễn thuyết và màn ảnh lớn, phía dưới là vị trí vào chỗ theo thứ tự của các công ty. Đại đa số công ty đã tới, đều đang khẩn trương lập hồ sơ, chỉ có nơi mẹ con Liễu Cảnh Nhiên đứng đang vây quanh rất nhiều người thanh âm chói tai lập tức khiến cho rất nhiều công ty trong hội trường chú ý, bàn tán sôi nổi. Đây chẳng phải công ty con của nhà họ Liễu sao? Sao họ cũng tới? Lần này đấu thầu dựa vào tập đoàn Lệ Tinh nhận thầu sản phẩm mới là chính. Quyền chủ đạo ở trên tay Lệ Tinh, muốn trổ hết tài năng quá khó khăn. Nghe nói có một số ít công ty nhận thầu chuyên nghiệp làm quảng cáo đều chưa chắc có thể thành công. Tới cũng là làm phông nền. Ồ, người kia hình như là tổng giám đốc phượng tư sở của tập đoàn Cửu Châu. Không biết là ai hô một câu, tầm mắt của mọi người lập tức rơi vào người đàn ông mặc vest, khiến cho anh ta có chút lâm lâng, lâng. Bà Liên, còn có cảnh nhiên, thật không phải tôi khinh thường hai người. Nếu là nhà họ liễu trước kia có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng hiện tại các người chẳng những không có đoàn đội nhận thầu chuyên nghiệp, càng đừng nói là tập đoàn có giá trị hơn trăm triệu, các người còn muốn đến tranh với tôi. Đừng làm trò cười. Sắc mặt Liên Thúy Na khó coi, Liếu Cảnh Nhiên càng là cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn anh ta, đồ phản bội. Con chó của nhà họ Thiều. Phượng Tư Sở nghe thấy lời này, sắc mặt tối sầm đi, nhưng rất mau anh ta lại lần nữa lộ ra nụ cười, kiêu căng ngạo mạn nói, tôi là đã phản bội các người, nhưng thế thì sao? Chim khôn lửa canh mà đậu, nhà họ Liếu sắp bị nhà họ Thiều cắn nuốt đến cặn bã cũng chẳng còn, còn muốn tôi bán mạng cho các người à? Dù sao sớm muộn gì các người cũng xong đời không bằng xong triệt để đi. Anh ta vừa nói lời này xong, không ít xí nghiệp bản địa thành phố Thẩm Minh đều nhớ tới một sự kiện, Cửu Châu vốn dĩ là lệ thuộc với nhà họ Liễu, lại bị Thiều Gia Nguyệt mạnh mẽ thu mua. Hóa ra là phượng tư sở này làm trò quỷ. Cho nên mày lén lúc tiếp xúc với người nhà họ Thiều, tiết lộ cơ mật và tình hình tài chính của tập đoàn Cửu Châu sao? Liên Thúy Na tức giận chất vấn, phượng tư sở do một tay bà đề bạt, kết quả là bị phản bội tuy rằng sự tình đã trải qua lâu rồi nhưng bà vẫn không thể tiếp thu bà liên nói chuyện cần có chứng cứ phượng tư sở nhìn mẹ con liễu cảnh nhiên lời có ý khác cười nói không thì tôi có thể cáo bà phỉ báng chuyện kiếm hiệp hay mày liễu cảnh nhiên muốn lý luận với phượng tư sở lại bị liên thúy na giữ chặt không cần xúc động chúng ta là tới đấu thầu không phải tới cãi nhau nhìn lãnh đạo cũng phải nén giận ở trước mặt mình như thế, trong lòng Phượng Tư sở thoải mái nói không nên lời. Anh ta mỉm cười, tiếp tục nói, tha thứ cho tôi nói thẳng, các người không có chút cơ hội, lần đấu thầu này chắc chắn thuộc về tập đoàn Cửu Châu chúng tôi. Khi nói ra lời này, trong giọng nói của Phượng Tư sở tràn ngập sự tự tin. Về phần hai người, chờ lưu lạc đầu đường đi. Sắc mặt liên thúy nà biến hóa khôn lường, có phẫn nộ, càng nhiều lại là tái nhợt vô lực lời nói của phượng tư sở rất khó nghe nhưng đều là sự thật máu chảy đầm đìa nhà họ liễu cấp thiết yêu cầu lần đấu thầu này để hoãn lại nhưng nói dễ hơn làm tính chuyên nghiệp của đoàn đội công ty hoàn toàn không thể so sánh với công ty cửu châu càng đáng giận hơn là nó từng là công ty của bà bị người của công ty mình cười nhạo loại cảm giác này thật sự không dễ chịu bọn họ sẽ không lưu lạc đầu đường nhà họ liễu cũng sẽ không cửa nát nhà tan nhưng thật ra ngày lành của anh sắp đến cùng nhưng mà, đúng lúc này, không hề báo trước, trong hội trường truyền đến một giọng nói bình tĩnh đến có chút đạm mạc. Ngay sau đó, một bóng người bước tới bên người Liễu Cảnh Nhiên. Lập tức, Liễu Cảnh Nhiên mở to hai mắt nhìn, phản xạ có điều kiện kinh ngạc lên hô một tiếng, "Huỳnh Nhân, tại sao anh lại ở đây?" Liên Thúy Na cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, "Không phải cậu đã bị bảo an đuổi đi rồi sao?" Huỳnh Nhân trong ấn tượng của hai người còn dừng lại ở hình ảnh anh bị đội trưởng đội bảo an Trương Hải xua đuổi. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng mỉm cười, thuận miệng nói, gặp được người quen, dẫn tôi đi vào. Cậu cũng có người quen ở khu toàn cầu ư. Liên Thúy Na nghi ngờ, bỗng nhiên, bà nhớ tới lúc trước từng nhìn thấy một người trẻ tuổi đi cùng với Thiên Việt Bân ở hành lang, lập tức kinh ngạc. Nhưng là rất mau, bà lắc đầu, bỏ đi cái ý tưởng không thực tế này. Không nói chuyện này, ánh mắt huỳnh nhân bình tĩnh nhìn thoáng qua phượng tư sở nói anh chính là tổng giám đốc của cửu châu anh là ai phượng tư sở liếc xéo huỳnh nhân cũng không nhận ra huỳnh nhân là ai nhưng anh ta đoán quần áo trên người huỳnh nhân không quá một ngàn nguyên tổng giám đốc phượng anh ta là lúc này một người đàn ông dáng vẻ như là một người trợ lý đến gần bên tai phượng tư sở nói gì đó phượng tư sở nghe vậy vui vẻ tôi nói người này sao lại ăn mặc nghèo kiết hủ lậu hóa ra là thằng con rể vô dụng, 5 năm trước ở rể nhà họ thiều, lại chạy trốn ngay trong đêm tân hôn, làm hại nhà họ liễu gà chó không yên à. Hôm nay được thấy, quả nhiên bất phàm. Nói xong, còn làm bộ làm tịch chắp tay. Xoát! Lời này vừa nói ra, sắc mặt liễu cảnh nhiên và liên thúy na lập tức tối sầm. Đây đã không phải vả mặt, mà là trực tiếp giải muối trên miệng vết thương. Phượng tư sở lại là không quan tâm, vẫn như cũ mặt mang châm biếm, thế nào, chạy thoát 5 năm, giờ ra mặt dày trở lại rồi. Bà Liên, bà cũng thật là, tại sao để cho loại người phế vật vong ân phụ nghĩa này vào nhà các người đâu? Chẳng những mất mặt, nhớ đầu bị cô thiều gia nguyệt biết, nhà họ liễu các người chẳng phải càng xong đời rồi sao? Nhưng mà bà yên tâm, nể tình trước kia đã cùng làm việc với nhau, tôi sẽ giữ bí mật cho bà, ha ha ha. Mày câm mồm, Liên Thúy Na kịch liệt hét lên một tiếng, hận không thể cào nát mặt phượng tư sở nói xong chưa ngược lại phản ứng của huỳnh nhân không lớn thậm chí anh còn nhẹ nhàng mỉm cười tổng giám đốc phượng anh thật không nghĩ tới có một ngày sự tình bại lộ không ngừng đấu thầu thất bại còn ở tù mọt gông hay sao phải không phượng tư sở như là nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua huỳnh nhân và mẹ con liễu cảnh nhiên xem ra bọn họ còn không biết chân tướng là thế nào bỏ qua đoàn đội đóng gói ưu tú của cửu châu không nói chỉ cần anh ta có quan hệ không tồi với bộ trưởng Điền Vũ phụ trách nội dung quảng cáo buổi đấu thầu lần này, thì anh ta thắng chắc rồi. Tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói cho bà, nhà họ liễu các người không có nửa điểm hy vọng. Nói xong, Phượng Tư Sở nghênh ngang đi qua bên người mẹ con liễu cảnh nhiên, trước khi rời đi còn đụng phải bả vai huỳnh nhân một chút. Liễu cảnh nhiên cùng liên thúy na còn nổi nóng, mặt lúc đỏ lúc trắng liễu cảnh nhiên thậm chí còn dậm chân chó của nhà họ thiều mà thôi có cái gì mà đắc ý huỳnh nhân trấn an nói không đáng cùng loại người này đến lượt anh nói chuyện sao nhưng mà không chờ huỳnh nhân nói xong đã bị liễu cảnh nhiên lạnh lùng đánh gãy tôi mặc kệ anh vào đây bằng cách nào nhưng mà tôi cầu xin anh không cần lại giúp mà thêm phiền được không sắc mặt huỳnh nhân khẽ biến này sao lại là thêm phiền chứ chẳng lẽ không phải sao giọng điệu liếu cảnh nhiên lạnh nhạt, anh có biết anh chính là một con ruồi bỏ hai chân hay không? Ai gặp được anh đều sẽ nhớ tới rèm pha năm năm trước. Anh làm ơn rời xa nhà họ liễu chúng tôi một chút. Bố nói lần đấu thầu này rất quan trọng đối với nhà họ liễu, nếu anh làm hỏng việc, đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Một phen lời nói này khiến Huỳnh Nhân rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Cảnh Nhiên bình tĩnh nói, nếu tôi có thể giúp nhà họ Liễu bắt lấy lần đấu thầu này thì sao? chương 12, đánh cuộc. Sau khi Huỳnh Nhân nói xong, vốn dĩ vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên đang phẫn nộ đột nhiên ngây ra. Ba giây sau, sắc mặt cô trở nên không thể tưởng tượng, giọng nói cũng để cao tám độ. Cái gì, anh điên rồi ư, ngoặc kép. Ngay cả Liên Thúy Na ở bên cạnh cũng cảm thấy Huỳnh Nhân mạnh miệng bốc phét. Huỳnh Nhân, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Cậu có biết bao nhiêu công ty tham gia buổi lần đấu thầu này không? Cái gì cũng không biết thì đừng nói lời nào. Theo cách nhìn của Liên Thúy Na, huỳnh nhân sao có thể biết chuyện hợp tác thương nghiệp gì? Nhưng huỳnh nhân không hiểu, không đại biểu cho bà cũng không hiểu. Bà rất rõ ràng lần đấu thầu này có thể nói là buổi đấu thầu có giá trị thương mại và quy mô lớn nhất năm nay. Tập đoàn Lệ Tinh quốc tế là xí nghiệp đứng đầu thành phố Thẩm Minh, ai cũng muốn hợp tác với Lệ Tinh. Nhỏ từ nhà xưởng sản xuất lớn đến công ty niêm yết, đều đánh vỡ đầu muốn nổi bật, nơi nào đến lượt nhà họ liễu bọn họ. Nếu là nhà họ liễu 5 năm trước chưa bị nhà họ thiều đánh sập, thì còn có chút hy vọng. Hiện tại tập đoàn Cửu Châu là tập đoàn duy nhất của bọn họ đưa ra thị trường đều đã phản bội chống lại, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít công ty con miễn cưỡng đạt được danh ngạch đấu thầu. Muốn chèn ép những người khác, trổ hết tài năng, cơ bản là không có khả năng. Huỳnh Nhân lại là lắc lắc đầu, bình tĩnh nói các người không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Anh nói cái gì, anh dám coi thường chúng tôi? Nghe xong lời Huỳnh Nhân nói, Liễu Cảnh Nhiên lập tức giận dữ, sau đó đầy mặt châm chọc, nghe lời của anh thì anh có thể giúp chúng tôi bắt được đấu thầu. Xin hai người không nên hiểu lầm. Huỳnh Nhân mặt không biểu tình nói, nếu không phải bố không muốn nhà họ Liễu cứ như vậy suy tàn, thì tôi sẽ mặc kệ các người. Đây là lời thật trong lòng Huỳnh Nhân. Thái độ khác biệt giữa trước mặt và sau lưng của Liễu Cảnh Nhiên đã làm anh hiểu ra một đạo lý, lòng người là sẽ thay đổi, xã hội chính là một cái chảo nhuộm lớn, người hồn nhiên ngây thơ cỡ nào, sau khi bước ra xã hội đều sẽ bị biến đổi. Nói câu không khách khí, toàn bộ nhà họ Liễu cũng chỉ có Liễu Nha mới là người thân duy nhất của Huỳnh Nhân. Đối với người thân, Huỳnh Nhân sẽ giúp đỡ gấp 10 lần. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tôi lại muốn nhìn xem cậu dựa vào cái gì thắng đấu thầu. Liên Thúy Na lạnh mặt nhìn Huỳnh Nhân, lạnh lùng chừng mắt, vẻ mặt khinh thường. Liễu cảnh nhiên ở bên cạnh nghe vậy, lại là khẽ biến sắc mặt, kéo Liên Thúy Na sang một bên, kinh ngạc nói, không thể nào, mẹ thật sự định để tên phế vật kia phụ trách lần đấu thầu này hay sao? Để chúng ta làm còn có chút khả năng thành công, giao cho anh ta thì thật sự không còn hy vọng. Nói như vậy cũng không sai, nhưng con gái à, con thật sự cảm thấy nhà họ liễu chúng ta còn có hy vọng sao? vẻ mặt liên thúy na lạnh lùng, nếu cũng không còn hy vọng, vì sao không nhân cơ hội này, vĩnh cửu đuổi tên phế vật kia ra khỏi nhà họ liễu đâu. Nghe vậy, liễu cảnh nhiên cũng là hoảng sợ, ôi mẹ, thì ra mẹ muốn mượn cơ hội này đuổi anh ta đi. Không sai, ánh sáng lạnh lập lòe trong mắt liên thúy na, vừa lúc, mẹ còn đang lo không biện pháp đuổi nó, nếu nó sung phong nhận việc, vậy đừng trách ta. Chỉ cần nó làm hỏng việc đấu thầu, dù cho liễu nham che chở nó ra sao, cũng không dám nói gì. Liễu cảnh nhiên cũng là gật gật đầu, xoay người nói với Huỳnh Nhân, vậy được rồi, có thể cho anh phụ trách đấu thầu. Nhưng nếu thất bại, anh vĩnh viễn không thể bước vào cửa nhà họ Liễu một bước, cũng không được xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Được, Huỳnh Nhân như cũng không có phản ứng quá lớn, nhàn nhạt nói, chẳng qua, khả năng bố sẽ không cho phép các người làm như vậy. Việc này thì cậu không cần phải xen vào. Liên Thúy Na cười lạnh một tiếng, nói cậu vẫn là ngẫm lại làm thế nào xử trí chuyện đấu thầu đi. Nói xong, liên túy na lôi kéo con gái liễu cảnh nhiên ngồi xuống vị trí, còn huỳnh nhân lại là đứng ở một bên góc. Anh lấy ra di động, sắc mặt bình tĩnh gõ một dòng tin nhắn, một lát sau, di động vang lên. Huỳnh nhân đặt bên tai để nghe, toàn bộ quá trình, không nói một lời. Hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt huỳnh nhân phức tạp, yên lặng chờ buổi đấu thầu bắt đầu. Kế tiếp lục tục có một ít xí nghiệp đến, chủ đấu thầu cũng chính là bộ trưởng Điền Vũ bộ tuyên truyền của tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế bước lên sân khấu. Anh hắng giọng, nhìn các công ty xí nghiệp có mặt ở phía dưới, mỉm cười nói: "Các bạn xí nghiệp, buổi chiều tốt lành. Rất cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đã bớt thời gian tới tham gia buổi đấu thầu của tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi lần này." Sau một phen khách sáo, Điền Vũ trực tiếp vào thẳng chủ đề, "Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi vẫn luôn hướng tới sự hợp tác cùng thắng, bản thiết kế sản phẩm mới nước hoa thiên sứ đã làm xong, mời mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn. Lúc sau, màn hình lớn truyền phát từng bước PPT chế tác đẹp tinh xảo, miêu tả cho mọi người ở đây ý nghĩ thiết kế, ngụ ý và thành phần cấu tạo của nước hoa thiên sứ. Công tác kế tiếp chính là đóng gói sản phẩm mới và sản xuất hàng loạt, bởi vậy mới có lần hợp tác nhận thầu này. Thời gian tiếp theo, sân khấu sẽ nhường cho mọi người truyền phát phương án lên màn hình lớn, đồng thời giảng giải ý nghĩ của quý công ty, chúng tôi sẽ tiến hành sơ thẩm, sau đó là giám đốc liễu sẽ là trung thẩm. Thuận tiện nói một câu, đây là phát sóng trực tiếp tại hiện trường, bởi vì giám đốc liễu công việc bận rộn, không thể có mặt, nhưng giám đốc cũng sẽ xem phát sóng trực tiếp của buổi đấu thầu này. Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài đều khe khẽ nói nhỏ. Ngay cả giám đốc liễu cũng phải đứng ra chấn cửa ải buổi lần đấu thầu này, xem ra lần đấu thầu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, Giám đốc Liễu chính là nhân vật truyền kỳ của giới tài chính kinh tế thành phố Thẩm Minh chúng ta đó. Tôi còn tưởng rằng Bộ trưởng Điền có thể quyết định lần đấu thầu này, không nghĩ tới chỉ là sơ thẩm. Biết được Giám đốc Liễu sẽ là trung thẩm, khiến cho tất cả xí nghiệp tham gia đấu thầu ở đây đều cảm thấy thêm một tia áp lực, ngay cả Phượng Tư Sở cũng không nhẹ nhàng tự nhiên như trước. Suy cho cùng thì Bộ trưởng Điền đã là người có chức vụ cao nhất ở tập đoàn Lệ Tinh quốc tế mà anh ta quen biết được chỉ có một mình huỳnh nhân vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh phảng phất đã nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay như vậy tôi tuyên bố buổi đấu thầu bắt đầu nói xong điền vũ đi xuống sân khấu đi về hướng chỗ ngồi của ban giám khảo khi đi ngang qua hàng ghế của phượng tư sở điền vũ mỉm cười gật đầu với phượng tư sở thu được ánh mắt của điền vũ trong lòng phượng tư sở hơi yên ổn nói như vậy anh điền hoặc nhiều hoặc ít cũng được lòng giám đốc liếu các nhà xí nghiệp dựa theo thứ tự, sôi nổi đi lên đài, màn hình lớn cũng phản chiếu ra PPT đẹp đẽ tinh xảo, các người đại biểu miêu tả ý nghĩ thiết kế của công ty bản thân sinh động như thật. Sau khi bọn họ trình bày xong, Điền Vũ cũng không nói kết quả như thế nào, chỉ là ký lục cái gì. Một số ít người đại biểu cho các xí nghiệp ý muốn nhìn ra manh mối từ trên mặt Điền Vũ, đều là trong lòng thất vọng. Việc này khiến cho không ít người thấp thỏm trong lòng. Liễu cảnh nhiên càng xem càng sợ hãi, đứng ngồi không yên nói với Liên Thúy Na, mẹ à, bất kể là phương án thiết kế hay là con đường chế tác của những công ty đó đều tốt hơn chúng ta quá nhiều. Nếu bọn họ không có hy vọng thành công, vậy thì chúng ta đây. Xuyệt, Liên Thúy Na cũng là vẻ mặt mất tự nhiên, gắng gượng giả vờ bình tĩnh nói tiếp tục xem. Tuy rằng hai mẹ con bọn họ đều coi buổi đấu thầu lần này là một hồi kịch hài đuổi đi huỳnh nhân, nhưng là bản chất bọn họ vẫn hy vọng nhà họ liễu có thể trổ hết tài năng suy cho cùng thì một khi nhà họ liễu suy sụp, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp. Người đại biểu tiếp theo, tập đoàn Cửu Châu. Tùy theo tuyên bố của Điền Vũ, Phượng Tư sở hít sâu một hơi, sửa sang lại dáng vẻ, cầm tư liệu và USB thong dong đi lên sân khấu. chương 13, nước bẩn. Chào mọi người, tôi là Phượng Tư sở của xí nghiệp Cửu Châu. Phượng Tư sở đi lên trên sân khấu, mỉm cười nhìn tất cả mọi người ở dưới đài, Thong Rong nói: Công ty Tân Minh Tinh của quốc tế lệ tinh là triển vọng của Thẩm Minh. Cửu Châu tôi vẫn luôn muốn hợp tác cùng họ nhưng lại không có cơ hội. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, coi như là đã hoàn thành giấc mơ của Cửu Châu. Ở trong này, tôi chỉ muốn biểu đạt lòng biết ơn chân thành nhất đối với lệ tinh. Nói xong, lập tức cúi thấp người chào Điền Vũ. Mặt Điền Vũ tươi cười dùng tay ra hiệu mời, khiến cho Phượng Tư Sở càng có đầy đủ lòng tin hơn. Anh ta chiếu phương án thiết kế lên trên màn hình lớn lập tức liên tục nói về ba phương diện đóng gói thiết kế, chế tạo dây chuyển sản xuất công nghiệp và con đường thị trường, hết sức chuyên nghiệp, nghe được Điền Vũ liên tục gật đầu. Sắc mặt liễu cảnh nhiên lại rất khó coi, siết chặt nắm đấm, mấy thứ này trước đây đều là thế mạnh của chúng ta. Liên Thúy Na không nói gì, chỉ quay đầu qua, lạnh lùng liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một chút, rõ ràng là đổ cơn giận lên trên người Huỳnh Nhân. Cửu Châu là công ty lớn, vận hành và thao tác các hạng ngành đã có xu thế hoàn thiện, Phượng Tư Sở này là trực tiếp ngồi mắt ăn bát vàng. Hay, Phượng Tư Sở thuyết trình xong, Điền Vũ đứng lên dẫn đầu vỗ tay. Ngay cả Điền Vũ cũng vỗ tay, những xí nghiệp còn lại không thể không đi theo vỗ tay, thế là hội trường vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Mặc dù không nhiều, nhưng Phượng Tư Sở cũng cười đến mức không khép mồm lại được. Mặc dù Bộ trưởng Điền không thể công khai giúp đỡ mình nhưng vì mình tạo thế được có lẽ vẫn được. Tiền này không hề phí phạm cảm ơn bộ trưởng Điền, cảm ơn mọi người. Mặt mày phượng tư sở hồng hào, anh ta ra hiệu cho mọi người im lặng, ánh mắt bất chợt nhìn lướt qua thấy mẹ con liễu cảnh nhiên ở bên dưới. Mắt lập tức xoay chuyển, mỉm cười một cách quái gở. bộ trưởng Điền, tin chắc ngài đã từng nghe đến, án kiện 316 tiếng tăm lừng lẫy rồi đúng không? Xôn sao? Lời này vừa ra, vẻ mặt liễu cảnh nhiên và liên thúy na cùng lúc thay đổi thật lớn. Những xí nghiệp khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt kỳ lạ tập trung vào trên người hai người. Tôi nhớ rõ, đó là ngành sản xuất thực phẩm dưới cờ nhà họ Liễu đồng thời bị kiện khiếu nại thì phải. Sản phẩm dưới cờ nhiều cơ quan công ty nhà họ Liễu xảy ra sự cố về chất lượng, dẫn đến 80 người bị ngộ độc thức ăn. Ngày đó đúng lúc là ngày 16 tháng 3, cho nên được gọi là án kiện 316. Nghe những tiếng nghị luận này, trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên một chút ý lạnh. Bộ trưởng Điền gật nhẹ đầu, ánh mắt hơi bình thản, đã từng nghe nói, sao vậy? Phượng tư sở lạnh lùng cười ha ha, thương gia bất lương 316 cũng ở trong hàng ngũ đấu thầu, việc làm ăn lấy thành tín làm gốc, không lừa gạt người tiêu dùng là tôn chỉ, sao lại xuất hiện kiểu hành nghề suy đổi như mấy người? Phượng tư sở đột nhiên đề cao giọng, giận dữ chỉ ngón tay về phía Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên, quát lên, bộ trưởng điên, loại xí nghiệp lòng dạ hiểm độc này không xứng tham gia đấu thầu lần này tôi đề nghị đuổi bọn họ ra ngoài đi còn có chuyện này nữa à điên vũ nhíu mày xí nghiệp trong danh sách đăng báo chính là công ty con của nhà họ liễu về phần công ty thực phẩm cũng đã bị đóng cửa niêm phong ông ta cũng không nghĩ nhiều lập tức thêm vào trong lúc nhất thời mẹ con liễu cảnh nhiên đã trở thành mục tiêu chỉ trỏ của hàng ngàn người vẻ mặt hai người nháy mắt thay đổi thật lớn không phải chúng tôi bị hãm hại mà phượng tư sở anh đừng có ngậm máu phun người ngậm máu phun người à, tôi có sao? Phượng tư sở cười lạnh, ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết. Điên vũ trầm ngâm cả buổi, nhìn về phía mẹ con liễu cảnh nhiên, ra lệnh trục khách, thật xin lỗi, mấy người không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, mời mấy người rời đi. Liễu cảnh nhiên ngây ra, cô ta không ngờ chuyện sẽ diễn biến thành như vậy. Vậy mà Phượng Tư sở lại ở trên hội đấu thầu hung hăng đâm hai người một dao. Liên Thúy Na nhanh chóng xông tới trước mặt Điền Vũ, lên tiếng nài nỉ, bộ trưởng điên, ngài người lớn rộng lược, đừng đuổi chúng tôi đi mà, án kiện 316 là chúng tôi bị hãm hại. Thời gian cùng một ngày 80 người bị ngộ độc thức ăn, còn đồng thời bị tố cáo lên trên tòa án, nếu như nói không có người ở trong bóng tối âm thầm trợ giúp, ai cũng không tin. Nhưng thế thì đã tính là gì? Có đôi khi, mọi người chỉ nhìn vào kết quả. Nếu như hai người bị Điền Vũ đuổi ra khỏi hội trường, đừng nói đấu thầu, mục đích dựa vào đấu thầu đuổi huỳnh nhân đi của bọn họ trước đó cũng không đạt được, có thể nói là lấy giỏ chúc múc nước công toi. Chuyện này không cần phải thương lượng, Điền Vũ hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng không thể lay chuyển. Phượng Tư Sở đạt được kế hoạch mỉm cười âm hiểm, bị anh ta làm thành như vậy, nhà họ liễu ngay cả tư cách tranh cử cũng mất, còn vốn liếng gì để đặt chân ở thẩm minh nữa chứ. Mẹ con liễu cảnh nhiên bên này còn đang đau khổ cầu xin, nhưng Điền Vũ lại thở ơ, Chúng tôi sẽ không hợp tác với xí nghiệp từng có tiền án." Vẻ mặt Điền Vũ lạnh lùng, nói: "Thức thời thì nhanh cút đi, đừng để tôi gọi bảo an." Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên gấp đến độ xoay quanh, nhìn Điền Vũ một chút rồi lại nhìn lên Phượng Tư Sở trên đài. Liên Thúy Na lại đi tới trước mặt Phượng Tư Sở, khẩn cầu: "Chủ tịch Phượng, nhà họ Liễu chúng tôi đã thành ra như vậy, cậu hãy buông tha cho chúng tôi một con đường sống đi mà, chúng tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn." Cho tới bây giờ, cuối cùng bà ta cũng rõ ràng vì sao lúc trước Phượng Tư Sở không hề sợ hãi, anh ta và Điền Vũ vốn là đồng bọn. Liễu Cảnh Nhiên cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì, Chủ tịch Phượng, thật xin lỗi. Ha ha, mấy người mà cũng có ngày hôm nay à. Nhìn thấy thiên kim xí nghiệp và cấp trên trước kia ăn nói khép nép cầu xin chính mình như vậy, Phượng Tư Sở cực kỳ đắc ý cười to, nhưng Bộ trưởng Điền đã quyết định rồi, tôi cũng không còn cách nào khác, mấy người nên tự cầu nhiều phúc đi. Có phải bộ trưởng Điền là người quyết định đấu thầu lần này hay không? Lời Phượng Tư Sở nói làm cho mẹ con Liễu Cảnh Nhiên tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại có một giọng nói bình tĩnh truyền tới. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Huỳnh Nhân nhanh chân đi tới bên người mẹ con Liễu Cảnh Nhiên. "Hả, cậu ta là ai vậy?" Điền Vũ chưa từng gặp mặt Huỳnh Nhân, nhíu mày hỏi. "Bộ trưởng Điền, lai lịch của anh ta rất lớn." Phượng Tư Sở vừa thấy rõ là Huỳnh Nhân, vui vẻ, cũng là người của nhà họ Liễu con rể đưa tới cửa nhà họ thiều 5 năm trước chẳng qua đã chạy trốn trong đêm tân hôn ồ thì ra cũng là người nhà họ liếu mặt mày mẹ con liếu cảnh nhiên hết sức khó coi điền vũ ngược lai không có phản ứng gì thế thì cùng nhau cút đi huỳnh nhân chỗ này làm gì có phần cho con nói chuyện cầm miệng cho mẹ liên thúy na thấy đồ ăn hại này đang lửa cháy còn tới đổ thêm dầu không thể không nổi giận huỳnh nhân lại như không hề nghe thấy vẫn như cú hờ hững nhìn điền vũ bộ trưởng điền hình như ông chỉ là người quyết định sơ thẩm không có tư cách quyết định xí nghiệp đi hay ở thì phải dầm điền vũ tựa như nhận lấy sỉ nhục to lớn bất thình lình vỗ mạnh bàn một cái có phải cậu cảm thấy tôi không thể làm gì được nhà họ liễu các người hay không bộ trưởng điền nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm huỳnh nhân vẫn bình tĩnh như cũ tiến tới bên tai điền vũ nhỏ giọng nói giao dịch tiền quyền đằng sau hội đấu thầu lần này Tôi đều biết. Trong mắt Điền Vũ tức khắc lóe lên một chút vẻ bối rối, thẹn quá hóa giận, cậu nói láo, ở trong này cắn người lung tung, bảo an, bảo an đâu, đuổi cậu ta và người nhà họ Liễu đi cho tôi. Ông đuổi thử xem. Đang lúc Điền Vũ định gọi bảo an, cửa lớn hội trường đóng chặt bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, một tiếng hét lớn cực kỳ lạnh lùng truyền tới. Thiên Việt Bân dẫn theo thành viên tổ chức của anh ta khí thế ngẩng cao đầu, tiêu sái đi tới. Chương 14, Thiên sứ Thiên, Tổng Giám Đốc Thiên. Thấy Thiên Việt Bân dẫn người đi vào, Điền Vũ lập tức ngây ra, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt sao ngài tới được. Sắc mặt của những người tham gia đấu thầu xí nghiệp, bao gồm Phượng Tư Sở, đều thay đổi một cách vi diệu. Dựa theo thái độ của Tổng Giám Đốc Thiên, xem ra anh ta đang ra mặt thay huỳnh nhân. Tôi không tới thì sao thấy được dáng vẻ uy phong của Bộ trưởng Điền. Trong mắt Thiên Việt Bân lóe lên một tia sáng nguy hiểm trong lời nói chứa đựng sự uy hiếp nồng đậm, ông nói muốn đưa ai ra ngoài. Nếu người của anh ta không thấy được, thì anh ta sẽ không biết chuyện này. Điền Vũ và Phượng Tư Sở hoàn toàn xứng sờ, đường đường là Tổng Giám Đốc Thiên, sao lại ra mặt thay một tên phế vật nhà họ Liễu chứ? Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt không thể tin được. Đặc biệt là Liên Thúy Na, nhớ tới bóng lưng sóng vai đi cùng Thiên Việt Bân mà cô ta nhìn thấy lúc trước, cả người như bị giáng một đòn nặng. Đột nhiên, cô ta mơ hồ nhớ ra huỳnh nhân đã tới khu toàn cầu, dường như là tới tìm người. Tìm thiên Việt Bân. Chuyện đề cử, cuộc hôn nhân vô nghĩa. Sao có thể? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Điền vũ chảy mồ hôi như mưa, vội vàng thay đổi giọng điệu. Ông Điền, ông là người chịu trách nhiệm cho buổi đấu thầu, điều quan trọng là phải tuyệt đối công bằng và khách quan, ông hiểu không? Thiên Việt bân lạnh lùng nhìn Điền vũ, thờ ơ nói. Hiểu, tôi hiểu, mong Tổng Giám Đốc Thiên rộng lượng. Ở trước mặt Thiên Việt Bân, Điền Vũ cúi đầu khom lưng giống như một học sinh phạm sai lầm. Thấy Thiên Việt Bân nói nhiều như vậy mà không nhắc đến Huỳnh Nhân chút nào, suy nghĩ vừa rồi bị mẹ con liễu cảnh nhiên gạt đi. Tổng Giám Đốc Thiên chỉ là một người khá chính trực mà thôi. Lúc này Thiên Việt Bân mới hài lòng gật đầu, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, anh ta lại nói, còn nữa, tôi đã bán khu toàn cầu, Cao ốc đã không còn thuộc về tôi, bây giờ tôi chỉ là cổ đông của lệ tinh mà thôi. Cái gì? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tin tức này vừa được nói ra, cho dù là Điền Vũ hay Phượng Tư Sở, hoặc là mẹ con Liễu Cảnh Nhiên đều bất ngờ. Thiên Việt bân bán khu toàn cầu. Bán cho ai? Phải biết rằng, giá trị thương mại của khu toàn cầu bằng một con số thiên văn. Tổng Giám Đốc Thiên, ngài đừng nói giỡn, Điền Vũ vốn không tin ông thấy dáng vẻ của tôi giống như đang nói dẫn sao thiên việt bân mặt không cảm xúc nói đó là một nhân vật lớn các người không thể tưởng tượng được khu toàn cầu chỉ là một trong những sản nghiệp rất nhỏ mà thôi bản thân anh ấy cũng tương đối bận rộn không tiện công khai tin tức nói xong chuyện nên nói thiên việt bân lập tức rời đi trước khi đi còn vỗ bả vai điền vũ suýt nữa làm điền vũ chụp ngã xuống mặt đất bộ trưởng điền còn muốn đuổi chúng tôi đi không lúc này huỳnh nhân đi đến trước mặt điền vũ cười tủm tìm hỏi. Hừ, nhà họ liễu, coi như mấy người gặp may, đúng lúc Tổng Giám Đốc Thiên đến cứu các người. Khuôn mặt Điền Vũ đầy vẻ phẫn hận, khinh miệt nói, dù có cho các người cơ hội này thì sao chứ, chỉ bằng công ty áo tân nhỏ nhoi của các người sao, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Phượng Tư sở đi xuống từ trên sân khấu, không cướp đoạt tư cách của nhà họ liễu, làm sắc mặt anh ta có chút khó coi. Nhưng chính như Bộ trưởng Điền nói, có cho họ cơ hội cạnh tranh công bằng thì họ cũng không dùng được. Nghĩ vậy, lúc này Phượng Tư Sở mới cảm nhận được sự an ủi. Buổi đấu thầu tiếp tục. Tiếp theo, nhà họ Liễu, công ty áo tân, Điền Vũ tuyên bố với sắc mặt không tốt lắm. Huỳnh Nhân đi lên sân khấu nhưng không hành động gì. thấy thế, Điền Vũ hử lạnh một tiếng, phương án của cậu đâu? Tôi không có phương án, cũng không mang USB gì. Huỳnh Nhân nói đúng sự thật. Cái gì, không có phương án. Mọi người sửng sốt, rồi sau đó cười vang. Không có phương án thì tới cạnh tranh cái gì? Lòe thiên hạ sao? Mau xuống dưới đi, đừng tự làm mất mặt. Dựa vào phế vật này, nhà họ liễu sẽ không bao giờ có khả năng xoay chuyển. Trong giây phút đó, đủ tiếng cười nhạo vang lên bốn phía, Điền Vũ và Phượng Tư sở thấy thế cũng không ngừng cười lạnh. Họ không cần phải âm thầm dở cho quỷ, bởi vì bản thân nhà họ liễu đã không dậy nổi bị người mọi người trước mặt khinh thường sắc mặt liếu cảnh nhiên lúc đỏ lúc trắng lại bị liên túy na mạnh mẽ đè tay lại ý bảo không cần xúc động huỳnh nhân lại không quan tâm tiếp tục nói thiên sứ là tác phẩm xếp liễu tự thiết kế ẩn chứa tâm huyết của xếp liễu vậy nên trong lòng xếp liễu nhất định đã có một phương pháp đóng gói hài lòng sở dĩ cô ấy tổ chức buổi đấu thầu này để nhìn xem ai có suy nghĩ giống mình nghe huỳnh nhân nói xong các doanh nhân lại cười nhạo một tiếng Chuyện này ai không biết chứ? Cùng lúc đó, tầng 87 khu toàn cầu, phòng tiếp khách, Liễu Phi Tuyết đang ngồi cùng một người đàn ông lịch sự tao nhã bên cửa sổ. Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh chu, đeo chiếc đồng hồ Rolex quý giá trên cổ tay, cầm một ly Blue Mountain cực phẩm từ từ thưởng thức. Tuy đường nét trên khuôn mặt không phải là thanh tú, nhưng lại hình thành tự nhiên, sắp xếp lại với nhau, tạo cho người ta cảm giác giống như gió xuân ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào liễu phi tuyết ở đối diện, giống như đang nhìn một báu vật. Trái lại liễu phi tuyết ở đối diện đang đặt toàn bộ lực chú ý lên chiếc laptop đang phát sóng trực tiếp hội trường buổi đấu thầu ở trước mặt. Sau khi nhìn thấy huỳnh nhân đại diện nhà họ liễu lên sân khấu, đầu tiên cô nhíu mày, ngay sau đó nội tâm bình tĩnh lập tức nổi lên chút gợn sóng. Dáng vẻ lúc làm việc của em thật đẹp, người đàn ông nói ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng liễu phi tuyết liếc mắt nhìn anh ta bình tĩnh nói thiều hải hà không có việc gì nữa thì tôi về văn phòng đây với anh mà nói nhìn em là việc quan trọng nhất thiều hải hà đặt chén trà xuống nhìn liễu phi tuyết mỉm cười tôi nói lại lần nữa tôi đã kết hôn hơn nữa đã có con rồi trên khuôn mặt băng xương của liễu phi tuyết hiện lên vẻ sắc lạnh chán ghét nói tôi không có chút hứng thú gì với anh từ chối thẳng thừng như thế làm sắc mặt thiều hải hà cứng đờ nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục bình thường, phi tuyết, em không cần gạt anh, 5 năm trước em bị một tên khốn làm bẩn mà thôi, vốn dĩ không có người chồng nào, chuyện này cả xã hội thượng lưu ở thẩm minh đều biết. Bốp, anh ta vừa nói ra, dường như đã chạm vào vảy ngược của liễu phi tuyết, sắc mặt cô hoàn toàn trở nên rét lạnh. Vẻ mặt thiều hải hà hòa hoãn hơn một ít, Trấn An nói, phi tuyết, anh không ngại chuyện em đã sinh con, thậm chí anh không ngại sự tồn tại của tiểu như, anh sẽ đối xử với nó như một người bố ruột. Bố ruột, vẻ mặt liễu phi tuyết càng lúc càng lạnh, giống như chạm phải vảy ngược của cô, gần từng chữ, xin lỗi, anh không xứng, bố ruột của con bé đã trở về rồi. Nói xong, cô lập tức rời khỏi phòng tiếp khách. Thiều Hải Hà ngồi tại chỗ với sắc mặt cứng đờ, trong mắt đã sớm tràn đầy sát khí. Liễu Phi Tuyết nhanh chóng trở lại làm việc, nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân trên màn hình notebook. Trên màn hình, Huỳnh Nhân hiện rõ đường nét khuôn mặt như dao cắt, nước hoa của thiên sứ, với các loại nước hoa khác, mọi người không hiểu, nhưng tôi hiểu. Tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện về một người chồng bất tài, không xứng đáng và mang lòng áy náy với vợ. Chương 15, nhà của tôi. Ánh mắt cô vẫn luôn đặt ở trên màn hình, không biết vì sao mà giờ phút này, trong lòng Liễu Phi Tuyết cảm thấy khẩn trương không nói nên lời. Những lời này chứa đựng tình cảm chân thành của Huỳnh Nhân nhưng một câu như vậy lại khiến mọi người trào phúng dồn dập tôi không nghe lầm đấy chứ đang kể chuyện cũ cậu nghĩ chỗ này là nơi để kể chuyện à chẳng lẽ cậu muốn chơi trò tình cảm kể chuyện cho bộ trưởng điền khóc lên ha 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 từ lúc nào mà nhà họ liễu lưu lạc tới mức phải giả đáng thương để tranh thủ sự đồng tình thế này các doanh nhân cười ngã ngửa phượng tư sở cười đến mức chảy cả nước mắt đập bột bộp xuống bàn không được cười chết tôi rồi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người ở kể chuyện xưa trên chỗ đấu thầu. tên rác rưởi mất mặt xấu hổ này. nghe thấy lời châm chọc ở khắp mọi nơi tràn tới, liễu cảnh nhiên thức đến mức sắc mặt trở nên xanh tím, mặt mũi nhà họ liễu bị anh làm mất hết rồi. tuy sắc mặt của liên thúy na cũng không dễ nhìn nhưng nói như thế nào thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. càn quấy, thật sự là càn quấy. sắc mặt bộ trưởng điền xanh mét, chàng đấu thầu đang tốt đẹp bị cậu làm càn thành tối tăm rối loạn. Nếu bị tổng giám đốc liễu là xong rồi. Có người châm chọc, có người tức giận, cũng có người vui sướng khi thấy người gặp họa. Chỉ có biểu cảm của Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như trước. Bởi vì anh biết, cô, nhất định đang nhìn. 5 năm trước, bởi vì các loại nguyên nhân, anh ta đã làm tổn thương một người phụ nữ lương thiện trước giờ không quen biết. Hãy cô phải chịu số mệnh bi thảm đáng lẽ cô không nên chịu. Trong lòng anh ta thấy áy náy, thế nếu một ngày còn có thể gặp lại, chắc chắn anh ta sẽ dùng hết quãng đời còn lại để đối xử thật tốt với cô. Nhưng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, thế giới to lớn, nếu muốn gặp lại lần nữa đâu dễ như vậy. Chuyện này cũng trở thành bệnh trong lòng của anh ta, thậm chí anh ta suy nghĩ, có phải sẽ không còn cơ hội nào để nói hết ra những lời trong lòng. Anh ta không hiểu, rõ ràng là chính mình phạm sai lầm, tại sao phải cần một người phụ nữ không liên quan gánh vác. 5 năm, năm này anh ta vẫn luôn nói với chính mình sẽ có một ngày một thời gian thích hợp một địa điểm thích hợp một người thích hợp như vậy năm năm sau anh ta lui thân trở lại cũng tìm được cô gái kia chỉ là anh ta ngoài ý muốn phát hiện cô ấy đã sinh một đứa con cho anh ta nói đến chỗ này huỳnh nhân không thể bình tĩnh nữa ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy cô ấy không lấy họ cho đứa bé là bởi vì hy vọng người chồng không xứng trước kia một ngày nào đó có thể trở về có thể gánh vác lên trách nhiệm của người đàn ông đứa bé giống như thiên thần, không thể không có bố. Cho tới bây giờ, anh ta mới hiểu được, người phụ nữ đã từng bị anh làm tổn thương vĩ đại đến nhường nào, anh thiếu nợ cô, đời này cũng không trả hết. Ở chỗ này, tôi muốn thay người chồng khốn nạn không xứng trước kia nói một tiếng, thật sự xin lỗi. Sau đó, Huỳnh Nhân cúi đầu thật sâu với màn ảnh, giọng nói run rẩy, thật sự rất xin lỗi, khiến hai người chịu khổ rồi. Không ai chú ý đến vào lúc Huỳnh Nhân khom lưng, một giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó mà lăn xuống hội trường trở nên yên tĩnh mọi người nhìn nhau liễu cảnh nhiên cũng mở to hai mắt tại sao tôi lại cảm thấy câu chuyện này giống như là nói anh ta vậy không thể nào không có người phụ nào tự nguyện sinh con cho tên rác rưởi này được liên thúy na khinh thường đối với cô ấy đứa bé chính là thiên thần trong sinh mệnh mà đối với người chồng khốn nạn kia cô và đứa con của cô đều là thiên thần sinh mệnh trong sinh mệnh anh ta Huỳnh Nhân tiếp tục nói, anh ta sẽ dùng tất cả để bảo vệ hai người, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng mình. Dầm! Trong phòng tổng giám đốc, Liễu Phi Tuyết run rẩy tắt máy tính bàn, cúi đầu, đôi tay dùng sức kéo mạnh tóc của mình. Rõ ràng đã khóc đến không thành tiếng nhưng vẫn còn bướng bỉnh chịu đựng không khóc hẳn ra. Khốn nạn, đồ khốn nạn, đồng thời, trong miệng cô không ngừng chửi mắng. Năm năm trước cô mới có 22 tuổi thôi. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào bị bắt cóc chung với huỳnh nhân, mất đi Trinh Tiết. Đêm đó đúng là thời gian tốt nhất để thụ thai của cô, quả nhiên cô phát hiện chính mình mang thai. Ai cũng không biết khi đó cô khủng hoảng đến mức nào, nàng muốn phá thai nhưng rồi lại không đành lòng. Lúc ấy đúng là lúc công ty đi vào quỹ đạo, cũng là thời gian đen tối nhất của cô. Cô giật mình tỉnh dậy từ trong mơ vô số lần, nửa đêm lén rơi nước mắt vô số lần ngay cả lúc mang thai đi làm cũng té xỉu không phải một lần. Đứa bé là thiên thần của cô, là tất cả những gì cô có. Chuyện xưa phía sau của phẩm mới, thiên thần, đại biểu cho con gái của Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Như. Trong hội trường đấu thầu, Điền Vũ hử lạnh một cái, nói xong chưa? Nói xong rồi, Huỳnh Nhân lấy lại bình tĩnh. Vậy sao còn chưa cút? Điền Vũ hét lớn. Các doanh nhân cũng lấy lại tinh thần, bỏ đá xuống giếng chuyện xưa rất tốt tôi cảm thấy cậu có thể đến bên đường giả vờ đáng thương chắc chắn kiếm ra tiền muốn giả vờ đáng thương để được đồng tình thật không biết cậu ta lớn lên thế nào đúng là thằng ngu ngoặc kép ngoặc kép ở trong tiếng châm chọc ngập trời huỳnh nhân từ từ xuống đài mặt mũi ném hết sạch rồi sắc mặt liễu cảnh nhiên khó coi nhà họ liễu đã tạo nên lịch sử xí nghiệp đầu tiên kể chuyện xưa ở hội trường đấu thầu chuyện này chắc chắn sẽ trở thành trò cười ở khắp thẩm minh Lúc này, Phượng Tư Sở đi tới, tiếp tục cười to, "Tôi nói này bà Liên, bà nghĩ như thế nào mà để tên rác rưởi này lên đài thế? Chẳng lẽ vốn dĩ bà đã biết không thể nào đấu thầu thành công cho nên bất chấp tất cả?" Sắc mặt Liên Thúy Na đen như đáy nồi, trừng mắt thật mạnh về phía Huỳnh Nhân, trong giây phút đó cũng có chút hối hận vì đã để Huỳnh Nhân lên đài. Bà ta vốn tưởng rằng, nhiều nhất Huỳnh Nhân cũng chỉ nói một số phương án thiết kế vớ vẩn, không ngờ rằng anh vốn không quyết định nói những thứ đó, thẳng thừng nói về chuyện xưa. Các vị doanh nhân, đấu thầu hôm nay kết thúc. Bộ trưởng Điền một lần nữa đi lên đài, tuyên bố phương án của mọi người đều rất dùng tâm, chúng ta đều nhìn thấy, đương nhiên ngoại trừ một nhà. Cả hội trường cười vang. Một nhà này ngoài nhà họ liễu còn có thể là ai? Trong lòng tôi đã có hồ sơ danh sách người được chọn, lát nữa tôi sẽ đóng dấu thành một tập mời tổng giám đốc liễu xem qua, 2 giờ chiều ngày mai, Tổng giám đốc Liễu sẽ tuyên bố đối tác cuối cùng được chọn. Đấu thầu kết thúc, các doanh nhân đi ra khỏi hội trường. Huỳnh Nhân cũng chuẩn bị rời khỏi nhưng mới vừa bước ra khỏi cửa khu toàn cầu đã bị Liễu Cảnh Nhiên gọi lại. "Huỳnh Nhân, anh đứng lại đó cho tôi." Huỳnh Nhân dừng chân, quay đầu lại nhìn, "Còn có việc gì à?" "Anh nói nhẹ nhàng thật đấy." Liễu Cảnh Nhiên tức giận, cười lạnh một tiếng, nhìn xem chuyện tốt mà anh đã làm đi lần này nhà họ liễu đấu thầu thất bại là do lỗi của anh chắc chắn tôi sẽ nói toàn bộ chuyện này cho bố biết anh là tội đồ của gia tộc huỳnh nhân nhún vai tỏ vẻ không sao cả tùy mấy người anh phản ứng của huỳnh nhân làm liễu cảnh nhiên nghẹn trong cổ họng cảnh nhiên đừng để ý đến anh ta nữa anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà liên thúy na lạnh lùng nhìn huỳnh nhân một cái kéo liễu cảnh nhiên ngồi lên một chiếc xe rồi chạy đi chiếc xe lao nhanh qua làm bốc lên hàng đống bụi đất, Huỳnh Nhân lập tức lùi về phía sau vài bước. Bóng đêm dần buông, gió thổi qua cũng lạnh hơn hẳn. Huỳnh Nhân đang định cản một chiếc xe để rời đi, cạch một tiếng, một chiếc xe dừng lại ở trước mặt anh. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp. Tuy rằng trước đó đã từng gặp qua nhưng được nhìn thêm lần nữa, Huỳnh Nhân vẫn cảm thấy choáng ngợp như lần đầu. Phi tuyết, Huỳnh Nhân kinh ngạc. Bố, ghế sau lộ ra một cái đầu nho nhỏ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào ngượng ngạo kêu huỳnh nhân một cách thân mật. "Lên xe." Liễu Phi Tuyết lạnh như băng nói. "Đi đâu?" Trái tim huỳnh nhân đập thình thịch. Chỉ thấy đôi môi đỏ của Liễu Phi Tuyết khẽ mở, nói ra ba cái chữ làm người ta muốn hướng tới. "Nhà của tôi." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 16: Tuyên bố danh sách. Mẹ con Liễu Cảnh Nhiên bước vào cửa tất cả người nhà họ liễu vốn đang ngồi ở trong phòng khách đều không hẹn mà cùng đứng lên. Thế nào, có hy vọng không? Ai? Liên Thúy Na muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói cái gì, chỉ là đen mặt thở dài. Cảnh nhiên, có phải tình huống không quá tốt đúng không? Nhị bá liễu tử văn nhìn một cái là ra manh mối, khẩn trương nói. Còn không phải tại tên huỳnh nhân kia. Liễu cảnh nhiên trợn mắt, nếu không phải bị anh ta quấy rối, nhà họ liễu chúng ta cũng không đến mức trở thành trò cười của toàn hội trường huỳnh nhân huỳnh nhân làm cái gì nhắc tới huỳnh nhân sắc mặt liễu nham trở nên lo lắng những người khác đâu không xảy ra chuyện gì chứ anh ta có thể xảy ra chuyện gì được anh ta chính là muốn hại chết chúng ta liễu cảnh nhiên thêm mắm thêm muối nói lại mọi chuyện huỳnh nhân huỳnh nhân lại là cái này tên huỳnh nhân trời đánh nào sao mà ám dai như oan hồn thế không biết Năm năm trước hại chúng ta bị nhà họ thiều chèn ép, bây giờ lại làm hỏng chuyện đấu thầu, đời trước chúng ta nợ cậu ta cái gì hay sao sao. Tôi không nhịn được, tôi muốn tìm người băm chết hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, trong chốc lát, tiếng mắng vang lên khắp nơi. Chỉ có sắc mặt của Liễu Nham là trở nên vi diệu, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới hỏi, Huỳnh Nhân thật sự làm như vậy. Chúng ta còn có thể lừa ông à? liên thúy na tự tin nói tên huỳnh nhân kia làm hỏng chuyện đấu thầu của chúng ta tôi cảm thấy chúng ta nên đuổi cổ nó ra khỏi nhà họ liễu lời này vừa nói ra mọi người lập tức cùng nhau nói theo tôi đồng ý tôi cũng đồng ý tán thành nhìn thấy nhiều người đều đứng về phía bà ta như vậy trên mặt liên thúy na nở nụ cười lạnh nhìn về phía liễu nham nhiều người muốn đuổi huỳnh nhân đi như vậy ông là gia chỉ nhà họ liễu không thể chống lại gất cả chứ tất cả im lặng. Liễu Nham trao mày, rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói, bây giờ kết quả đấu thầu còn chưa ra tới, nói cái này vẫn còn quá sớm, ngày mai tôi và cảnh nhiên, Thúy Na cùng đi đến hội trường, chờ kết quả ra tới rồi lại thảo luận chuyện này. Tan họp, nói xong lập tức đi lên lầu 2, để lại liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên đang dại ra ở dưới lầu. Hai người đã nhìn ra, Liễu Nham vẫn có ý giữ gìn huỳnh nhân. Vậy lại chờ thêm một ngày sắc mặt liên thúy na âm trầm, cười lạnh nói, ngày mai có kết quả rồi, tôi xem anh nói như thế nào. Liễu Phi Tuyết lái xe đi đến một tiểu khu xa hoa tên là Tử Viên. Sau khi dừng xe ở gara, Liễu Phi Tuyết mở cửa, vào đi. Cảm ơn, cảm xúc của Huỳnh Nhân chăm mối ngổn ngang bước vào. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm anh đi vào nhà của một người phụ nữ, đây lại còn là người yêu mà anh vướng bận 5 năm, nói không phấn khích khẩn trương chắc chắn là giả đứa bé ngủ rất sớm, sau khi ăn xong cơm chiều, không đến 9 giờ Huỳnh Như đã ngủ rồi. Không có đầu nối then chốt giữa Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết là Huỳnh Như, hai người ở chung một cách rất gượng gạo. Đặc biệt là Liễu Phi Tuyết, ý thức về nơi ở riêng rất mạnh, chưa từng mời một giống được nào vào trong nhà của mình, càng đừng nói đến người đàn ông Huỳnh Nhân vừa quen biết này. Mặc dù anh là người chồng mình chưa từng gặp mặt, là bố của con gái mình. Vẫn là Huỳnh Nhân ngẩng đầu lên trước, xấu hổ cười nói anh nghĩ rằng em sẽ mặc kệ anh câu này vừa hỏi ra đã khiến liễu phi tuyết bị ngây ra anh không muốn tới đương nhiên không phải huỳnh nhân vội vàng xua tay thật cẩn thận nói anh chỉ là cảm thấy kinh ngạc tại sao không đáp trả lại ngữ khí của liễu phi tuyết lạnh lùng sau đó liễu phi tuyết uống một ngụm trà huỳnh nhân cô nhi do liễu nham nuôi nấng là thanh mai trúc mã với con gái của liễu nham liễu cảnh nhiên năm năm trước nhà họ liễu xuất hiện khủng hoảng kinh tế phải làm con rể gả đến cửa nhà họ thiều trở thành chồng của thiều gia nguyệt lại đào hôn ngay trong ngày hôn lễ sau đó mất tích năm năm tôi nói không sai chứ em điều tra anh sắc mặt huỳnh nhân khẽ biến tôi càng muốn gọi đây là hiểu biết thêm ánh mắt liễu phi tuyết trở nên bình tĩnh tôi hy vọng bố của tiểu như có thể dũng cảm một chút huỳnh nhân cười khổ tính toán chi ly cùng mấy người kia chẳng phải là hạn chế bố trí của chính mình. Tôi lên tầng đây, liễu phi tuyết chuẩn bị lên lầu. Phi tuyết, huỳnh nhân vội vàng đứng lên, yết hầu cử động, thốt ra một câu cứng đờ, năm năm nay em trải qua như thế nào. Cơ thể liễu phi tuyết run lên, im lặng trong chốc lát, cô nói cũng ổn. Huỳnh nhân bóng dáng của liễu phi tuyết. Đột nhiên mở miệng nói, thật sự xin lỗi. Cơ thể liễu phi tuyết lại lần nữa run rẩy theo bản năng quay mặt qua một chút, hơi liếc qua nhìn Huỳnh Nhân. "Ban ngày chắc em đã nghe được lời nói của anh rồi, đó đều lời thật lòng của anh." Sắc mặt Huỳnh Nhân thản nhiên, nói, "Trong 5 năm, năm này anh người anh muốn xin lỗi chính là ngươi, anh có thể nói cho em biết 5 năm, năm này anh đang làm gì." "Anh tham gia quân ngũ, vì để một ngày nào đó có thể trở về che mưa chắn gió có em, có một số trách nhiệm không nên để mẹ con các em gánh vác." Thùng thùng thùng. Sau khi Huỳnh Nhân nói xong, Liễu Phi Tuyết giống như con thỏ chịu kinh hãi, chạy nhanh lên lầu. Dầm, còn đóng cửa lại một cách mạnh bạo. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Huỳnh Nhân cũng lộ ra nụ cười. Anh duỗi người, đi vào phòng cho khách nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Huỳnh Nhân tỉnh dậy từ rất sớm. Tuy rằng đã xuất ngũ nhưng thân là quân nhân, kỷ luật vẫn còn ở, 6 giờ đúng anh đã tỉnh. Không nghĩ đến Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Như còn thức dậy sớm hơn. Bố, ôm, Thấy Huỳnh Nhân ra khỏi phòng, Huỳnh Như lập tức mở cánh tay nhỏ ra với Huỳnh Nhân. Nhìn con gái dính bố như vậy, Liễu Phi Tuyết cảm thấy hơi chút ghen tuông. Cô đã sống cùng Huỳnh Như 5 năm, năm mà cũng không thấy Huỳnh Như dính cô như thế. Ăn xong cơm sáng, Liễu Phi Tuyết đưa Huỳnh Như đến nhà trẻ, Huỳnh Nhân cũng được rảnh rang. Reng reng. Vào lúc này, chuông điện thoại vang lên, Lưu An gọi đến. "Thiếu chủ, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi." lưu an cung kính nói tổng giám đốc tập đoàn cửu châu phượng tư sở mấy năm nay đã làm không ít hoạt động trái pháp luật tùy tiện nắm một chuyện cũng đủ khiến ông ta ngồi xổm nhà đá mấy năm sắc mặt huỳnh nhân vẫn bình tĩnh vậy giao cho cô phụ trách vâng thiếu chủ hai giờ chiều huỳnh nhân đúng giờ đi vào hội trường đấu thầu lúc này tất cả mọi người đã đến đông đủ khiến huỳnh nhân kinh ngạc là liễu nham cũng tới chẳng qua tâm trạng không tốt đang hút thuốc lá à, đây không phải là ông vua chuyện xưa của chúng ta huỳnh nhân hay sao lúc này phượng tư sở cười tủm tỉm đi tới hôm nay định kể cho chúng ta loại chuyện xưa gì đây anh ta nói rất to lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người không ít doanh nhân đều nở nụ cười huỳnh nhân đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc huỳnh nhân quay đầu nhìn lại liễu nham mang theo liễu cảnh nhiên và liên thúy na đi tới hừ còn có mặt mũi tới liễu cảnh nhiên khinh thường hừ một tiếng quay mặt đi không muốn thấy gương mặt này của huỳnh nhân huỳnh nhân không để trong lòng cười chào hỏi bố hút thuốc ít thôi không tốt cho cơ thể đâu được được không hút nữa liễu nham cười dập tắt thuốc lá huỳnh nhân bố nghe nói rồi là con chị hết cho bố việc nhỏ thôi mà liễu nham vừa định hỏi năm năm này huỳnh nhân đã làm gì chợt nhớ tới gì đó biểu cảm lại trở nên bi thảm làm sao vậy bố huỳnh nhân hỏi ai còn không phải là chuyện đấu thầu thì là chuyện gì nữa liễu nham thở dài huỳnh nhân à ngày hôm qua con ngờ nghịch quá huỳnh nhân lại cười không lo lắng chút nào bố bố có tin tưởng con không liễu nham không biết tại sao huỳnh nhân lại nói như vậy nhưng vẫn gật đầu tin vậy cứ nhìn đi con tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây hại đến nhà họ liễu trong khi nói chuyện một người phụ nữ chuyên nghiệp có khuôn mặt ưa nhìn bước lên đài, bộ trưởng Điền hôm qua giờ giống như tay sai đi theo phía sau cô. Tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc, Giang Hy Văn, sau đây do tôi đến tuyên bố kết quả đấu thầu. chương 17, Thu hoạch Toàn bộ hội trường lập tức trở nên yên tĩnh, Điền Vũ đứng ở phía sau Giang Hy Văn gật đầu với Phượng Tư Sở, làm Phượng Tư Sở nhẹ nhàng thở ra. Có bộ trưởng Điền ở đây, chuyện anh ta trở thành phía đối tác gần như đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền sắc mặt phượng tư sở hồng hào sửa sang lại quần áo, chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Nham khẩn trương đến đổ mồ hôi tay, nếu lần đấu thầu này không thành công thì nhà họ Liễu của ông thật sự xong rồi. Nhưng bởi vì hôm qua huỳnh nhân làm loạn, khả năng thành công của bọn họ đã gần như bằng không. Trải qua sự sàng chọn kỹ càng của Tổng Giám Đốc Liễu, cuối cùng đã lựa chọn một công ty làm phía đối tác, đó chính là... Giang Hy Văn nở một nụ cười trước nghiệp hóa, tạm dừng một chút tất cả mọi người ngừng hô hấp, Phượng Tư Sở đã bắt đầu nhấc mông khỏi chỗ ngồi. Nhà họ Liễu, công ty Áo Tân. Giang Hy Văn tuyên bố nói, chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay, mời người đại diện nhà họ Liễu lên đài. Ngoặc kép ngoặc kép, không có một ai vỗ tay, càng không có ai nói gì. Tất cả chủ của các công ty xí nghiệp dường như trở đần độn, cả tập thể đánh mất khả năng ngôn ngữ. Phượng Tư Sở giống như bị một đòn cảnh cáo, nụ cười tươi trên mặt đột nhiên cứng lại, biến thành một chiếc mặt nạ da người tinh xảo. Anh ta hoàn toàn choáng váng. Không phải anh ta ư, tại sao lại là nhà họ liếu Bên chỗ nhà họ liếu Liễu Nham đã trải qua cả vui lẫn buồn, đến nay còn chưa phản ứng lại. Mà mẹ con liếu cảnh nhiên giống như ban ngày ban mặt thấy quỷ vậy, linh hồn nhỏ bé cũng không còn. Chỉ có huỳnh nhân, từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười thong dong thản nhiên trên mặt, giống như mọi thứ đều được anh nắm trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ bàn tay Liễu Nham, nhắc nhở nói, bố, lên đài nói chuyện đi. Lúc này Liễu Nham mới phản ứng lại, kích động nói năng lộn xộn thành, thành công rồi, thế mà thật sự thành công. Ông đi lên đài nắm tay với Giang Hy Văn, nhìn qua giống như trẻ lại 10 tuổi. Không, tôi không phục. Dưới đài, Phượng Tư Sở đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt tức giận nói, bao che, đây là bao che. Dựa vào cái gì mà người trúng thầu không phải tôi? Đúng vậy, trợ lý Giang, có phải đã sai lầm ở đâu đó rồi hay không? Điền Vũ bên cạnh đổ mồ hôi đầy đầu, hỏi. Ngày hôm qua, ông ta đã định ra một phần danh sách thông qua sơ thẩm trình báo cho Tổng Giám Đốc Liễu, rõ ràng đã hết lòng đề cử tập đoàn Cửu Châu, hơn nữa còn không có tên của nhà họ Liễu, tại sao nhà họ Liễu lại trúng thầu được? Nghe vậy, ánh mắt Giang Hy Văn lạnh lùng, lời nói thản nhiên mà xa cách. Đây là quyết định của Tổng Giám Đốc Liễu, chẳng lẽ mấy người đang nghi ngờ Tổng Giám Đốc Liễu? không, không dám, Điền Vũ lập tức sợ hãi. Giang Hy Văn lại lạnh lùng liếc qua Phượng Tư Sở một cái, Tổng Giám Đốc nếu không chọn công ty cửu châu của các người đương nhiên là vì các người có chỗ nào đó làm không tốt, đâu ra chuyện bao che. Nếu anh còn dám nói lung tung thì cứ chờ nhận văn kiện của luật sư đi. Văn kiện của luật sư. Lời này vừa nói ra, không chỉ Phượng Tư Sở hoảng sợ, những chủ doanh nghiệp khác ngồi đây cũng đổ mồ hôi lạnh. Đây là năng lực xã giao của lệ tinh, một sự kiện bé như hạt mè cũng có thể khuấy động dư luận xôn xao tuy cửu châu là công ty lớn nhưng so sánh với lệ tinh lại như một trên trời một dưới đất cạch đúng lúc này cửa hội trường đột nhiên bị đẩy ra một đám người mặc trang phục cảnh sát đi vào đi đầu là một nữ cảnh sát có mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ tư thế hiên ngang cô ấy lấy ra giấy chứng minh công an nhân dân ánh mắt sắc bén nhìn một vòng xung quanh hội trường tôi là cảnh sát bộ phận cục thẩm minh Vương Trân, ai là Phượng Tư Sở? Cảnh tượng lớn như vậy lập tức khiến các chủ doanh nghiệp bị dọa cho ngây ngốc, ngay cả Giang Hy Văn đang điều khiển cục diện cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh sát vọt vào. Tôi, là tôi, làm sao vậy? Vẻ mặt Phượng Tư Sở ngơ ngác, có chút không biết làm sao đứng lên. Cạch, Vương Trân đi đến trước mặt Phượng Tư Sở, không nói lời nào lập tức cha còng tay vào tay của Phượng Tư Sở. Giọng điệu lạnh lùng, chúng tôi hoài nghi anh có liên quan phi vụ tẩy tiền, Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Cái gì? Phượng Tư Sở lập tức nóng nảy, "Cảnh sát phương có phải cô hiểu lầm gì rồi không? Tôi không phạm tội gì cả." "Anh có quyền giữ im lặng, dẫn đi." Không đợi Phượng Tư Sở nói xong, Vương Chân hét lên một tiếng, dẫn người mang Phượng Tư Sở đi. Nếu lúc trước nhà họ Liễu chúng thầu mọi người chỉ khiếp sợ, vậy bây giờ Phượng Tư Sở bị mang đi đã bịt kín khói mù trong lòng mọi người. Phượng Tư Sở vừa đấu thầu thất bại, ngay sau đó đã bị cảnh sát mang đi đây là chuyện trùng hợp à những người ở đây không ai là đồ ngốc cả rất nhanh đã cảm giác được một sự thật có người che chở nhà họ liễu có chuyện này làm đệm các chủ doanh nghiệp không dừng lại nữa nhanh chân rời đi giang hy văn quay đầu lại nhìn thoáng qua điền vũ nói tổng giám đốc liễu tìm ông trong lòng điền vũ nặng nề tổng giám đốc liễu tìm tôi làm gì Giang Hy Văn cười lạnh, Tổng Giám Đốc Liễu rất không vừa ý tập đoàn Cửu Châu, nhưng ông vẫn cố ý đề cử Cửu Châu, ông nói xem tìm ông để làm gì. Xoạt! Lời này vừa nói ra, sắc mặt điền vũ chợt trở nên trắng bệch. Giang Hy Văn xoay người lại, lấy ra một bản văn kiện đưa cho Liễu Nham, đây là hợp đồng hợp tác giữa hai bên, ngài xem thử xem, nếu không có vấn đề gì có thể lập tức ký tên ở đây. Được, được! Liễu Nham cảm kích nhận hợp đồng, nghiêm túc lật xem, sau khi xác định không thành vấn đề mới mới ký tên của mình. Đưa một bản hợp đồng lại cho Giang Hy Văn, Liễu Nham lại nói, trợ lý Giang, thật sự rất biết ơn cô, có thể nhờ cô chuyển lời cho Tổng Giám Đốc Liễu một chút, nếu như buổi tối có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Ngại quá, Tổng Giám Đốc Liễu rất bận. Giang Hy Văn xin lỗi cười, nhẹ nhàng từ chối nói, lại nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân đang ngồi ung dung dưới đài, nói, nếu thật sự muốn cảm ơn thì ông nên cảm ơn Ngài Huỳnh này đi lời này vừa nói ra cho dù là liễu nham hay là mẹ con liên thúy na đều không thể tưởng tượng được nhìn về phía huỳnh nhân hợp tác vui vẻ sau khi bắt tay với liễu nham xong giang hy văn rời khỏi hội trường để lại ba người nhà họ liễu như lạc trong sương mù huỳnh nhân con thành thật nói cho bố biết con làm như thế nào được liễu nham nhìn huỳnh nhân nghiêm túc hỏi đến bây giờ liễu cảnh nhiên và liên thúy na vẫn chưa hồi phục lại tinh thần trước đó đánh chết hai người cũng không tin Huỳnh Nhân có thể làm được. Huỳnh Nhân nhún vai, có lẽ là do kể chuyện xưa đem khiến Tổng Giám Đốc Liễu cảm động. Ngoặc kép ngoặc kép, sắc mặt mẹ con Liễu cảnh nhiên lập tức đỉ bừng, sao hai người có thể không nghe ra Huỳnh Nhân đang châm chọc hai người. Phải biết rằng trước đó chính hai người làm loạn nhiều nhất, đấu thầu bị Huỳnh Nhân bắt lấy không thể nghi ngờ là đang dáng một cái tát lên mặt hai mẹ con bà ta. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, khuôn mặt liễu nham hồng hào, sang sảng cười to, được, được lắm, huỳnh nhân, quả nhiên bố không nhìn lầm con. Lại nói với Liên Thúy Na, còn không nhanh chóng đi tìm khách sạn đặt bàn đi, hôm nay là ngày đại hỷ của nhà họ liễu, cần phải chúc mừng một chút. Ừ, được rồi. Liên Thúy Na cười một cách mất tự nhiên, lấy di động ra chuẩn bị đặt khách sạn. Con xin phép không đi. Huỳnh Nhân lại thình lình nói, con đã bị đuổi ra khỏi nhà họ liễu, cảnh nhiên và dì na đã từng nói không cho phép con bước vào cửa nhà họ liếu một bước con xin phép đi trước nói xong lập tức đi ra hội trường lưu lại liếu cảnh nhiên và liên thúy na huỳnh nhân mày chuyện linh dị đôi mắt của hai mẹ con sắp nhỏ ra máu hận không thể một ngoạm cắn chết anh chắc chắn tên khốn này cố ý sắc mặt liếu nham âm trầm sắp nhỏ ra nước đột nhiên tát một cái thật mạnh lên mặt liếu cảnh nhiên chát rất nhanh sau đó một nửa bên mặt của Liễu Cảnh Nhiên đã sưng lên, in rõ vệt bàn tay. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, mày có cái gì tư cách đuổi huỳnh nhân đi? chương 18, chấn động thẩm minh. Bất thình lình bị Liễu nham dáng cho một bà tay, Liễu Cảnh Nhiên chợt sững sờ. Đợi cô ta khôi phục lại tinh thần hai mắt đỏ ửng nói, bố, sao bố lại đánh con? Cô ta không dám tin, từ nhỏ đến lớn bố chưa từng đánh cô ta, bây giờ lại đánh cô ta chỉ vì một đồ rác rưởi ông điên rồi, nó chính là con gái ông đó. Liên Thúy Na cũng sốt ruột, bà ta giữ liễu nham lại nhưng bị hất ra. Nó cũng bị bà chiều chuộng từ nhỏ nên mới xấu tính như bây giờ. Liễu nham mắng luôn cả Liên Thúy Na, bớt nói nhảm đi, tôi không cần biết các người dùng cách gì, quỳ xuống cũng được, dập đầu lại cũng được. Làm thế nào cũng phải gọi huỳnh nhân về, nếu không thì đừng quay lại nữa. Nói xong, ông ta cũng không thèm đếm xỉa đến hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên, trực tiếp rời khỏi hội trường. Vẻ mặt hai người thay đổi liên tục, cực kỳ khó coi. Nhất là Liễu Cảnh Nhiên, hôm qua cô ta còn bảo Huỳnh Nhân đừng bao giờ trở về nữa, bây giờ lại phải mặt dày đi cầu xin anh quay về sao. Cô ta không thể để mất mặt như vậy được. Con không đi, cô ta ôm chặt một bên mặt vẫn còn đang đau, tức giận nói. Vẫn là Liên Thúy Na hiểu chuyện, bà ta kéo cánh tay Liễu Cảnh Nhiên, khuyên bảo nói, mẹ cũng không muốn đi, nhưng tình hình cách bấp, không ngờ đồ rác rưởi này lại chó ngáp phải ruồi, lại còn trúng thầu thật. Bây giờ chờ mặt với cậu ta cũng không có lợi gì, bố con cũng là đồ không có lương tâm, chỉ biết nghĩ cho người ngoài, chúng ta cứ mời cậu ta về nhà trước, chỉ cần cậu ta lại mắc lỗi, chúng ta có thể đuổi cậu ta đi tiếp, cần gì phải suốt ruột chứ. Liễu cảnh nhiên bị thuyết phục, chỉ có thể nghiến răng uất ức nói, vậy được thôi. Nói xong, mẹ con hai người cũng đến khu toàn cầu, muốn tìm kiếm bóng dáng huỳnh nhân, nhưng huỳnh nhân đã đi từ lâu rồi liễu cảnh nhiên móc điện thoại ra gọi cho huỳnh nhân nhưng lại vang lên tiếng nhắc nhở số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được liễu cảnh nhiên tức giận dậm chân nói đồ rác rưởi đáng chết này cùng lúc đó một chiếc xe râu roi màu đen đang chạy băng băng trên huỳnh xe cộ xung quanh đều tránh không kịp lũ lượt nhường huỳnh cho nó đi huỳnh nhân ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi người lái xe vẫn là lưu an cô ấy cung kính báo cáo thiếu chủ Phượng Tư Sở đã nhận tội hết rồi, bao gồm cả việc bán bí mật thương mại của tập đoàn Cửu Châu. Nhưng do không có chứng cứ, bên phía nhà họ Thiều đã phủi sạch quan hệ. Biết rồi, Huỳnh Nhân thản nhiên trả lời, ban đầu cũng không trông mong một Phượng Tư Sở nhỏ nhoi có thể lật đổ Thiều Gia Nguyệt. Suy nghĩ một lát, Huỳnh Nhân lại hỏi, chuyện lễ cưới chuẩn bị thế nào rồi? Thưa Thiếu Chủ, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, theo như căn dặn của anh, Giấu tên đi thông báo cho các gia tộc thượng lưu có tiếng ở khắp Thẩm Minh. Lưu An nói, chỉ thiếu mỗi nhẫn kim cương, 6 giờ tối, ở Tân Giang hội của nhà họ Thiều sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó có nhẫn kim cương quý giá nhất và lớn nhất ba thành phố Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Nghe xong, ánh mắt Huỳnh Nhân chợt lóe lên, đến Tân Giang hội đi. Màn đêm buông xuống, Tân Giang hội bắt đầu kinh doanh. Một chiếc Rolls-Royce màu đen lặng lẽ chạy vào bãi đỗ xe xung quanh đỗ đầy các loại xe đua nổi tiếng, có giá từ mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn, nhưng so sánh với chiếc xe Rolls Royce này lại bị lu mờ đi nhiều. Bởi vì chỉ cần mỗi biển số xe A88888 này thôi đã có thể bỏ xa mấy chiếc xe kia. Mở cửa xe ra, một người trẻ tuổi mặc đồ vest, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vóc dáng cao lớn bước ra khỏi xe, đó chính là Huỳnh Nhân. Lưu An lúc này đã thay một chiếc váy dự tiệc chế ngực màu đen, giúp cô giảm bớt vẻ hung dữ ngang ngược, tăng thêm chút nữ tính hiếm có. Rất đẹp, Huỳnh Nhân mỉm cười nói. Lưu An đỏ mặt, ánh mắt Lưu Luyến nhìn trộm Huỳnh Nhân. Cô Lưu An, cô đến rồi. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên chạy đến đón tiếp, mỉm cười nói tôi đã đợi cô lâu lắm rồi. Ừm, Lưu An trở lại dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên trả lời. Người trung niên đó đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Huỳnh Nhân bên cạnh Lưu An, vẻ mặt trợt hoảng hốt nói anh là nhân vật lớn đó sao? Ông là ai? Huỳnh Nhân không hề quen biết người đàn ông trung niên này. Tôi là Mã Bách Điền, anh gọi tôi là Tiểu Mã được rồi. Người trung niên cười nói tiền xây khu toàn cầu do tôi bỏ ra đó, một chút lễ mọn không sánh được sự kính trọng này. Cũng may bây giờ không có ai, nếu có người nhìn thấy tỷ phú giàu nhất thẩm minh lại cúi đầu khom lưng như vậy, chắc chắn sẽ lên bản tin thời sự mất. Ồ! Huỳnh Nhân thản nhiên gật đầu, hỏi, ông là người của tổ chức nào? Nghe xong Mã Bách Điền kho người thấp hơn nói, là thành viên của Thương hội Hồng ưng. Thương hội Hồng ưng. Huỳnh Nhân suy nghĩ một lúc, sau đó có chút ấn tượng, Thương hội do Diệp Tử Sâm trong bảy sâm của cảnh Bắc sáng lập. Bảy sâm của cảnh Bắc, mỗi người đều dẫn đầu trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng không ai ngờ, bảy người này đều nhận ơn huệ của một người. Người này chính là Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, Tôi đã bao một phòng cao cấp nhất cho anh, ngoài ra, nếu anh vừa ý cái gì cứ nói với tôi." Mã Bách Điền vỗ ngực nói. "Không cần đâu, ông nhìn tôi giống người thiếu tiền sao?" Huỳnh Nhân thản nhiên nói, "Ông chỉ cần giúp tôi hô tên là được rồi." Mã Bách Điền nghe xong cũng ngượng ngùng cười nói, "Vâng." Đám người bước đến phòng bao dấu kín ở bên trên của nơi tổ chức buổi đấu giá, thông qua tấm kính một chiều, người bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Có thể thấy rất nhiều đồ quý giá có giá trị liên thành được đặt lên bục đấu giá, các phú thương nhau nhau tranh đua, vô cùng sôi nổi. Nhưng Huỳnh Nhân vẫn thở ơ như cũ, bởi vì không có thứ anh cần. Tiếp theo, thứ được đấu giá chính là kim cương Nam Phi có thể gọi là báu vật trên trời. Kim cương nặng 5 cara, được gọi là nước mắt Venus, giá khởi điểm 100 triệu. Theo tiếng búa kim loại vang lên, Huỳnh Nhân chợt mở mắt ra, nhìn Mã Bách Điền một cái, giơ hai ngón tay lên. Mã Bách Điền lập tức hiểu ý, nhập giá vào. Khách số không ra giá 200 triệu. Vừa ra giá này, bên dưới lập tức yên tĩnh không có chút tiếng động. Bỗng chốc nâng giá lên gấp đôi, cần thiết phải như vậy sao? Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. 250 triệu. Khách số 8 ra giá 250 triệu. Huỳnh Nhân giơ ba ngón tay lên. Mã Bách Điền hết giá, 300 triệu, 350 triệu, vẫn là giọng nói đó. Vẻ mặt Huỳnh Nhân hơi lạnh lùng, hỏi, người bên phòng số 8 là ai? Anh buộc phải có được nước mắt Venus, sao có thể để người khác giành mất? Mã Bách Điền suy nghĩ một lúc nói, hình như là cậu cả thiều hải hà của nhà họ thiều, cũng có hứng thú với chiếc nhẫn kim cương này, muốn mua về tặng cho người phụ nữ mình yêu. Vẻ mặt Huỳnh Nhân vẫn thờ ơ như cũ, anh nhìn Lưu An một cái. Lưu An gật đầu, sau đó nhập số 10 vào. Bỗng chốc, nhân viên đấu giá bên dưới điên cuồng nói. Trời ạ, à, khách số không ra giá 1 tỷ, còn ai ra giá hơn 1 tỷ không? Lần này, giọng nói đó không vang lên nữa. 1 tỷ lần 1, 1 tỷ lần 2, 1 tỷ lần 3. Nhân viên đấu giá rứt khoát nói chúc mừng nước mắt Venus thuộc về vị khách số 0. Chúng ta đi thôi, mua được kim cương máu. Huỳnh Nhân không nán lại nữa, trực tiếp rời khỏi phòng bao. Quả thật thì trừ nước mắt phi ra, anh không vừa ý những thứ khác. Ở phòng bao số 8, vẻ mặt Thiêu Hải Hà u ám cực kỳ khó coi. Bị người khác giành mất thứ mình thích ngay trên địa bàn của mình, chuyện này là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Khách trong phòng bao số không là ai? Thiêu Hải Hà khó chịu hỏi. Ông chủ của Tân Giang hội toát mồ hôi lạnh trả lời, cậu cả, đó là Mã Bách điên tỷ phú giàu nhất thẩm minh. Vù, bỗng chốc, ánh mắt thiều hải hà nảy ra ý định giết người, mã bách điền, hay cho mã bách điền, vậy mà lại dám đối đầu với tôi. Trong vòng một đêm, tin tức một tỷ phú bí ẩn nào đó, ra giá 10 tỷ trên trời để mua nước mắt Venus trong buổi đấu giá đã truyền đi khắp thẩm minh. Tất cả mọi người đều muốn tìm được tỷ phú bí ẩn đó, tiện tay vứt ra 10 tỷ, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chính là mã bách điền này làm hỏng chuyện của anh ở tập đoàn Thiều Thị Thiều Hải Hà đập mạnh bàn, tức giận quát. Một người phụ nữ điềm tĩnh như tiên dáng trần ngồi đối diện anh ta, tuy mặc đồ công sở nhưng vẫn khó che giấu phong cách cổ điển của mình, vẻ mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ là một mã bách điền thôi cũng dám tranh với anh. Vẻ mặt Thiều Hải Hà khẽ thay đổi, em gái, ý của em là? Thiều Gia Nguyệt mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ lấy một tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo ra đưa đến trước mặt Thiều Hải Hà lễ cưới giấu tên này anh đại diện nhà họ thiểu đi đi. chương 19, chỉ muốn cưới em. Trong ba ngày, cả thành phố thẩm minh ngày càng có nhiều gia tộc nhận được thiệp mời đám cưới giấu tên. Điều khiến người ta ngạc nhiên là nhà họ liễu cũng được mời. Lúc nhận được thiệp mời, mọi người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc. Đây là lễ cưới của ai, ngay cả tên cũng không thèm viết chữ nào. Liễu tử văn cầm thiệp mời, lật qua lật lại xem. Lễ cưới của ai cũng không biết, nhưng địa điểm tổ chức lễ cưới ở số 1 Thẩm Minh, đó là nhà hàng trên du thuyền sang trọng nhất Thẩm Minh, một bàn ăn phải mất 10 vạn. Liên Thúy Na hai mắt sáng bừng nhìn tấm thiệp mời, nói: "Cặp cô dâu chú rể này tổ chức bữa tiệc ở nhà hàng trên du thuyền, chắc chắn là một tỷ phú kín tiếng." "Hừ, theo tôi thấy, bà đúng là chỉ có góc nhìn của phụ nữ." Liễu Nham lạnh lùng lùng hừ nói: "Đúng thật là cặp cô dâu chú rể này có thân phận không tầm thường, nhưng tại sao bọn họ lại mời chúng ta?" nhà họ Liễu chúng ta cũng sắp không xong rồi. Những lời của Liễu Nham khiến mọi người bỗng bình tĩnh trở lại. Quả thật, muốn mời cũng phải mời những nhà quyền thế ở thẩm minh, dựa vào đâu lại mời nhà họ Liễu bọn họ. Bỗng nhiên, Liễu cảnh nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, lấy báo của ba ngày trước ra nói, mọi người có biết chuyện ba ngày trước có người bỏ ra 10 tỷ để mua báu vật trên trời là nước mắt Venus không? Mọi người gật đầu liên tục. Đương nhiên là biết rồi, bỏ 10 tỷ ra mua kim cương máu, chuyện này đã đồn đi khắp thành phố thẩm minh rồi. Con cảm thấy, có lẽ người kết hôn chính là tỷ phú bí ẩn đã bỏ 10 tỷ để mua nước mắt Venus đó. Liễu Cảnh Nhiên nghiêm túc phân tích nói, còn về nguyên nhân mời chúng ta, có phải bởi vì nhà họ Liễu có chút quan hệ gì đó với ông ta không? Vừa dứt lời, mọi người chợt ngây người ra một lúc, sau đó trở nên vô cùng kích động. Nếu như là vậy, thế thì nhà họ Liễu chúng ta có hy vọng vùng lên rồi. Bác cả liếu đông quân kích động nói, nếu như có thể làm quen với tỷ phú đó, cộng thêm việc hợp tác với tập đoàn lệ tinh, tự nhiên khủng hoảng của nhà họ liễu chúng ta sẽ được giải quyết dễ dàng. Liễu nham cũng gật đầu nói, nếu như giống như cảnh nhiên nói thật, vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta có đi dự lễ cưới này không? Đi, không chỉ đi mà còn phải giữ gìn quan hệ tốt đẹp với cặp cô dâu chú rể này. Ánh mắt liễu nham kiên quyết nói, chuẩn bị một chút, lập tức lên đường, đến số một thẩm minh. Mọi người nhà họ liếu lũ lượt đứng dậy, liếu cảnh nhiên và liên thúy na cũng quay người về phòng định đi thay đồ trang điểm. Hai người đợi một chút. Liễu Nham bỗng nhiên gọi Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na lại nói, chuyện tôi bảo hai người đi xin lỗi Huỳnh Nhân thế nào rồi. Nụ cười trên gương mặt Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na bỗng chốc cứng đờ. Con cũng muốn đi xin lỗi lắm, nhưng anh ta không nghe điện thoại của con. Liễu Cảnh Nhiên không ngượng ngùng nói. Vẻ mặt Liễu Nham cũng trở nên khó coi, xem ra Huỳnh Nhân giận bố thật rồi, lần sau gặp nhất định phải xin lỗi cho bố. Vâng ạ, à. vẻ mặt mẹ con hai người cũng vô cùng khó coi. Tổng cộng chỉ có ba tấm thiệp mời được gửi cho nhà họ Liễu, cho nên tạm thời để ba người nhà Liễu Nham tham dự lễ cưới. Ngày hôm nay, trên đường đến bến Tàu Thẩm Minh có thể thấy đủ loại xe sang quý giá khắp nơi, một lễ cưới, một buổi đấu giá với giá trên trời hầu như đã thu hút tất cả nhà quyền thế ở thẩm minh đến đây cùng lúc đó huỳnh nhân đang đứng bên bến tàu thẩm minh sau lưng anh là một chiếc du thuyền sang trọng khổng lồ nhìn thời gian một chút huỳnh nhân móc điện thoại ra sau đó gọi cho một dãy số alo rất nhanh trong điện thoại đã vang lên một giọng nói lạnh lùng phi tuyết đang làm gì đó ánh mắt huỳnh nhân trở nên dịu dàng hơn liễu phi tuyết im lặng một lát nói vừa đón tiểu như đi học về vậy vừa khéo em không cần về nhà nữa đến số một thẩm minh đi huỳnh nhân nói đến số một thẩm minh làm gì liễu phi tuyết nghi ngờ hỏi giống như nhớ ra gì đó giọng điệu của cô chợt lạnh lùng hơn huỳnh nhân nếu anh muốn mời em đi ăn cơm không cần phải đến số một thẩm minh làm gì anh biết một bàn ăn ở số một thẩm minh bao nhiêu tiền không đừng hỏi nữa cứ đến là được rồi huỳnh nhân vẫn không giải thích suy nghĩ một lúc Liễu Phi Tuyết cuối cùng cũng đồng ý, 20 phút nữa đến. Sau khi cúp máy, vẻ mặt Huỳnh Nhân càng giạt rào tình cảm hơn. Huỳnh Nhân, anh ở đây làm gì? Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói kinh ngạc. Huỳnh Nhân ngoảnh đầu lại nhìn, Liễu Nham dẫn theo hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên xuống xe, bước về phía anh. Người đang nói chuyện là Liễu Cảnh Nhiên. Huỳnh Nhân, sao con lại ở đây? Liễu Nham lại rất vui, thậm chí còn ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Huỳnh Nhân giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt ông ta nghiêm lại, ngoảnh đầu nói với hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên còn không mau xin lỗi đi. Vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên vô cùng khó chịu, trong lòng rất không muốn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nói xin lỗi. Huỳnh nhân à, con vẫn nên quay về đi. Vẻ mặt Liên Thúy Na lại vô cùng vui vẻ nói, mẹ làm vậy cũng vì tốt cho nhà họ Liễu, bây giờ nhà họ Liễu cũng đã giải quyết được khủng hoảng, con cũng có thể quay về rồi. Thế nhưng, vẻ mặt huỳnh nhân vẫn hờ hững đáp lại, ừ. Hai mẹ con liễu cảnh nhiên cảm thấy rất mất mặt. Chỉ một chữ, ừ, có ý gì chứ? Có nhận lời xin lỗi hay không đây? Huỳnh nhân lại nhìn về phía liễu nham nói, bố, khoảng thời gian này con muốn lo cho sự nghiệp của mình, nhưng con sẽ thường xuyên đến thăm bố. Ý của lời này rất rõ ràng, con không về đâu. Liễu nham hơi thất vọng, nhưng vẫn vỗ vai huỳnh nhân nói, có chí thì nên, đây là chuyện tốt, nhưng đừng quên thường xuyên về thăm nhà đó chuyện đó đương nhiên rồi thích đến hay không ai thèm thấy huỳnh nhân lại dám từ chối mình liễu cảnh nhiên bỗng chốc nổi giận đùng đùng liên thúy na vội vàng kéo cô ta lại lấy một tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo ra đưa cho huỳnh nhân xem nhìn thấy chưa mọi người đến số một thẩm minh để tham dự lễ cưới còn con thì sao không biết con chỉ đang đợi người ở đây thôi huỳnh nhân khẽ cười đáp đợi người ở số một thẩm minh anh biết đây là nơi nào không liễu cảnh nhiên cũng tìm lại được cảm giác hơn người của mình lên tiếng mỉa mai chế giễu đây không phải nơi người nào cũng có thể tùy tiện ra vào đâu ăn một bữa cơm anh biết tốn bao nhiêu tiền không thấp nhất là ba bốn vạn đó rất rõ ràng cô ta coi huỳnh nhân như người thiếu hiểu biết đang cố tìm đủ mọi cách để vào số một thẩm minh mọi người quen cô dâu chú rể của lễ cưới hôm nay không huỳnh nhân bỗng nhiên hỏi vừa hỏi xong đã khiến hai mẹ con liễu cảnh nhiên sửng sốt, sao bọn họ biết được. Cho dù có quen hay không cũng không phải nơi anh có thể vào được, không về nhà họ liễu, vậy anh cứ chờ chết đói đi. Mẹ, đừng quan tâm đồ rác rưởi này, chúng ta đi. Dứt lời, liễu cảnh nhiên vinh váo đắc ý bước lên du thuyền số một thẩm minh với liên thúy na. Huỳnh nhân tiếp tục chờ đợi. Mười phút sau, một chiếc xe thương vụ lao đến dừng ngay bến tàu một cô gái xinh đẹp lạnh lùng mặc đồ công sở màu đen bế một bé gái xinh xắn xuống xe bố vừa nhìn thấy huỳnh nhân cô bé ngây thơ đáng yêu đã chạy về phía huỳnh nhân chậm chút cẩn thận ngã đó liễu phi tuyết ở phía sau hô to ánh hoàng hôn ngả vàng chiếu lên hai gò má tuyệt đẹp của cô xinh đẹp cao quý lại rực rỡ đầy nữ tính nhìn thấy hai mẹ con liễu phi tuyết trái tim huỳnh nhân như sắp tan chảy ra bố ơi bế huỳnh như giang hai cánh tay nhỏ nhắn ra huỳnh nhân ôm lấy huỳnh như liễu phi tuyết bước đến trước mặt hỏi nói đi gọi bọn em đến số một thẩm minh làm gì huỳnh nhân mỉm cười nói đây là bí mật bí mật liễu phi tuyết nhướng mày sau đó từ từ nhíu chặt lại có phải anh gây ra phiền phức gì ở bên ngoài rồi không huỳnh nhân lắc đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn lạnh lùng của liễu phi tuyết nghiêm túc nói anh muốn chứng minh một chuyện với em anh rất yêu em Liễu Phi Tuyết vẫn chưa quen bị một người đàn ông dùng ánh mắt chăm chú này nhìn cô trong khoảng cách gần như vậy, lập tức khẽ đẩy Huỳnh Nhân ra, nói ở đây là nơi công cộng đó. Lúc này một người đàn ông đeo kính trông có vẻ giống như giám đốc bước đến trước mặt Liễu Phi Tuyết, lịch sự hỏi, xin hỏi cô là Liễu Phi Tuyết đúng không? Là tôi, anh là. Liễu Phi Tuyết ngoảnh đầu lại hỏi. Lúc nhìn thấy gương mặt của Liễu Phi Tuyết, ánh mắt anh ta lộ vẻ chấn động, lại càng khom người thấp hơn nói tôi là tổng giám đốc của số một thẩm minh cô cứ gọi tôi là tiểu hoắc được rồi có chuyện gì sao liễu phi tuyết tỏ vẻ kinh ngạc giám đốc hoắc không nói gì chỉ lịch sự mời cô cô liễu mời cô đi theo tôi giám đốc hoắc đưa liễu phi tuyết và huỳnh như đến đường đi dành cho khách quý liễu phi tuyết ngoảnh đầu nhìn huỳnh nhân dường như đang dùng ánh mắt để hỏi anh huỳnh nhân nháy mắt bảo cô yên tâm Liễu Phi Tuyết lúc này mới bế Huỳnh Như bước vào trong số một thẩm minh. Dưới sự dẫn đường của một cô phục vụ mặc sườn xám màu xanh, Liễu Phi Tuyết bước đến một căn phòng sang trọng. Vào lúc mở cửa ra, Liễu Phi Tuyết bỗng chốc ngây người tại chỗ. Váy cưới, trang sức ngọc ngà. Cả căn phòng toàn là váy cưới và trang sức ngọc ngà. Đủ loại kiểu dáng. Mỗi một kiểu đều được thiết kế riêng, là hàng phiên bản giới hạn, vừa nhìn đã biết rất có tiếng tăm ngoài ra còn có hai ba thợ trang điểm và thợ phụ đã đợi sẵn bên trong. Bọn họ đứng dậy, khẽ cúi người nói với Liễu Phi Tuyết, cô Liễu, chúng ta bắt đầu đi. Một hồi lâu Liễu Phi Tuyết vẫn không kịp phản ứng trở lại, cô dùng tay che miệng mình theo bản năng. Cô nhớ đến lời hứa trước đây Huỳnh Nhân đã từng nói với cô. Anh sẽ tặng em một lễ cưới đã muộn 5 năm, năm. Giám đốc hoác bước đến trước mặt Huỳnh Nhân, hơi khom người nói, anh Huỳnh, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Ừm. Huỳnh Nhân thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía chiếc du thuyền sang trọng khổng lồ của số một thẩm minh, khóe miệng hơi nhếch lên. Năm năm trước, em không rời bỏ lúc anh thấy chán nản nhất. Năm năm sau, anh trả em một lễ cưới hoành tráng, che chở em cả đời bình yên. chương 20, chờ lệnh. Địa điểm tổ chức lễ cưới là sân khấu ngoài trời ở tầng cao nhất của du thuyền, có thể hóng gió sông Giang, thưởng thức rượu ngon, tận hưởng cảnh đêm rực rỡ của thẩm minh, nếu như còn được ôm hai ba cô gái duyên dáng thướt tha trong lòng, vậy thì cuộc đời cơ bản đã được tọa nguyện. Đây cũng chính là điểm hút khách của số một thẩm minh. Ba người liễu nham bước vào sân khấu ngoài trời, khắp nơi đều có thể thấy trai tài gái sắc ăn mặc lộng lẫy, tụm năm tụm ba lại với nhau trò chuyện hỏi han. Những người này không ai không phải là cậu ấm cô chiêu nhà quyền thế, bình thường muốn gặp cũng không gặp được. Liễu Nham tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, Điều khiến bọn họ kinh ngạc là chỗ ngồi của bọn họ lại ở hàng phía trên, ở vị trí chính giữa. Như thế làm các gia tộc khác ít nhiều gì cũng không hài lòng lắm, dựa vào đâu mà một gia tộc sắp phá sản lại có thể chiếm vị trí chính giữa. Thời gian vẫn còn sớm, mẹ, chúng ta đi dạo trước đi." Liễu Cảnh Nhiên vô cùng thèm khát quan sát cảnh tượng xa hoa xung quanh, kích động nói. "Được, Liên Thúy Na vui vẻ đồng ý." Bỗng nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, bà ta lại nhắc nhở đầy ẩn ý, cảnh nhiên, con phải biết nắm bắt cơ hội, ở đây nhiều cậu ấm người thừa kế như vậy, nếu như con có thể làm quen với một hai người, như vậy lại càng tốt. Liễu cảnh nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, yên tâm đi mẹ, con đã trang điểm kỹ càng rồi. Hừ, cũng không biết là ai tìm cái đồ ăn cháo đá bát biết người biết mặt nhưng không biết lòng đó về. Liễu nham lại lạnh lùng hừ một tiếng. Biết Liễu Nham nhắc đến chuyện của Phúc Hoàng, Liên Thúy Na không khỏi xấu hổ nói, nhiều người như vậy cũng có lúc nhìn nhầm hơn nữa ông một lòng xem trọng huỳnh nhân năm năm trước cũng không phải cậu ta chạy trốn khỏi lễ cưới của nhà họ thiều sao bây giờ trở về vẫn là đồ rác rưởi vô dụng thôi càng nói giọng điệu liên thúy na lại càng mỉa mai hơn vẻ mặt liễu nham chợt cứng đờ hung hăng hừ một tiếng nhắc đến đồ vô dụng đó cũng không biết đã đi chưa liên thúy na được nước làm tới lại nhảy không thôi nói, chỉ dựa vào cậu ta cũng muốn vào số một thẩm minh, không biết lượng sức mình. Reng reng reng, vừa thấy cuộc gọi đến, Liễu Nham chợt trở, trở nên nghiêm túc, giọng điệu kính trọng nói alo, thư ký Giang. Ông Liễu, tôi thay mặt cho tập đoàn lệ tinh đưa ra vài điều khoản trong thời gian hợp tác, nhà họ Liễu các ông phải tuân thủ các yêu cầu. Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ tuân thủ liễu nham liên tục gật đầu ai đó liên thúy na ngạc nhiên hỏi thư ký lý của lệ tinh cô ta đưa ra vài yêu cầu với nhà họ liễu chúng ta liễu nham cười gượng nói trong ba ngày phải chỉnh sửa xong kế hoạch thiết kế bao bì của thiên sứ trong vòng nửa tháng phải tìm được diễn viên nữ thích hợp đứng ra làm đại diện ngoài ra người đại diện nhà họ liễu hợp tác phải là huỳnh nhân những người khác đều không được cái gì hai điều trước còn có thể chấp nhận được điều cuối cùng khiến Liễu Cảnh Nhiên hét lên thành tiếng, dựa vào đâu? Không phải đã nói dự án này do ba người chúng ta phụ trách rồi sao? Vẻ mặt Liên Thúy Na cũng vô cùng khó coi, bên trong dự án này rất béo bở, như thế chẳng phải không hưởng được gì rồi sao? Cũng hết cách, ai bảo lệ tinh là ông chủ chứ? Liễu Nham nói, bên phía huỳnh nhân tôi lại đi nói chuyện với nó, bảo nó giúp một tay, ôi! Biết trước thì đã dẫn nó vào đây chung rồi, cũng tại cái miệng khinh bỉ của hai người. Những lời này nói ra khiến vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na thay đổi liên tục, bỗng nhiên trong lòng cũng hơi hối hận. Cậu cả thiều đến rồi. Đúng vào lúc này, một người đàn ông vóc dáng cao giáo, gương mặt lịch lãm bước vào, trông anh ta giống như mặt trăng nằm giữa các vì sao, được các cậu ấm cô chiêu vây quanh ở giữa. Thành phố Thẩm Minh có tổng cộng bốn nhà quyền thế lớn là nhà họ thiều, thẩm, nhan và nhà họ đồng, nhưng hôm nay chỉ có người nhà họ thiều đến, ba nhà còn lại không có ai đi vì vậy thiều hải hà chính là ngôi sao bắt mắt nhất ở đây hầu như tất cả các gia tộc đều muốn qua lại thân thiết với thiều hải hà thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là chỗ ngồi của thiều hải hà lại cùng bàn với nhà họ liễu vào lúc hai bên đưa mắt nhìn nhau mọi người đều sững sờ thiều hải hà phản ứng lại trước anh ta hít mắt nhìn liễu nham nói tôi có thể nói đây là oan ra ngõ hẹp không hừ liễu nham lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không trả lời lại nghe nói nhà họ liễu các ông dám đánh liều tranh đấu thầu với nhà họ thiều tôi đúng không? Hay lắm. Ánh mắt thiều hải hà hiện lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng nói tiếp, có tôi ở đây, nhà họ liễu các ông đừng hòng hoàn thành dự án. Vừa dứt lời, ba người nhà liễu nham đều thay đổi nét mặt. Chuyện cạnh tranh đấu thầu còn chọc giận đến nhà họ thiều sao? Đúng vào lúc này, một khúc nhạc vui vẻ êm tai vang lên, lễ cưới chính thức bắt đầu. Người chủ trì bước lên trên sân khấu, người đó lại là giám đốc hoác của số một thẩm minh. Ánh mắt anh ta lướt qua tất cả mọi người, khẽ mỉm cười nói, rất vui được làm người chủ trì cho lễ cưới của cô dâu và chú rể. Đây là một ngày đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi, cả đời này tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Trên đời, điều khiến người ta tiếc nuối nhất chính là bỏ lỡ duyên phận, điều đáng để khắc ghi nhất cũng chính là gặp lại duyên phận. Giám đốc triệu phát huy khả năng của mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng nhạc, Tôi điểm thêm cho bầu không khí rất nhiều. Năm năm trước, vào lúc anh chán nản nhất, tình cờ gặp được cô, anh phó thác mọi thứ cho cô. Năm nay sau, anh vinh quang trở về, anh muốn để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể bước ra. Âm nhạc chợt thay đổi, trở thành khúc nhạc cưới thiên liêng trang trọng. Bỗng chốc tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na cũng đang vỗ tay, nhưng vẻ mặt bọn họ rất kỳ lạ. Mẹ, sao con cảm thấy câu chuyện này lại giống chuyện Huỳnh Nhân kể ở buổi đấu thầu vậy? Mẹ cũng thấy vậy. Liên Thúy Na cũng gật đầu, nhưng vẻ mặt rất thoải mái nói, theo mẹ thấy, không biết thằng nhãi Huỳnh Nhân nghe được câu chuyện đó ở đâu rồi mượn chuyện để kể thôi. Nói cũng đúng. Liễu Cảnh Nhiên lại khôi phục lại vẻ mặt lúc đầu, càng ra sức vỗ tay nhiệt tình hơn. Tối hôm nay, cô ta chắc chắn sẽ làm thân với chú rể. Bừng 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 vô số ánh đèn chiếu thẳng về phía trước, nơi ánh sáng đang tập trung lại, có một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều động lòng người đang từ từ bước ra. Cô mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, tà váy dài buông trên mặt đất, xinh đẹp như tiên dáng trần. Đầu đội vương miện kim cương, có thể nói cô là cô gái nổi bật nhất ở nơi này. Cô còn dắt theo một bé gái xinh xắn đáng yêu. Cô bé mặc một chiếc váy lụa trẻ con được đặt may của thương hiệu Pronovias, chân mang đôi giày công chúa màu trắng trên đầu còn đội một vòng hoa làm bằng hoa tươi, trông giống hệt như thiên sứ nhỏ dáng trần. Đó chính là Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Như. Liễu Phi Tuyết nhìn thẳng về phía trước, còn cô bé lần đầu tham dự lễ cưới lại không hề thấy lạ lắm, trái lại còn mở to đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người hai mẹ con Liễu Phi Tuyết. Chủ tịch Liễu, cô dâu lại là chủ tịch Liễu của tập đoàn Lệ Tinh. Liễu Nham chừng to đôi mắt ngạc nhiên, không thể tin được nhìn cô gái xinh đẹp đang được bao phủ bởi ánh đèn. Mẹ con Liễu Cảnh Nhiên cũng giống như gặp quỷ, không ngờ cô dâu lại là Liễu Phi Tuyết. Tất cả mọi người đều đang vỗ tay, chỉ có mình Thiều Hải Hà nổi giận đùng đùng, vẻ mặt u ám cực kỳ khó coi. Giám đốc Triệu khẽ mỉm cười nói với Liễu Phi Tuyết, cô Liễu, mời cô lên đài ngắm cảnh, chú rể đang đợi cô ở trên đó. Được, Liễu Phi Tuyết gật đầu cười đáp, sau đó bước lên đài ngắm cảnh trước vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái con nhà quyền thế. Buổi tiệc ngoài trời trên tầng cao nhất của số một thẩm minh, ngoài bữa tiệc ra còn thiết kế một đài ngắm cảnh, cách mặt đất 10 mét. Từ trên cao nhìn ra xa, đứng trên chỗ cao nhất của đài ngắm cảnh có thể thưởng thức cảnh đêm của cả thành phố thẩm minh. Liễu phi tuyết vào thang máy, lên đến đỉnh của đài ngắm cảnh. Dưới đất trải thảm đỏ sang trọng, bên trên giải đầy hoa hồng tượng trưng cho tình yêu một bóng người cao giáo mặc quân phục đang đứng chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào cảnh đêm của thành phố thẩm minh liễu phi tuyết đang định gọi tên huỳnh nhân trên sông thẩm minh lại vang lên tiếng động lớn ầm um, dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người một chiếc tàu chiến khổng lồ xé tan mặt sông đạp gió rẽ sóng lao về phía bên này số một thẩm minh bỗng chốc lại nhỏ bé như con kiến trước mặt chiếc tàu chiến đó khách khứ của buổi tiệc vẫn chưa kịp khôi phục lại tinh thần đã bị từng tiếng nổ vang làm bừng tỉnh. Không phải chỉ có một chiếc tàu chiến, có người sợ hãi thốt lên. ầm ầm ầm, cả sông Thẩm Minh dường như bị khuấy động cuộn trào lên, mặt sông lay động dữ dội, 50 chiếc tàu chiến xa hoa vây quanh số một Thẩm Minh cách đó 100 mét. Tàu xếp thành hàng, chiếm giữ cả con sông Thẩm Minh. Trên tàu chiến đông nghịt, toàn là những người lính nghị lực kiên cường. Bọn họ vác súng ống sắc lạnh, trên người mặc quân phục xanh đậm tượng trưng cho biển lớn mênh mông, sống lưng thẳng tắp, mặt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vĩ đại đang đứng ở nơi cao nhất trên số một thẩm minh, bọn họ chờ mệnh lệnh của anh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 20